Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 84. Dương Diệp không có để ý những cột máu kia, ánh mắt của hắn không ngừng tìm kiếm bốn. Phía, Lâu Thiên Vân đâu? Tuy nhiên, một kiếm của hắn có thể chém vỡ thiên đạo chi nhãn, nhưng Lâu Thiên Vân chính là đế cấp, đây chính là tồn tại siêu việt thiên đạo chi nhãn. Ánh mắt dò xét bốn phía, cuối cùng, Dương Diệp ngẩng đầu lên, đôi mắt hắn híp lại và ngự kiếm, hắn bay về phía chân trời. Sau một hồi, hắn dừng lại, ở trước mặt hắn vài chục trượng là một người, người này chính là Lâu Thiên Vân. Lúc này, thân thể Lâu Thiên Vân hư ảo, hai mắt vô thần, hắn lâm vào si ngốc. Sau khi Dương Diệp xuất hiện đối diện với hắn, hắn khẽ ngẩng đầu nhìn Dương Diệp. Sau nửa ngày, hắn buồn bã cười cười, nói. Lâu Thiên Vân ta tu luyện mấy ngàn năm, ẩn nhẫn ngàn năm, rốt cục đạt được cơ duyên, thành tựu đế giả. Vốn nên tiêu dao rời đi, tìm tòi thế giới đặc sắc bên ngoài, nhưng lại không ngờ tới, ta lại chết trong thế giới không có đế giả, càng không nghĩ tới, giết ta chỉ là một bán thánh. Dương Diệp không nói gì, cổ tay khẽ động, một thanh ý kiếm xuất hiện trong tay, hắn chậm rãi tới gần Lâu Thiên Vân. Với hắn mà nói, đến thời điểm này, nó nhảm chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Đã đối phương còn chưa chết triệt để, hắn cũng nên tiễn đối phương một đoạn đường. Dương Diệp, ngươi cho rằng ngươi đã thắng sao? Đột nhiên trên mặt Lâu Thiên Vân xuất hiện một nụ cười, nói. Ngươi đã chảm phá phiến thiên địa này thành vô số mảnh nhỏ, vô số đại địa chi mạch và linh mạch bị ngươi bị phá hủy, Thanh Châu sẽ nhanh chóng không còn linh khí, không chỉ có linh khí khô kiệt, không có đại địa chi mạch thủ hộ, nham thạch nóng chảy trong lòng đất sẽ tràn ra thế giới, có thể nói, không đến trăm năm, Thanh Châu sẽ biến thành nơi không thích hợp cho người và yêu sinh sống. Theo như ngươi nói, Dương Diệp ta nên cho ngươi giết không phản kháng, đúng không? Dương Diệp nói. Dương Diệp, trước tiên là ngươi gây nên, ngươi đã nghịch thiên mà đi, tuy ngươi chém giết ta, nhưng ta cho ngươi biết, thiên đạo của linh giới sẽ không bỏ qua cho ngươi, nó tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Không chỉ thiên đạo của linh giới, cho dù là thủ hộ giả linh giới cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dương Diệp, chờ đó, ta chờ ngày ngươi chết. Lâu Thiên Vân nói xong, thân thể chậm rãi biến mất. Không tốt, đạt tới đế giả, chỉ cần nhất niệm không tiêu tan, hắn sẽ có cơ hội trọng sinh, tuy thân thể hắn bị hủy, linh hồn tiêu tán, nhưng lại ý niệm lại ngưng tụ, hắn rất có thể sẽ đoạt xá trọng sinh. Lúc này, giọng nói lo lắng của kiếm linh vang lên trong đầu Dương Diệp. Dương Diệp biến sắc, nói. Ta nên làm sao chặt đứt ý niệm của hắn? Không được, thực lực ngươi chưa tới trình độ này, căn bản không cách nào một kiếm chảm niệm. Kiếm linh trầm giọng nói. Sắc mặt Dương Diệp trầm xuống, mà đúng lúc này, đột nhiên hình xăm cùng kỳ trước ngực hắn bộc phát tia sáng màu đỏ, rất nhanh, một đạo hấp lực sinh ra trước ngực Dương Diệp. A, a. Lúc này, Dương Diệp tại nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Lâu Thiên Vân. Rất nhanh, ánh sáng màu đỏ biến mất, hình xăm cùng kỳ trước ngực Dương Diệp cũng biến mất. Dương Diệp ngây người. Ý niệm của Lâu Thiên Vân bị tên trong cơ thể ngươi ăn. Nó là quái vật gì? Lúc này, giọng nói của kiếm linh lại vang lên trong đầu Dương Diệp, giọng nói của kiếm linh tràn ngập khiếp sợ, còn có một tia kiêng kỵ. Ít hầu của Dương Diệp khô khốc, hắn cũng muốn biết cùng kỳ là quái vật gì, không chỉ có kiếm linh kiêng kỵ nó không thôi, ngay cả đế nữ cũng kiêng kỵ nó. Trọng yếu nhất là, ngay cả tiểu tuyền qua suýt không vây khốn được nó. Thằng này thật đi ra, ai có thể đánh thắng nó? Dù sao hắn tuyệt đối ngăn không được. Nhưng gia hỏa này nhiều nhất một năm sẽ thoát khốn ra ngoài. Xấu nhất là, sau khi cùng kỳ hấp thu ý niệm của Lâu Thiên Vân, hắn phát hiện cùng kỳ đã mạnh hơn trước không ít. Dương Diệp cảm thấy, hắn cần phải nghĩ biện pháp loại bỏ gia hỏa này ra khỏi cơ thể của mình. Oanh! Ngay vào lúc này, đột nhiên phía chân trời sinh ra tiếng nổ lớn, một con mắt xuất hiện phía. Chân trời! Thiên đạo chi nhãn! Sắc mặt Dương Diệp thay đổi. Tại sao gia hỏa này lại xuất hiện? Ánh mắt thiên đạo chi nhãn nhìn vào người Dương Diệp, sau một khắc, một lôi trụ màu đen xuất hiện và đánh thẳng vào Dương Diệp. Dương Diệp giật mình, loại thời điểm này, hắn lấy cái gì chống lại thiên đạo? Mà đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, nữ tử vung tay lên, thần lôi màu đen hóa thành hư vô đế nữ. Dương Diệp ngây người, nàng tới. Nhưng lúc này thiên đạo chi nhãn tuôn ra vô số lôi quang. Sau đó gần nghìn đạo thần lôi màu đen đánh thẳng vào Dương Diệp cùng đế nữ.
Trong ánh mắt ngưng trọng của Dương Diệp, bàn tay của đế nữ vỗ vào hư không. Oanh! Dương Diệp giật mình, 1000 đạo lôi trụ trực tiếp hóa thành hư vô. Nhìn thấy cảnh này, khóe miệng Dương Diệp không ngừng run rẩy. Lâu Thiên Vân cũng là đế giả, mà nữ nhân này cũng là đế giả, đều là đế giả, vì sao chênh lệch lớn như vậy? Lúc này, đột nhiên đế nữ bay lên không, bay tới trước thiên đạo chi nhãn. Ly khai, hoặc là chết. Đế nữ nói với giọng điệu bình tĩnh, nhưng lời này chẳng khác gì tất vào mặt Dương Diệp. Đây là thiên đạo chi nhãn, đây là thiên đạo chi nhãn đấy. Trong lòng Dương Diệp đang gào thét, nữ nhân này vậy mà uy hiếp thiên đạo chi nhãn, thế giới này điên cuồng thế sao? Lúc nào, thiên đạo chi nhãn lại bị người ta khi dễ? Yên lặng một cái chớp mắt, đột nhiên thiên đạo chi nhãn nổ tung. Cùng lúc đó, sắc mặt Dương Diệp trắng bệch, bởi vì hắn cảm giác trán mình đau đớn, vào lúc hắn cảm thấy khó hiểu, đế nữ xuất hiện trước mặt hắn. Đế nữ, trong mắt có một tia phức tạp. Chuyện gì xảy ra? Dương Diệp hỏi. Đế nữ không nói gì, không biết từ chỗ nào xuất ra một cái gương, Dương Diệp nhìn vào trán mình trong gương, hắn lập tức sửng sốt. Bởi vì trán của hắn xuất hiện một chữ tội. Này, đây là cái gì? Dương Diệp khó hiểu hỏi. Đế nữ trầm ngâm một lát, sau đó nói. Phàm là có người nghịch thiên mà thiên đạo chi nhãn không thể làm gì, nó sẽ hy sinh chính mình, từ đó định vị người đó là tội nhân thiên địa. Tội nhân thiên địa, người thế gian đều có thể giết. Phàm là người giết tội nhân sẽ được đại khí vận gia trì. Nói đến đây, đế nữ nói. Phàm là người có đại khí vận, tu hành như dẫm trên đất bằng, không gặp được một tia khó khăn, mà vận may lại nghịch thiên, thường xuyên được thiên địa tặng, mà phàm là người được thiên địa phù hộ, hắn gặp được nguy hiểm có khả năng đưa tới thiên đạo chi nhãn tương trợ, mà tương lai hắn đột kiếp, thiên đạo có thể cho hắn vượt qua. Dương Diệp hóa đá, hồi lâu, hắn cười khổ, nói. Theo như ngươi nói, ngày sau ta sẽ trở thành đối tượng bị người ta vây giết, đúng không? Còn có đáng sợ hơn, muốn nghe không? Đế nữ nói. Thân thể Dương Diệp hơi cứng đờ, sau đó cười khổ nói. Nói đi, để cho ta nghe một chút, có gì còn bết bát hơn hay không? Ngươi sẽ đụng phải linh giới thủ hộ giả đuổi giết. Đế nữ trầm giọng nói. Linh giới thủ hộ giả. Dương Diệp khó hiểu. Bọn họ là linh giới thủ hộ giả. Chống cự người bên ngoài xâm nhập, đồng thời cũng giết người nghịch thiên của linh giới, còn có tội nhân thiên địa. Đế nữ nói. Rất lợi hại. Dương Diệp hỏi. U Minh Điện đã từng có một người là tội nhân thiên địa, bị linh giới thủ hộ giả biết được, cuối cùng, người có biết kết quả? Đế nữ hỏi. Dương Diệp lắc đầu. Đế nữ nói. Người nọ chết, chết trước mặt các cường giả U Minh Điện. Vẻ mặt Dương Diệp cứng đờ. Sau nửa ngày, hắn nói. Ta xong rồi. U Minh Điện khủng bố, hắn đã kiến thức một hai. Nhưng mà cho dù là một thế lực khủng bố như vậy cũng không dám đối nghịch với thủ hộ giả, Dương Diệp hắn lấy cái gì liều với người ta. Cùng kỳ, đừng nói giỡn, tuy gia này mạnh nhưng có thể so sánh với U Minh Điện sao. Còn nữa, gia hỏa này vừa xuất hiện, nó sẽ giết hắn đầu tiên. Đừng cho người khác biết rõ chữ trên trán của ngươi, bằng không thì... không ai cứu được ngươi. Đế nữ nói xong, cong ngón búng ra, một khăn lụa màu đen quấn lên trán Dương Diệp, nói. Vật ấy có thể ngăn cản thần thức đế giả, nhưng trên đời có vô số người, ta không cam đoan có người giòm phá khăn lụa. Tóm lại, ngày sau ngươi phải cẩn thận, hơn nữa thanh kiếm trong tay ngươi, ngày sau tuyệt đối không nên dễ dàng xuất ra ngoài. Vì sao? Dương Diệp nhìn kiếm tổ trong tay, khó hiểu nói. Bản thân vật này là đế cấp, nếu hợp thể với vỏ kiếm của ngươi sẽ vượt qua hạn chế phẩm giai, thần vật như thế vốn không nên xuất hiện ở giới này, nếu như xuất hiện, tất dẫn tới thiên đạo chi nhãn. Trừ thiên đạo chi nhãn ra, càng có thể sẽ đưa tới vô số cường giả tranh đoạt. Tại Thanh Châu này, người tự nhiên có thể không sợ hãi, nhưng ở Trung Thổ Thần Châu, người có thể giết ngươi nhiều vô số. Đế nữ nói, ta ghi nhớ. Dương Diệp sờ sờ khăn lụa trên trán. Sau đó nói, vì sao lúc trước người buông tha? Hắn đang nói chuyện Tiểu Tuyền qua, lúc ấy hắn không tin nữ tử này sẽ buông tha chính mình, nhưng hiện tại, hắn không thể không tin tưởng. Bởi vì nữ nhân trước mắt không có ác ý với hắn, bằng không đối phương sẽ không giúp hắn. Đế nữ không nói gì. Lại nữa, Dương Diệp lắc đầu, nói, bất kể như thế nào, cảm ơn ngươi.
Còn nữa, tuy ta không biết người muốn tiểu tháp làm cái gì, nhưng nói thực, ta không cách nào chính thức điều khiển nó. Hơn nữa, bản thân nó cũng không phải là một tiểu tháp đơn giản như vậy. Nữ tử nhìn Dương Diệp nửa ngày, sau đó nói. Đưa kiếm cho ta. Dương Diệp sửng sốt, rất nhanh, hắn nghĩ đến cái gì, tay phải khẽ động, bốn thanh trường kiếm màu đen xuất hiện trước mặt nữ tử. Hắn đã nghiên cứu bốn chuôi kiếm kia, nhưng lại phát hiện giống như cũng không có gì đặc thù, bởi vậy, hắn cũng ẩn giấu đi. Nữ tử vung tay phải lên, bốn chuôi kiếm biến mất. Lúc này, Dương Diệp bỗng nhiên nói. Ngươi sẽ không làm thế với mình chứ? Nhưng hắn nhớ rõ, nữ nhân này lúc trước dùng bốn thanh kiếm đóng đinh mình lên tường. Nữ tử nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Táng thiên của ngươi. Dương Diệp nao nao, khó hiểu nữ nhân này vì cái gì đột nhiên hỏi táng thiên, lúc này, nữ tử lại nói. Nó hút máu quá nhiều, nó sẽ tiến hóa. Đây là chuyện tốt à? Dương Diệp đại hỉ. Ngươi muốn chết. Nữ tử nói. Dương Diệp. Nữ tử tiếp tục nói. Kiếm này hấp thu quá nhiều máu cường giả, kể cả thánh giả, còn có đế giả, bởi vậy, bản thân nó sắp tiến hóa, nhưng mà, một khi tiến hóa thành công, người sẽ chết đầu tiên. Ta đã hòa giải với nó. Dương Diệp nói. Hiện tại, nó sẽ không chủ động hại ta. Nữ tử khẽ lắc đầu, nói. Cho dù nó không chủ động, bản thân ngươi sẽ không chịu nổi sát ý cùng lệ khí. Đế cấp, không phải đơn giản như ngươi nghĩ. Thanh kiếm kia trong tay của ngươi, linh trí của nàng đã triệt để thành thục, cũng tán thành ngươi, tăng thêm nàng thực sự không phải là hung kiếm, bởi vậy, nàng không tạo thành uy hiếp với ngươi. Nhưng táng thiên, bản thân nó chính là hung kiếm, một khi trở thành đế cấp, ngươi thân là chủ nhân của nó, ngươi sẽ bị sát ý cùng lệ khí của nó trùng kích, lúc này ngươi không chịu nổi. Dương Diệp trầm ngâm một chớp mắt, nói. Vậy làm sao bây giờ? Nữ tử không nói gì. Đi đến trước mặt Dương Diệp, bấm tay điểm vào ngực Dương Diệp, trong chốc lát, một cột máu phóng lên trời, sau đó huyết kiếm xuất hiện trong tay Dương Diệp. Dương Diệp kinh hãi phát hiện, huyết kiếm trong tay hắn đã ngưng thực, không chỉ có như thế, hắn cảm giác, huyết kiếm muốn tránh thoát tay của hắn. Dương Diệp, mau nói với nữ nhân của ngươi, chúng ta bây giờ là đồng bọn, bảo nàng đừng sằng bậy. Lúc này, đột nhiên giọng nói lo lắng của Táng Thiên vang lên. Nữ nhân của ngươi. Nữ tử nhìn Dương Diệp. Dương Diệp. Đúng vậy, hắn nói ngươi là nữ nhân của hắn. Táng Thiên nói. Câm miệng. Dương Diệp tức giận quát. Ánh mắt nữ tử nhìn lên người Dương Diệp. Dương Diệp cảm giác mất tự nhiên. Sau nửa ngày, hắn cười mỉa nói. Lúc trước sợ ra hỏa này sằng bậy, cho nên. Đế nữ thu hồi ánh mắt, sau đó điểm vào ngực Dương Diệp, sau đó chấn động nhẹ nhàng sinh ra. Trong chốc lát, lại có một cột máu phóng lên trời. Ngươi chớ phản kháng, ta giúp ngươi thành đế. Đế nữ nói. Nghe vậy, Táng Thiên đại hỉ, nói. Đa tạ các hạ. Vừa dứt lời, Táng Thiên không có phản kháng. Lúc này, đế nữ vung tay lên, cột máu hội tụ lại, những máu tươi này đều chui vào trong cơ thể Dương Diệp, đều bị sát tục chi tâm của Dương Diệp hấp thu. Dần dần, sát lục chi tâm của Dương Diệp đập nhanh hơn. Trong đó chất chứa không biết bao nhiêu sát ý và lệ khí. Đúng lúc này, đột nhiên đế nữ cong ngón tay búng ra, một giọt huyết châu bay ra khỏi ngón tay của nàng, cuối cùng chui vào trước ngực Dương Diệp, huyết châu tiến vào người Dương Diệp liền bị sát lục chi tâm hấp thu, mà sát lục chi tâm vừa hấp thu huyết châu, đôi mắt Dương Diệp lập tức đỏ thẫm, sát khí và lệ khí ngập trời bao phủ cơ thể Dương Diệp. Giờ khắc này, cả bầu trời đỏ rực như máu. Mà cổ sát ý cùng lệ khí này cho dù người ở cách xa 10 vạn dặm vẫn cảm nhận được. Mà đúng lúc này, đột nhiên đế nữ thò tay đặt lên đỉnh đầu Dương Diệp, sát khí và lệ khí thu vào trong cơ thể Dương Diệp, cuối cùng cũng tùy vào sát lục chi tâm. Dần dần, Dương Diệp khôi phục bình thường. Sau khi hắn mở mắt ra, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Vừa rồi, sát ý cùng lệ khí đã thôn phệ thần trí của hắn, làm cho hắn có xúc động hủy diệt thế giới. Hắn biết rõ, đây không phải ý của Táng Thiên. Chỉ có thể nói, bản thân hắn quá yếu, căn bản không cách nào chống cự sát ý cùng lệ khí của Táng Thiên trở thành đế cấp. Hồi lâu, đế nữ thu tay lại, nói. Ta áp chế lệ khí cùng sát khí vào trong sát lục chi tâm, nhớ lấy, không được dễ dàng vận dụng Táng Thiên, bởi vì lúc này trong sát lục chi tâm của ngươi ẩn chứa vô tận sát khí cùng lệ khí, một khi triệt để bộc phát ra ngoài đủ để hủy thiên diệt địa. Mà khi đó,
nếu như ngươi không cách nào chống cự lệ khí cùng sát ý, ngươi có thể sẽ đánh mất thần trí và ý thức của mình. Dương Diệp dùng mình, sau đó gật đầu, nói. Ta nhớ kỹ. Đế nữ khẽ gật đầu, nói. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, nàng quay người muốn ly khai, mà đúng lúc này, nàng lại xoay người nhìn Dương Diệp, nói. Trước kia có người nói ta là nữ nhân của hắn, ngươi biết kết cục của hắn không? Dương Diệp. Hắn chết, mà hắn là đế giả, mà ngươi thì sao? Đế nữ nhìn Dương Diệp, nói. Dương Diệp. Không có thực lực, cũng đừng nói ra lời vượt qua thực lực của mình. Đế nữ nói xong câu này, thân hình khẽ động, nàng biến mất tại chỗ. Tại chỗ, Dương Diệp im lặng thật lâu. Không thể không nói, nữ tử nói chuyện vô cùng có lý. Có cái gì năng lực thì làm việc đủ năng lực, mà nếu như một người đã có tâm vượt qua thực lực của mình, không hề nghi ngờ, hắn đang tự tìm đường chết. Lúc này, một nữ tử áo trắng xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Tu La Vương. Dương Diệp âm thầm phòng bị. Nữ nhân này không kém đế nữ còn có chút tình cảm với hắn, bởi vậy, đối phương lại nhiều lần giúp hắn. Nhưng nữ nhân này không có tình cảm với hắn, không chỉ không có tình cảm, nữ nhân này còn phi thường căm thù hắn. Phải biết rằng, chính hắn đã mang tạo hóa thụ và tạo hóa quả của đối phương đi. Ta thật không hiểu vì sao sư phó phải giúp ngươi. Tu La Vương đi đến trước mặt Dương Diệp, nói. Ngươi có cái gì tốt, thực lực yếu, quá nhiều thù hận, còn tự cho là đúng, nói thực, ta phi thường không rõ, vì sao ngươi có thể sống tới bây giờ. Nói đến đây, Tu La Vương hung ác nói. Ngươi không có bản lĩnh thì đừng có gây chuyện, không có tài năng mà muốn gây chuyện còn không thể tự giải quyết. Ngươi cũng đã biết, sư phó mỗi một lần ra tay, tổn thương trong cơ thể nàng sẽ nặng hơn một phần. Vốn tổn thương của nàng đã khôi phục rất nhiều, nhưng vì ngươi nên thương thế lại chuyển biến xấu. Một khi nàng ép không được tia vũ trụ trong cơ thể, nàng. Ngươi nói nàng bị thương. Dương Diệp cắt lời Tu La Vương, hắn nhíu mày hỏi. Nếu như không phải bị thương, nàng làm sao tới thế giới này? Tu La Vương nói. Dương Diệp, về sau chính ngươi gây chuyện, ngươi tự mình giải quyết, có thể chứ? Ai tổn thương nàng? Dương Diệp trầm giọng nói. Hắn khó có thể tưởng tượng, đế nữ lại bị thương, hơn nữa, trên đời này thậm chí có người có thể làm đế nữ bị thương. Thực lực của người nọ mạnh cỡ nào? Một người mà ngươi dùng cả đời để nhìn lên. Tu La Vương lạnh lùng nói. Nói xong câu này, Tu La Vương biến mất, sau khi nàng biến mất thì có giọng nói vang lên. Đừng tưởng rằng giết đế giả thì khó lường, nếu như không phải dựa vào ngươi thanh kiếm kia, đừng nói một mình ngươi, một vạn ngươi cũng không thể tổn thương đế giả. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tại chỗ, Dương Diệp chau mày, đối với Tu La Vương châm chọc khiêu khích, hắn cũng không phải để ý, hắn để ý là đế nữ dĩ nhiên bị thương nặng. Nghĩ lại cũng phải, nếu như không phải thân thể nàng có vấn đề, lúc trước nàng chắc chắn sẽ không phong ấn chính mình, hơn nữa với thực lực của nàng sẽ không cần lưu lại thế giới này. Nàng muốn tiểu tháp là muốn áp chế tia vũ trụ gì đó trong cơ thể mình. Dương Diệp hít sâu một hơi, nếu như có thể, hắn tự nhiên nguyện ý thay đối phương giải quyết tia vũ trụ, nhưng vấn đề là Hồng Mông Tháp căn bản không có khôi phục, hơn nữa, Hồng Mông Tháp lúc này đang ở trạng thái trọng thương. Nếu như Hồng Mông Tháp khôi phục, muốn giải quyết vấn đề trong cơ thể đối phương quá dễ dàng. Tồn tại có thể làm đế nữ thúc thủ vô sách, dùng Hồng Mông Tháp hiện tại, chỉ sợ không phải khả năng phá giải. Nhất định phải mau chóng khôi phục Hồng Mông Tháp. Dương Diệp siết chặt nắm tay, bất kể là U Minh Điện hay Bạch Lộc Thư Viện, những nơi này đều là địch nhân của hắn, mà những địch nhân này thực lực mạnh tới cực điểm, trên cơ bản không phải hắn có thể chống lại. Trừ hai thế lực này ra, Thiên Đạo Chi Nhãn và Thủ Hộ Giả là địch nhân mà hắn không thể chống lại. Nếu như không có thực lực cường đại, những thế lực này tùy tiện đến một người cũng giết hắn vài lần. Đúng lúc này, một lão giả tóc đỏ hiện ra trước mặt hắn, bên cạnh lão giả tóc đỏ là Hư Vô Thần. Tông chủ Vô Cực Ma Tông. Lão giả tóc đỏ nói. Nói xong, lão giả vung tay phải lên, 10 cổ thi thể xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Đây là thánh giả của Thiên Hồ tộc cùng Cuồng Giao tộc đến giúp Vân Tiêu Thánh Điện, chúng ta đã giải quyết. Bên cạnh lão giả tóc đỏ, Hư Vô Thần nói. Tuy chúng ta núp trong bóng tối, nhưng cũng không có khoanh tay đứng nhìn. Dương Diệp nhìn hai người, tay phải khẽ vẫy, 10 cổ thi thể kia bị hắn thu lại, hỏi.
Vân Tiêu Thánh Điện đã vong, bát giới này là thiên hạ của Vô Cực Ma Tông. Nói xong, Dương Diệp ngự kiếm quay người rời đi. Đợi một chút. Lúc này, bỗng nhiên lão giả tóc đỏ nói. Dương Diệp dừng tại, quay người nhìn về phía Tao giả tóc đỏ. Lão giả trầm ngâm một lát, sau đó nói. Ta muốn cho vô thần đi theo ngươi tới Bạch Lộc Thư Viện tham gia thi đấu. Dương Diệp nói. Ngươi không biết Bạch Lộc Thư Viện khủng bố. Ta biết rõ. Lão giả gật gật đầu, sau đó nhìn Dương Diệp, nói. Nhưng ta biết chắc đạo ngươi khủng bố hơn. Dương Diệp nhìn lão giả hồi lâu, sau đó nói. Đi, có thể sẽ chết. Nếu như chết, đó là mệnh của hắn. Lão giả nói. Sau nửa ngày, Dương Diệp gật đầu, nhìn về phía hư vô thần, nói. Đi thôi. Hư vô thần cười hắc hắc, đi tới bên cạnh Dương Diệp và nói. Về sau dẫn ta bay. Chuyện trước kia, ta sẽ phong tỏa, sẽ không truyền đi. Lão giả nói. Dương Diệp gật gật đầu, cứ như vậy, hư vô thần đi theo Dương Diệp vào Vân Hải Thành. Hai người vừa mới tiến vào thành, Dương Diệp đã nhìn thấy Ngọc Vô Song cùng Lục Uyển Nhi, còn có An Nam Tĩnh trước mặt hai người. Nhìn thấy Dương Diệp, ba nữ tươi cười. Dương Diệp tiến vào Bắc giới độc chiến lâu Thiên Tiêu đã truyền khắp cả Thanh Châu. Nhưng đến cuối cùng, mọi người đều giật mình. Bởi vì Lâu Thiên Tiêu cùng cả Vân Tiêu Thánh Điện đều biến mất. Không chỉ có như thế, cả Thanh Châu như lâm vào tận thế, đương nhiên, Thanh Châu xuất hiện dị biến, không có người nào liên tưởng đến Dương Diệp. Cả Thanh Châu đều đang nghi ngờ Bắc giới xảy ra chuyện gì, cuối cùng, các loại phiên bản đều xuất hiện. Nhưng không trọng yếu là, Lâu Thiên Tiêu chết, Vân Tiêu Thánh Điện diệt, mà Dương Diệp còn sống. Đến tận đây, vô số người tiến vào Vân Hải Thành cùng Cổ Kiếm Trai. Đi Vân Hải Thư Viện, phần lớn đều là gia nhập Vân Hải Thư Viện, trở thành đệ tử Vân Hải Thư Viện, mà đi Cổ Kiếm Trai, phần lớn đều là kiếm tu. Cổ Kiếm Trai có thể bồi dưỡng được tuyệt thế thiên tài như Dương Diệp, thân là kiếm tu, không đi nơi này còn đi nơi nào. Đương nhiên, những chuyện này, Dương Diệp sẽ không quan tâm. Trong phòng, An Nam Tĩnh nằm ở trên giường, Dương Diệp ngồi bên giường nàng. Ta nên sớm đi tìm ngươi. Dương Diệp nói. An Nam Tĩnh khẽ lắc đầu, nói. Đi sớm, ngươi sẽ chịu chết. Dương Diệp thò tay vuốt ve đôi má An Nam Tĩnh, nói. Ta sẽ không cho ngươi tách ra khỏi tay. Nói xong, hắn xuất ra tạo hóa quả, nói. Vật ấy mới có thể giúp ngươi khôi phục thân thể. An Nam Tĩnh khẽ gật đầu. Sau khi ăn tạo hóa quả, thân thể An Nam Tĩnh lập tức sinh ra kim quang nhàn nhạt. Dương Diệp ngồi sang bên cạnh, hắn lẳng lặng chờ đợi. Hai canh giờ sau, đột nhiên phần bụng An Nam Tĩnh bành trướng quỷ dị, trong nội tâm Dương Diệp kinh ngạc, hắn vội vàng đi đến trước mặt nàng, thò tay đặt lên bụng của nàng, nhưng tay của hắn vừa tiếp xúc với bụng của An Nam Tĩnh liền bị bắn ngược lại, cùng lúc đó, trên tay hắn kết băng quỷ dị. Lúc này, Mục Hàn San xuất hiện ở giữa sân, Dương Diệp nhìn về phía Mục Hàn San. Mục Hàn San trầm giọng nói, nàng bị gieo xuống công pháp tu luyện quỷ dị. Huyền khí trong cơ thể bị cải biến thành âm sát huyền khí này chí âm chí hàn, chỉ có hút nó ra mới có thể bảo vệ tính mạng của nàng. Trầm ngâm một chớp mắt, Dương Diệp cởi bỏ quần áo An Nam Tĩnh, sau đó đặt tay lên bụng An Nam Tĩnh, đúng lúc này, Mục Hàn San vội vàng ngăn cản hắn, nói. Đó là huyền khí chí âm chí hàn, nếu nhập trong cơ thể ngươi, ngươi sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Dương Diệp lắc đầu, nói. Nhập vào trong cơ thể ta. Là nó hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nói xong, bàn tay hắn hơi xoay tròn, một cổ hấp lực bộc phát. Trong cơ thể hắn đã phi thường không bình thường, bất kể là tiểu tuyền qua hay là sát lục chi tâm, hoặc là cùng kỳ, tất cả đều không phải đèn cạn dầu. Huyền khí này trâu bò bằng ba loại kia sao? Rất nhanh, một tia hàn khí chui ra khỏi bụng An Nam Tĩnh, cuối cùng trực tiếp chui vào trong cơ thể Dương Diệp, làm cho toàn thân Dương Diệp run lên, nhưng rất nhanh. Đột nhiên tiểu tuyền qua xoay tròn, sau đó huyền khí cũng chui vào trong tiểu tuyền qua. Nhìn thấy Dương Diệp vô sự, Mục Hàn San thở ra một hơi. Nửa canh giờ sau, Dương Diệp thu tay lại, mà lúc này, An Nam Tĩnh chậm rãi mở hai mắt ra. Dương Diệp vội vàng nói. Như thế nào? An Nam Tĩnh cảm thụ cơ thể của mình, sau đó nói. Cơ bản đã chữa trị. Nói xong, tâm niệm nàng vừa động, bả vai đứt gãy nhúc nhích. Cũng không lâu tắm, tay nàng mọc ra lần nữa.
Cổ tay Dương Diệp khẽ động, Liệt Thiên xuất hiện trong tay hắn, cầm Liệt Thiên trong tay đưa tới trước mặt An Nam Tĩnh, nói. Thực lực của ngươi thế nào? Có thể giết thánh giả. An Nam Tĩnh tiếp nhận Liệt Thiên, nói. Dương Diệp gật đầu, nói. Lần này tiến về Vân Hải Thư Viện, có ngươi ở đây, ta càng có nắm chắc. An Nam Tĩnh nhìn về phía Mục Hàn San, Dương Diệp tự nhiên hiểu ý nghĩa trong đó, lập tức nhìn về phía Mục Hàn San, Mục Hàn San do dự, sau đó nằm trên giường. Dương Diệp cũng không do dự, hắn trực tiếp xốc quần áo của nàng lên, sau đó tay dán vào bụng của nàng. Rất nhanh, âm sát huyền khí trong cơ thể Mục Hàn San cũng bị hấp thu. Hai nữ không lưu lại, hai nữ rời khỏi phòng của Dương Diệp, trong phòng chỉ còn lại một mình Dương Diệp. Hai nữ vừa rời đi, Dương Diệp đã té xuống đất, hắn chậm rãi cởi bỏ quần áo, thân thể của hắn đã rạn nứt. Thi triển Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, mặc dù không có mất đi cảnh giới như lúc trước nhưng thiếu chút nữa đã chết mất, nhưng hắn cũng không dễ chịu. Đặc biệt là lúc này, thân thể của hắn không chỉ vỡ ra, kinh mạch cũng tan vỡ, hiện tại hắn thúc dục huyền khí quá độ sẽ làm kinh mạch toàn thân vỡ nát. Hồi lâu, hắn xuất ra một viên tử tinh thạch nuốt vào, sau đó bắt đầu điên cuồng hấp thu huyền khí chữa trị thương thế trong cơ thể. Ba ngày sau, trong phòng, Dương Diệp chậm rãi mở hai mắt ra, lập tức, thân thể hắn phát ra tiếng nổ vang. Sốt cục khôi phục. Dương Diệp hít sâu một hơi, lúc này bị thương, hắn chỉ cần ba ngày là khôi phục thương thế. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bởi vì Tiểu Tuyền qua trợ giúp, bằng không đừng nói ba ngày, ba tháng cũng khó khôi phục. Lúc này, Ngọc Vô Song đã tiến vào phòng. Dương Diệp nhìn về phía Ngọc Vô Song, người sau im lặng thật lâu, sau đó lấy ra một tấm thiếp mời màu vàng đưa cho Dương Diệp. Dương Diệp tiếp nhận thiếp mời, hắn mở ra xem, trên đó viết. Nửa tháng sau, thư viện thi đấu, nếu không gặp Dương Diệp ngươi, huyết tẩy Vân Hải Thành. Bạch Lộc Thư Viện, Pháp Phái. Bọn họ đến sớm. Dương Diệp nhìn về phía Ngọc Vô Song. Ngọc Vô Song khẽ gật đầu, nói. Hẳn là sớm. Dương Diệp gật đầu, nói. Xem ra bọn họ chờ không được. Cũng tốt, ta cũng nên đi Trung Thổ Thần Châu. Đi thôi. Triệu tập đám người Trác giáo tập, ta có việc tuyên bố. Ngọc Vô Song gật đầu, sau đó lui ra ngoài. Nguyên bổn thành chủ phủ bị hủy, bởi vậy, hội nghị lần này tổ chức trong đại sảnh Vân Hải. Lâu, trong đại sảnh, chỉ có bốn người Trác giáo tập, còn có Ngọc Vô Song cùng với Thương Thanh Ảnh. Ánh mắt Dương Diệp nhìn đám người Trác giáo tập, nói. Trác giáo tập, ta không hỏi việc trước kia, chỉ nhìn sau này. Hôm nay bảo các ngươi tới đây là có chút chuyện muốn bàn giao. Thứ nhất, ta đi rồi, Vân Hải Thành và Vân Hải Thư Viện do Ngọc Vô Song toàn quyền làm chủ, bốn người các ngươi phụ trợ. Đương nhiên, các ngươi có địa vị không thay đổi trong Vân Hải Thư Viện, cũng giống như trước kia. Trác giáo tập gật đầu, nói. Trải qua chuyện lúc trước, bốn người chúng ta đã xem nhạt rất nhiều thứ, đối với quyền lợi, chúng ta càng xem nhạt. Ngươi bảo chúng ta quản, chúng ta cũng không quản, ngươi yên tâm. Chúng ta sẽ không tùy tiện nhúng tay vào việc Vân Hải Thư Viện, dù sao, nhà đầu kia làm việc chúng ta cũng yên tâm. Dương Diệp gật đầu, nói. Nói trung thực, ta không có tình cảm gì với Thư Viện, ta cũng không biết vĩnh viễn ở lại trong Thư Viện. Ta thích tự do tự tại, hơn nữa, ta cũng hiểu, tính cách của ta không thích hợp làm viện trưởng. Cho nên, chờ Vân Hải Thư Viện vượt qua nguy cơ lần này, ta sẽ trao chức viện trưởng cho Thương cô nương. Nghe vậy. Thương Thanh Ảnh hơi sững sờ, nàng kinh ngạc nhìn về phía Dương Diệp. Ánh mắt Dương Diệp nhìn lên người nàng, nói. Thương cô nương, thư viện là gia gia của ngươi một tay sáng tạo, ta sẽ không đoạt thành quả của hắn. Dương Diệp ta nói được thì làm được, chuyện này kết thúc, thư viện thuộc về ngươi. Gia gia của ta chọn ngươi. Thương Thanh Ảnh thấp giọng nói. Dương Diệp cười khẽ, nói. Gia gia của ngươi biết rõ dùng thực lực ngươi căn bản không cách nào trưởng quản Vân Hải Thư Viện, đặc biệt vào lúc Vân Hải Thư Viện tứ phía là địch. Hắn không cho ngươi làm viện trưởng là vì bảo vệ ngươi, cũng vì bảo vệ Vân Hải Thư Viện. Điểm ấy, ta nghĩ, chính ngươi cũng hiểu rõ. Hồi lâu, Thương Thanh Ảnh lắc đầu, nói. Ngươi thích hợp làm viện trưởng hơn ta. Dương Diệp khoát khoát tay, nói. Việc này không thảo luận, lần này đi Bạch Lộc Thư Viện, nếu như ta có đi không về. Chúng ta nói những việc này chỉ là mây bay. Chuyện thứ hai, ta đi rồi, Vân Hải Thư Viện phải tăng cường huấn luyện, thế đạo này không yên ổn,
chỉ có thực lực mới có thể giúp chúng ta không bị sỉ nhục và diệt vong. Nói đến đây, Dương Diệp nhìn về phía Ngọc Vô Song, nói. Vô Song, ta hy vọng sau khi ta trở về có thể nhìn thấy một thư viện hoàn toàn mới. Chúng ta không gia nhập Bạch Lộ Thư Viện. Ngọc Vô Song hỏi. Dương Diệp mỉm cười, nói. Chỉ cần bản thân chúng ta có giá trị, chúng ta cần đi gia nhập người khác. Còn nữa, tại sao chúng ta phải gia nhập Bạch Lộc Thư Viện chứ? Bản thân phát triển, chẳng lẽ chúng ta không thể tấn cấp kim cương? Thế lực cấp kim cương rất khó. Trong mắt của ta, tuyệt không khó, chỉ cần chúng ta đủ cố gắng. Nghe được Dương Diệp nói thế, đám người Trác giáo tập đều cảm thấy máu huyết sôi trào. Ngọc Vô Song cùng Thương Thanh Ảnh cũng hưng phấn. Vì sao chúng ta không thể tự tấn cấp thế lực kim cương? Trước kia, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, kể cả Thương Vân Tịch còn sống cũng không nghĩ vấn đề này. Hiện tại Dương Diệp nói lên, bọn họ đã bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy, vì sao chúng ta không tự cố gắng tấn thăng làm thế lực cấp kim cương? Có khả năng sao? Tự nhiên là có khả năng. Bởi vì có Dương Diệp. Hơn nữa, đặc biệt vào lúc này, bởi vì thời điểm này Dương Diệp đã trở thành thần tượng của tất cả huyền giả tuổi trẻ của Thanh Châu, trong 3 ngày ngắn ngủi, không biết có bao nhiêu huyền giả chạy đến Vân Hải Thành muốn gia nhập Vân Hải Thư Viện. Có thể nói, lúc này Vân Hải Thư Viện đã nổi danh khắp Thanh Châu, tuy thực lực không phải mạnh nhất nhưng lại có lực hiệu triệu lớn nhất. Bởi vì Dương Diệp tại Vân Hải Thư Viện. Đợi ngươi trở về, ta nhất định sẽ cho ngươi thấy một Thanh Châu hoàn toàn mới, còn có Vân Hải Thư Viện hoàn toàn mới. Ngọc Vô Song nhìn Dương Diệp, kiên định nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó vung tay phải lên, 10 khôi lỗi thánh giả xuất hiện ở giữa sân. 10 tên khôi lỗi thánh giả chính là thi thể mà lão giả tóc đỏ tặng cho, lúc này đã bị hắn luyện chế thành khôi lỗi. Dương Diệp nói, những khôi lỗi này chỉ là khôi lỗi thánh giả, ta mang đi cũng không có ý nghĩa, lưu lại nơi này, nó có tác dụng lớn với các ngươi. Sử dụng những khôi lỗi này như thế nào, Vô Song ngươi tự giải quyết, ta đã cho hạ mệnh lệnh bọn chúng, toàn quyền nghe lệnh bởi ngươi. Ngọc Vô Song gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói. Ngươi đi lúc nào? Càng nhanh càng tốt. Dương Diệp hít sâu một hơi, lần này hắn không đơn thuần tham gia thi đấu tại Bạch Lộc Thư Viện. Hắn phải tìm tung tích của Hiểu Vũ Tịch cùng Đinh Thược Dược mới là chuyện trọng yếu nhất. Có An Nam Tĩnh ở đây, hắn thực không muốn lãng phí thời gian. Bởi vì hắn ở nơi này lâu hơn một ngày, các nàng sẽ gặp thêm một phần nguy hiểm. Chúng ta đợi ngươi trở lại. Ngọc Vô Song nhìn Dương Diệp, trầm giọng nói. Nhất định sẽ. Dương Diệp nói. Lúc này, Lục Uyển Nhi đi vào đại sảnh. Dương Diệp gật đầu, nói. Chúng ta đi thôi. Cổ kiếm trai. Sau khi xử lý xong việc Vân Hải Thư Viện, Dương Diệp cùng Lục Uyển Nhi đi vào cổ kiếm trai. Anh Linh Điện. Đây là nơi cung phụng các tiền bối đã chết của cổ kiếm trai. Lúc này, trong Anh Linh Điện đã có 2 hàng đệ tử cổ kiếm trai đang đứng, mà trên thú vị có linh bài rậm rạp. Trong đó, phía trước nhất là kiếm vô trần cùng cổ chân nhân. Dương Diệp cùng Lục Uyển Nhi bước vào nơi này, ánh mắt mọi người nhìn vào người Dương Diệp cùng Lục Uyển Nhi. Trong ánh mắt của tất cả mọi người, Dương Diệp đi tới trước linh bài của cổ chân nhân cùng kiếm vô trần, sau đó quỳ xuống. Dương Diệp ta thề, cuộc đời này không phụ cổ kiếm trai. Dương Diệp nói chuyện âm vang hữu lực, nhìn linh bài của cổ chân nhân cùng kiếm vô trần, Dương Diệp nắm chặt 2 đấm. Hai vị này cũng không nợ Dương Diệp cái gì, nhưng lại vì Dương Diệp hắn mà chết, Dương Diệp hắn có tài đức gì chứ? Nghe được Dương Diệp nói thế, ánh mắt mọi người nhìn Dương Diệp nhu hòa rất nhiều. Lúc này, một gã trưởng lão nâng Dương Diệp dậy, nói. Ngươi là đệ tử cổ kiếm trai chúng ta, với tư cách là sư phụ của ngươi và kiếm chủ cổ kiếm trai, bọn họ làm sao có thể vứt bỏ người mặc kệ? Bất kể như thế nào, Lâu Thiên Tiêu sinh tử, Vân Tiêu Thánh Điện hoàn toàn bị hủy. Việc này xem như báo được thù cho bọn họ. Ngươi không cần tự trách. Dương Diệp hít sâu một hơi, chậm rãi đứng dậy, sau đó hắn nhìn chung quanh, cuối cùng ánh mắt nhìn lên người Lý trưởng lão, nói. Nếu như cổ kiếm trai có điểm nào cần ta, Dương Diệp ta sẽ đến. Kia Lý trưởng lão trầm ngâm một lát, nói. Chúng ta muốn đề cử ngươi thành kiếm chủ cổ kiếm trai. Vì cái gì? Dương Diệp có chút khó hiểu. Hắn có bối phận không thấp tại cổ kiếm trai nhưng theo đạo lý vị trí kiếm chủ không đến phiên hắn làm. Bởi vì thực lực ngươi mạnh nhất, cũng bởi vì chúng ta tin tưởng ngươi có thể dẫn đầu cổ kiếm trai chúng ta đi về hướng hưng thịnh,
Lý trưởng lão trầm giọng nói. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Chư vị trưởng lão, ta hiểu ý của các ngươi, nhưng các ngươi cảm thấy ta có thể làm kiếm chủ sao? Dù sao ta cảm thấy mình không thích hợp. Hơn nữa, ta lần này sẽ đi tới Trung Thổ Thần Châu, căn bản không có thời gian quản lý tông môn. Như vậy sao được, các ngươi chọn người khác làm kiếm chủ đi, mà ta, các ngươi có thể cho ta một hư chức. Đám người Lý trưởng lão nhìn nhau, sau nửa ngày, Lý trưởng lão trầm giọng nói. Cứ như vậy đi, lại cho Uyển Nhi làm kiếm chủ, mà ngươi liền làm thái thượng trưởng lão cổ kiếm trai đi, địa vị cao cả, không bị cổ kiếm trai ước thúc. Như thế nào? Một bên, Lục Uyển Nhi sừng sốt. Dương Diệp liếc nhìn nàng một cái, sau đó gật gật đầu, nói. Có thể. Thấy Dương Diệp đáp ứng, mọi người lập tức gật gật đầu. Bên ngoài cổ kiếm trai, Dương Diệp cùng Lục Uyển Nhi cùng đi song song trên núi. Ta không cách nào theo ngươi Trung Thổ Thần Châu. Lục Uyển Nhi thấp giọng nói. Vậy thì chờ ta trở lại. Dương Diệp dừng bước lại, giữ chặt tay Lục Uyển Nhi, nói khẽ. Ngươi sẽ không có mới nới cũ tại đó chứ? Lục Uyển Nhi nói. Dương Diệp. Lúc này, Dương Diệp cảm giác có làn gió thơm ập tới, thân thể mềm mại rúc vào ngực của hắn. Lục Uyển Nhi nói khẽ. Đội ngũ hậu cung của ngươi không thể mở rộng nữa, bằng không thì. Lục Uyển Nhi nói đến đây, Dương Diệp chợt cảm thấy một chỗ của mình bị Lục Uyển Nhi nắm, thân thế Dương Diệp cứng đờ, lúc này, Lục Uyển Nhi lại nói. Bằng không ta sẽ thiến nó. Dương Diệp, cùng Lục Uyển Nhi vuốt ve an ủi một hồi, Dương Diệp lại rời khỏi cổ kiếm trai trong ánh mắt không nỡ của Lục Uyển Nhi. Sau khi rời khỏi cổ kiếm trai, phía sau hắn xuất hiện kiếm rực, hắn nhanh chóng lao đi. Bồng Lai Đảo. Dương Diệp vừa đến Bồng Lai Đảo, hơn 10 lão giả đã xuất hiện chung quanh hắn, trừ hơn 10 lão giả, còn có Tu La Vương. Ngươi tới làm cái gì? Tu La Vương trầm giọng nói. Gặp nàng. Dương Diệp nói. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Tu La Vương hung dữ nói. Hiện tại lập tức cút cho ta, bằng không thì. Cho hắn tiến vào. Lúc này, đột nhiên giọng nói của đế nữ vang lên. Tu La Vương biến sắc, cuối cùng, nàng lạnh lùng liếc mắt nhìn Dương Diệp, nhưng sau đó xoay người rời đi. Dương Diệp liếc mắt nhìn Tu La Vương, nói. Ta và ngươi khó chịu, chờ ta trở thành thánh giả, chúng ta sẽ đấu một trận, dù sao ta nhìn ngươi rất khó chịu. Tu La Vương dừng bước lại, quay người nhìn về phía Dương Diệp, nói. Ta nhớ kỹ. Dương Diệp nhún nhún vai, biến mất tại chỗ. Tu La Điện. Trong điện chỉ có đế nữ cùng Dương Diệp. Đế nữ nhìn Dương Diệp, không nói gì. Dương Diệp cũng đã quen, lập tức nói, ta muốn thỉnh giáo về lực lượng của vực. Kiếm vực, không thể nào gân gà như thế. Bằng không thì lần này đi Trung Thổ Thần Châu, không chừng hắn sẽ có đi không về. Nghe được Dương Diệp nói thế, lông mày của đế nữ nhíu lại, ánh mắt nàng nhìn Dương Diệp và không nói gì. Không thể nói sao? Dương Diệp nói. Đế nữ đi đến trước mặt Dương Diệp, nói. Ta sớm đã biết được người nắm giữ kiếm vực, cũng biết ngươi không có nắm giữ kiếm vực, nhưng ta chưa từng nói qua việc này, ngươi có biết vì sao? Dương Diệp lắc đầu. Đế nữ vươn ngọc thủ điểm vào ngực của Dương Diệp, nói. Ngươi hiện tại giống như đứa trẻ 3 tuổi, nhưng lại có được lực lượng vượt qua khả năng thân thể ngươi thừa nhận. Bởi vậy, mỗi khi ngươi thi triển kiếm vực, ta nghĩ, có lẽ ngươi sẽ trả giá cực kỳ thảm trọng, đúng không? Dương Diệp gật đầu, nói. Mỗi lần thi triển kiếm vực, tuổi thọ của ta tiêu hao sạch sẽ. Đế nữ thu tay lại, nói. Ngươi vận khí rất tốt. Dương Diệp khó hiểu. Đế nữ lại nói. Ngươi đã sử dụng lực lượng kiếm vực mà còn sống đến bây giờ, vận khí tự nhiên vô cùng tốt. Dương Diệp. Vực chi lực lượng, siêu việt ý cảnh, càng siêu việt pháp tắc. Nhưng đồng thời, nó cũng là lực lượng khó khống chế. Cho dù là ta, cũng chỉ có nắm giữ ra lông mà thôi. Đế nữ nói. Dương Diệp kinh ngạc, nói. Ngươi cũng không có chính thức nắm giữ vực chi lực lượng. Vực, nó bao hàm thời gian, không gian, luân hồi, nhân quả, vũ trụ, bản chất vạn vật, bản chất tánh mạng, bản chất vũ trụ và rất nhiều thứ thần bí mà chúng ta không biết. Cho nên, muốn nắm giữ vực, một người... chỉ sợ dùng cả đời cũng không đủ. Đế nữ nói đến đây, nhìn về phía Dương Diệp, nói. Vực, nói đơn giản một điểm, đó là ngộ, ngộ với đạo.
vực của mỗi người đều khác nhau, mà vực của ngươi bởi vì kiếm mà ngộ vực, bởi vậy, ngươi muốn nắm giữ kiếm vực, ngươi phải tăng kiếm đạo của mình tên. Ta cảm thấy kiếm đạo của ta không tệ. Dương Diệp hơi ngại ngùng nói. Đế nữ hơi mỉm cười và rất che giấu, nàng nhanh chóng khôi phục bình thường. Nàng nhìn Dương Diệp nửa ngày, sau đó khẽ lắc đầu, nói. Kiếm đạo của ngươi giống như đứa trẻ học múa kiếm. Dương Diệp, đế nữ nói. Tại thế giới mà ngươi không biết, từng có người một kiếm chém giết cách địch nhân hắn mấy chục thế giới. Một kiếm của hắn bỏ qua không gian và thế giới trở ngại, càng chặt đứt thời gian hạn chế. Mà ngươi, hiện tại còn chưa lĩnh ngộ không gian thấu đáo, huống chi tồn tại mờ mịt như thời gian. Một kiếm chém giết địch nhân cách xa mấy chục thế giới. Đôi tay Dương Diệp nắm chặt, nói. Thế gian thật sự có kiếm mạnh như thế. Mạnh hơn cũng có. Nữ tử nhìn thẳng Dương Diệp. Dương Diệp hít sâu một hơi, cười khổ nói. Ta đúng là ếch ngồi đáy giếng. Ngươi bởi vì kiếm mà ngộ vực, bản chất khác với vực của ta, hơn nữa, bản thân ta ngộ không thích hợp với ngươi. Mỗi một người đều có được đạo của mình, đạo của ta không thích hợp với ngươi. Cho nên, ngươi nếu muốn nắm giữ kiếm vực, chỉ có đi tăng lên kiếm đạo của mình, mà kiếm đạo, cũng không phải cái gọi là tu luyện kiếm kỹ, mà là ngộ, cảm ngộ thiên địa, cảm ngộ vạn vật, cảm ngộ vũ trụ. Nói đến đây, đế nữ nhắm mắt lại, sau nửa ngày, nàng mở mắt ra nhìn Dương Diệp, nói. Thế giới rất lớn, chúng ta rất nhỏ bé. Lời ấy, ngươi phải nhớ cho kỹ. Dương Diệp gật đầu, nói. Ta sẽ không vì chút thành tựu của mình mà tự đắc. Nói xong, Dương Diệp nhìn về phía đế nữ, nói. Lại nói, chúng ta quen nhau lâu như thế, ta còn không biết tên của ngươi là gì. Đế nữ không nói gì. Không thể nói sao. Dương Diệp nói. Hồi lâu, đế nữ nói. Ta không có ý xem nhẹ ngươi, nhưng sự thật chúng ta không phải người cùng thế giới. Ta và ngươi có nhân quả, nhưng quả cũng bị ta hóa giải. Hôm nay ngươi rời đi, chỉ sợ sau này chúng ta không gặp mặt nhau nữa. Dương Diệp trầm mặc, nói thực ra, đế nữ nói quá tổn thương người khác, nhưng hắn vẫn không cách nào phản bác. Sau nửa ngày, hắn cười cười, nói. Ta cảm thấy gặp nhau là có duyên. Dù sao, ta ưa thích tự mình làm mọi việc, không thích thì không đi làm, về phần khác, ta bỏ qua. Đương nhiên, được ta thừa nhận, ngươi thật sự làm ta tổn thương, nhưng ta tin tưởng, cuối cùng có một ngày chúng ta sẽ cùng một thế giới. Nói xong, Dương Diệp không dừng lại, hắn quay người rời đi. Đế nữ nhìn bóng lưng Dương Diệp biến mất ở cửa đại điện, hồi lâu, nàng hơi cúi đầu, nói. Làm bằng hữu của ta, ngươi sẽ chết. Ra khỏi Bồng Lai đảo, Dương Diệp chưa đi được bao lâu, một nữ tử ngăn cản ở trước mặt hắn. Nữ nhân này không phải người khác, chính là Tu La Vương. Về sau đừng có bước vào nơi này, bằng không ta sẽ giết ngươi. Tu La Vương nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, nói. Dương Diệp lắc đầu, nói. Ta biết rõ ngươi tao ngộ thế nào, nhưng ngươi cũng không thể một gậy quật ngã người một thuyền. Yêu thú các ngươi nhiều lần muốn giết ta nhưng ta cũng không có cừu thị cả yêu tộc. Cho nên, ta cảm thấy được, ngươi nên cải biến quan niệm của mình, bằng không thì, ngày nào đó không chừng đã bị người ta thu thập. Đừng nói với ta người nọ là ngươi. Tu La Vương mỉa mai nói. Xem mặt mũi của nàng, ta sẽ không lải nhải với ngươi. Dương Diệp nói xong, thân hình khẽ động, hắn biến mất tại chỗ. Tu La Vương nhắm mắt lại, nàng muốn ra tay. Nhưng nghĩ đến cái gì, cuối cùng nàng vẫn buông tay ra. Xa xa, Dương Diệp thi triển tốc độ tới mức tận cùng. Dùng thực lực của hắn bây giờ, tuyệt không cần sợ hãi Tu La Vương, nhưng hắn biết rõ, tại chỗ kia, có đế nữ ở đó, hai người bọn họ căn bản đánh không được, cho nên, hắn quyết đoán lựa chọn rời đi, không nói nhảm với đối phương làm gì. Bên ngoài Vân Hải Thành, Dương Diệp vừa tới đây, An Nam Tĩnh cùng Hư Vô Thần đã xuất hiện bên cạnh hắn. Xử lý xong mọi việc. An Nam Tĩnh hỏi. Dương Diệp gật đầu, sau đó nhìn về phía Hư Vô Thần, nói. Lần này ngươi đi theo ta tới Trung Thổ Thần Châu, có khả năng cũng không phải như lần trước ngươi đi theo Lâu Thiên Tiêu. Nói thực ra, tuy ta chưa đi tới Trung Thổ Thần Châu, nhưng ta có vài kẻ thù tại Trung Thổ Thần Châu. Ngươi đi theo ta đi, không chừng có đi mà không về. Lão gia nhà ta chính là nhìn chúng điểm này mới bảo ta đi theo ngươi. Hư Vô Thần nói. Hắn nói ta ở lại Thanh Châu quá Thái Bình,
bảo ta nên ra ngoài bị người ta tra tấn mới tốt. Dương Diệp gật đầu, nói. Yên tâm, nếu như người chết, ta tuyệt đối bao chôn. Gương mặt hư vô thần biến thành màu đen, nói. Người có thể nói êm tai chút hay không? Dương Diệp cười cười, nói. Tốt, chúng ta đi lần này gặp những thiên kiêu của Trung Thổ Thần Châu, xem bọn họ có ba đầu sáu tay hay không. Vừa dứt lời, thân hình Dương Diệp khẽ động, hắn biến mất ở phía chân trời, An Nam Tĩnh lập tức đuổi kịp. Hư vô thần hít sâu một hơi, nói. Lão gia tử, người bảo ta đi theo tên điên này, người không sợ, ta lại có chút sợ. Nói xong, hắn hóa thành một tia sáng bay lên trời và đuổi theo Dương Diệp cùng An Nam. Tĩnh, muốn đi Trung Thổ Thần Châu, ba người tự nhiên không có khả năng cứ bay đi như vậy. Bởi vì, với thực lực của ba người, muốn bay đến Trung Thổ Thần Châu, chỉ sợ cũng cần thời gian ít nhất trăm năm. Bởi vậy, bọn họ muốn nghĩ đến Trung Thổ Thần Châu, nhất định phải cưỡi con thoi Vân Hạm. Mà con thoi Vân Hạm chỉ có ở Vân Thành mới có. Kỳ thật Vân Thành nghiêm khắc mà nói cũng thuộc về Thanh Châu, nhưng nó quá vắng vẻ đến mức tất cả thế lực ở Thanh Châu không thèm xuất hiện tại đây. Cũng bởi vì nó quá vắng vẻ, bởi vậy, tất cả thế lực lớn Thanh Châu cũng không vãng lai với thế lực ở nơi này. Bởi vậy, tuy Vân Thành thuộc Thanh Châu, nhưng đối với các thế lực Thanh Châu mà nói lại vô cùng lạ lẫm. Hao phí thời gian 3 ngày 3 đêm, rốt cục ba người Dương Diệp đi vào Vân Thành. Làm cho ba người kinh ngạc là, Vân Thành này lại lơ lửng. Ngược lại không cao lắm, nó chỉ lơ lửng giữa không trung. Trên không trung Vân Thành thỉnh thoảng có quái vật khổng lồ bay qua, những quái vật khổng lồ này có tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức ba người cũng khó nhìn thấy quỹ tích của chúng. Đó chính là Vân Hạm, tốc độ thật nhanh, hoàn toàn siêu việt thánh giả, không, phải nói, thánh giả không thể so sánh với nó. Hư vô thần nói, chúng ta muốn đi Trung Thổ Thần Châu, nhất định phải ngồi lên nó. Giá ngồi lên đồ chơi kia đắt muốn chết, ai, mỗi khi ngồi một lần thì trái tim của ta như nhỏ máu. Ngồi một lần tiêu bao nhiêu năng lượng thạch siêu phẩm? Dương Diệp hiếu kỳ hỏi. Năng lượng thạch siêu phẩm. Khóe miệng của hư vô thần co quắp lại, nói. Giá ngồi một lần, một người cần một viên tử tinh thạch đấy. Dương Diệp nheo mắt, một viên tử tinh thạch. Lát nữa hai người đi theo tôi là được rồi, tôi xem như quen thuộc nơi này. Hư vô thần nói đến đây, sắc mặt của hắn nghiêm túc. Nơi này có thể đi tới tất cả các châu, bởi vậy, nơi này tam giác cửu ưu đều có, trong đó rất nhiều người và thế lực đều từ các châu khác nhau, thậm chí người Trung Thổ Thần Châu người cũng có, cho nên, chúng ta tận lực ít xuất hiện một chút. Dù sao, lát nữa có chuyện gì cứ giao cho ta xử lý, được không? Dương Diệp nói, người cái tên này, người nói giống như ta thích gây chuyện đấy. Không. Ngươi không thích gây chuyện, nhưng chuyện ưa thích chọc ngươi. Hư vô thần nói. Dương Diệp. Được hư vô thần dẫn dắt, ba người đi tới cổng chính Vân Thành đang lơ lửng trên không trung, hai bên cửa lớn là hai người giữ cửa. Làm cho Dương Diệp ngạc nhiên là, hai người này đều là bán thánh. Hư vô thần đi đến trước mặt hai người, hắn cũng không nói nhảm, cong ngón búng ra, hai quả nạp giới bay tới trước mặt hai người bắt lấy một cái nạp giới. Sau khi dò xét liền thu lại, sau đó cánh cửa dần dần mở ra. Đi thôi. Hư vô thần nói. Dương Diệp và An Nam Tĩnh gật gật đầu, cứ như vậy, ba người tiến vào Vân Thành. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi mua phiếu. Hư vô thần nói xong, thân hình khẽ động, hắn biến mất tại chỗ. Chỉ chốc lát, hư vô thần mang theo ba tấm tinh tạp trở tại. Hư vô thần cong ngón búng ra. Hai cái tinh tạp bay tới trước mặt Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh, nói. Chúng ta đi thôi, Vân Hạm sắp cất cánh. Rất nhanh, ba người tới một chiếc Vân Hạm không nhỏ, nhưng cũng không lớn, nó chỉ dài trăm trượng, rộng hơn 10 trượng. Sau khi giao tinh tạp, ba người leo lên Vân Hạm. Phía trên Vân Hạm có vài chục ghế lô xa hoa. Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh đang muốn đi tới ghế lô kia, hư vô thần lại ngăn hai người, sau đó cười khổ nói. Ta không có mua vé ghế lô, không có biện pháp, vé ghế lô có giá tới 5 viên tử tinh thạch, thật sự không ngồi nổi. Cho nên, chúng ta chỉ có thể ở trên bong thuyền chờ vài ngày. 5 viên tử tinh thạch. Khóe miệng Dương Diệp co giật, sinh ý Vân Hạm này là đoạt tiền. Bất đắc dĩ, ba người chỉ có thể tùy tiện tìm một nơi trên bong thuyền mà ngồi. Vị cô nương này, bên ngoài gió lớn,
không bằng tiến vào ghế lô của ta nghỉ ngơi một chút, như thế nào? Đúng lúc này, một gã nam tử cẩm y đi đến trước mặt An Nam Tĩnh, cười nói. An Nam Tĩnh cau mày, lúc này, nam tử cẩm y lại nói. Là tại hạ càn rỡ thô lỗ, nhưng tại hạ không có ác ý, chỉ thấy cô nương khí chất không tầm thường, nhất định không phải phàm nhân, bởi vậy, ta muốn làm bằng hữu của cô nương. Nói xong, hắn vung tay phải lên, 10 viên tử tinh thạch xuất hiện trước mặt An Nam Tĩnh, nói. Lễ vật nho nhỏ, xem như bồi tội vì tại hạ thô lỗ, kính xin cô nương tuyệt đối không nên cự tuyệt. An Nam Tĩnh đang muốn nói chuyện, Dương Diệp bên cạnh lập tức thu lấy 10 viên tử tinh thạch kia, sau đó cười nói. Vị huynh đài này khách khí, đi ra bên ngoài đều là bằng hữu, huynh đài hùng hồn giúp người như thế, tại hạ kính nể, phi thường kính nể. Nam tử cẩm y đang tươi cười cũng thu liếm nụ cười trở lại, nói. Các hạ là. Dương Diệp cười nói. Tại hạ Dương Diệp, vị này bên cạnh chính là muội muội của ta. Bên cạnh, khóe miệng Hư Vô Thần co giật, liếc mắt nhìn nam tử cẩm y kia, trong mắt mang theo một tia thương cảm. An Nam Tĩnh liếc mắt nhìn Dương Diệp, không nói gì. Nghe được Dương Diệp nói thế, nụ cười trên mặt nam tử cẩm y cũng rạng rỡ hơn trước, nói. Thì ra là Diệp huynh a, kính ngưỡng đã lâu, tại hạ Lâm Kinh Phong, nhân sĩ U Châu, không biết Diệp huynh và Diệp cô nương đến từ châu nào. Thanh Châu. Dương Diệp cười nói. Thanh Châu. Trong mắt nam tử cẩm y có một tia khinh miệt, nhưng hắn che giấu rất tốt. Hắn liếc mắt nhìn An Nam Tĩnh, sau đó cười nói. Đi ra ngoài gặp nhau, quen biết tức là hữu duyên, không bằng ba vị đến ghế lô của ta uống mấy chén nhé. Tuy hắn đang hỏi Dương Diệp, nhưng ánh mắt của hắn thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn An Nam Tĩnh. Nam tử cẩm y vốn cho rằng Dương Diệp sẽ đáp ứng, nhưng Dương Diệp lại lắc đầu, nói. Muội muội ta ưa thích yên tĩnh, không ưa thích ồn ào, ai, đáng tiếc ta nghèo rất rái, không cách nào mua cho nàng một vé ghế lô, ai. Nam tử cẩm y hơi sững sờ, nhìn thấy Dương Diệp buồn bã thở dài như thế, khuôn mặt của hắn hơi co lại, sau đó liếc mắt nhìn An Nam Tĩnh. Nói, ghế lô chỉ là chuyện nhỏ, nếu Diệp cô nương ưa thích yên tĩnh, chuyện ghế lô cứ giao cho tại hạ. Nói xong, hắn vỗ vỗ tay, rất nhanh, một gã lão giả đi tới, sau đó đưa một tinh tạp màu vàng tới trước mặt An Nam Tĩnh. Nam tử cẩm y tiếp nhận thẻ vàng, sau đó đưa tới cho An Nam Tĩnh, nói. Đây là ghế lô số 15, là ghế lô thượng đẳng, bên trong có trận pháp tụ linh cường đại, có trợ giúp lớn cho tu luyện. Mong rằng Diệp cô nương vui lòng nhận cho. Ân, tuy tốn 10 viên tử tinh thạch, tất cả đều là chuyện nhỏ. An Nam Tĩnh không nhúc nhích, Dương Diệp vội vàng tiếp nhận tinh tạp màu vàng, hắn thu hồi tinh tạp liền đứng lên, hắn nhìn về phía nam tử cẩm y, sau đó nói. Kỳ thật ta cũng ưa thích yên tĩnh. Nam tử cẩm y. Vẻ mặt của nam tử cẩm y hơi mất tự nhiên, nhưng hắn nhanh chóng khôi phục tự nhiên, lại cười cười nhìn Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh. Sau đó nhìn về phía lão giả bên cạnh, lão giả khẽ gật đầu, nhưng sau đó xoay người rời đi, chỉ chốc lát hắn lại cầm tới hai tinh tạp màu vàng. Nam tử cẩm y giao hai tinh tạp cho Dương Diệp, nói. Diệp huynh và lệnh muội đều là hào kiệt, Lâm Kinh Phong ta hôm nay hy vọng cùng làm bằng hữu cùng hai vị, không biết hai vị. Dương Diệp nhanh chóng nhận lấy tinh tạp màu vàng, sau đó nói. Lâm huynh, ta thật sự là rất ít gặp người hùng hồn như ngươi. Ngươi yên tâm, từ giờ trở đi, chúng ta đã là bằng hữu. An Nam Tĩnh liếc mắt nhìn Dương Diệp, khóe miệng hơi cong lên vì buồn cười. Hư Vô Thần bên cạnh há to mồm nhìn Dương Diệp, hắn lần đầu tiên nhìn thấy dáng dấp của Dương Diệp như thế. Nam tử cẩm y cười cười, nói. Diệp huynh lần này đi tới Trung Thổ Thần Châu. Dương Diệp gật đầu, nói. Như thế nào, Lâm huynh cũng đi Trung Thổ Thần Châu. Tự nhiên. Nam tử cẩm y cười nói. Chuyến đi này mất 5 ngày, trong khoảng thời gian này, chúng ta cũng dễ dàng chiếu ứng lẫn nhau. Vậy thì quá tốt. Dương Diệp cười nói. Hy vọng mọi người chúng ta ở chung vui sướng, đúng rồi, muội muội ta có chút mệt mỏi, chúng ta cáo từ trước. Nói xong, Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh cùng Hư Vô Thần tiến vào khu vực ghế lô. Nhìn ba người Dương Diệp rời đi, nụ cười trên mặt Lâm Kinh Phong dần dần thu liễm. Lúc này, lão giả bên cạnh hắn trầm giọng nói. Thiếu gia, ba người này chỉ là bán thánh mà thôi, thiếu gia cần gì phí cái giá lớn tiếp cận bọn họ như thế. Lâm Kinh Phong khẽ lắc đầu,
sau đó cười nói. Lâm lão, ngươi nên biết, Hợp Hoan Tông chúng ta đều có một loại bí pháp, đó chính là cảm ứng nữ tử có thể chất đặc thù. Tuy ta không biết nàng có thể chất đặc biệt gì, nhưng không hề nghi ngờ, nàng tuyệt đối là thể chất hiếm có, hắc hắc, nếu như có thể thu nàng làm đỉnh lô, thực lực của ta nhất định sẽ bạo tăng. Thể chất đặc thù. Lâm lão nói. Đã như vậy, sao không bảo lão nô trực tiếp bắt đi? Lâm Kinh Phong thấp giọng thở dài, nói. Lâm lão, ngươi phải hiểu được, nơi này không phải U Châu, không phải địa bàn của chúng ta. Đến sau này, chúng ta làm việc nhất định phải ít xuất hiện một chút, bằng không thì, chết như thế nào cũng không biết. Nếu như chúng ta động thủ trên vân hạm, chỉ sợ sau một khắc sẽ bị người ta vứt bỏ đấy. Vì sao? Lâm lão khó hiểu. Lâm Kinh Phong chỉ vào tiêu chí đám mây trên vân hạm, nói. Thấy không, đây là tiêu chí của Vân Minh Thương Hội tại Trung Thổ Thần Châu. Cái kia Vân Minh Thương Hội thế lực, nó trải rộng cả linh giới, không chỉ ở linh giới, nghe nói rất nhiều thế giới ngoại vực cũng có chi nhánh của bọn họ. Nếu như chúng ta nháo sự trên vân hạm, chẳng khác nào không cho bọn họ mặt mũi, tại Trung Thổ Thần Châu, có lẽ có thế lực không cho bọn họ mặt mũi. Nhưng tuyệt đối không bao gồm chúng ta, cũng không bao gồm cả Hợp Hoan Tông. Sau nửa ngày, Lâm Bão cười khổ, nói. Tại U Châu, Lâm gia chúng ta là đệ nhất thế gia, ai cũng phải cho chúng ta mặt mũi, không nghĩ tới ra khỏi U Châu, ai? Lâm Kinh Phong cười nói. Lúc trước ta muốn một mình rời khỏi U Châu tiến về Trung Thổ Thần Châu, nhưng lần đó ta suýt nữa bỏ mạng. Ta ở Trung Thổ Thần Châu, thành tựu lớn nhất không phải gia nhập Hợp Hoan Tông. Trở thành đệ tử ngoại môn của Hợp Hoan Tông, mà là ta hiểu một đạo lý, đó chính ta, người, nên ít xuất hiện. Càng phải hiểu, người nào có thể chọc, người nào không thể chọc. Ba người này có thể chọc. Lâm lão hỏi. Lâm Kinh Phong cười nói. Ba người khí tức trầm ổn, thực lực khẳng định không tệ, nhưng ba người chỉ là bán thánh mà thôi, đủ thấy thiên phú của ba người. Hơn nữa, ba người này đều đến từ Thanh Châu. Thanh Châu không phải châu xuống đốc nhất nhưng cũng gần như vậy, qua nhiều năm như thế, giống như chỉ xuất hiện một Lâu Thiên Tiêu, về phần cái kia Lâu Thiên Tiêu, người này ngược lại là có chút năng lực, nghe nói đạt được cái gì truyền thừa, bởi vậy đạt được ngoại môn trưởng lão coi trọng. Mà hiển nhiên, hai người này cũng không phải là Lâu Thiên Tiêu. Vì sao thiếu gia không chờ tới Trung Thổ Thần Châu, sau đó ta sẽ ra tay bắt giữ nữ nhân kia? Lâm lão nói, cũng không có ý gì. Lâm Kinh Phong cười nói. Ta làm người không thích cường đoạt, ta thích đối phương ngoan ngoãn nằm ở trước mặt ta, đặc biệt là loại nữ tử cao ngạo lạnh lùng, như vậy mới có cảm giác thành tựu khi chinh phục. Thiếu gia có nắm chắc. Lâm lão nói. Lâm Kinh Phong lật tay một cái, một viên tử tinh thạch xuất hiện trên tay hắn, nói. Nhiều khi, không có vấn đề gì tiền không giải quyết được. Trong ghế lô. Vừa mới tiến vào ghế lô. Hư vô thần đã đứng ở trước mặt Dương Diệp, sau đó cẩn thận dò xét Dương Diệp, nói. Chậc chậc, Dương Diệp, không thể không nói, trước kia ta nhìn lầm ngươi. Chúng ta làm quen lần nữa đi, ta là hư vô thần. Dương Diệp cong ngón búng ra, một tinh tạp màu vàng bay tới trước mặt hư vô thần, nói. Mau cút đi cho xa. Hư vô thần cười ha ha, hắn tiếp nhận tinh tạp và quay người đi tới ghế lô của mình. Ngươi đổi bại. An Nam Tĩnh nói. Dương Diệp cười cười, nói. Đi ra ngoài, có thể không động thủ thì tận lực không động thủ. Lại nói, có tử tinh thạch miễn phí, vì cái gì chúng ta không muốn chứ? Kỳ thật cũng tốt. An Nam Tĩnh nói. Cái gì? Dương Diệp hơi khó hiểu. An Nam Tĩnh liếc mắt nhìn Dương Diệp, nói khẽ. Ngươi đã thành thục hơn trước kia, cũng lý trí hơn rất nhiều. Nếu là lúc trước. Ngươi sẽ rút kiếm chém đối phương thành hai khúc. Dương Diệp cười khẽ, nói. Không nói việc này, đúng rồi, thực lực của ngươi bây giờ như thế nào? Có thể giết thánh giả. An Nam Tĩnh nói. Ta đã dung hợp nhiều loại ý cảnh, cũng dung hợp ý niệm võ thần tại huyền giả đại lục năm xưa. Tuy Lâu Thiên Tiêu có được bản năng pháp tắc, nhưng nếu đơn đả độc đấu với ta, bản năng pháp tắc của hắn vô dụng với ta. Ta lúc này đối chiến với đối phương. Chỉ cần đối phương vừa ra tay, trong đầu của ta đã xuất hiện chiêu thức tiếp theo của đối phương rồi. Thật muốn đánh một trận với ngươi. Dương Diệp nói. Sẽ có cơ hội. An Nam Tĩnh khẽ gật đầu, sau đó nàng liếc mắt nhìn bốn phía, nói. Linh khí trong phòng rất nồng đậm,
phi thường thích hợp tu luyện. Cảm nhận được, Dương Diệp gật đầu, sau đó dò xét bốn phía, không thể không nói, tiêu 10 viên tử tinh thạch thật đáng giá, tuy gian phòng này không lớn, nhưng cái gì cần có cũng có, trái cây trên bàn cũng là tiên giai, số lượng chỉ không nhiều lắm. Trừ việc đó ra, linh khí trong phòng phi thường nồng đậm, đã gần như hóa thành thực chất. Đúng lúc này, trước ngực Dương Diệp nhúc nhích một chút, sau đó một cái đầu nhỏ chui ra, cái đầu trắng nhỏ này chính là Tiểu Bạch. Ánh mắt Tiểu Bạch nhìn quanh, sau đó cái mũi nhúc nhích, lập tức, vô số linh khí chung quanh chui vào mũi của nàng. An Nam tĩnh. Dương Diệp giật mình, hắn kéo Tiểu Bạch lại, sau đó nói. Tử điêu đâu rồi? Tiểu Bạch học tử điêu dùng móng vuốt ôm lấy đôi má của Dương Diệp, sau đó dùng cái trán của mình cọ vào trán của Dương Diệp. Cứ cọ hồi lâu như vậy, nàng mới bắt đầu vung vẩy tiểu trảo. Dương Diệp. Qua rất lâu, Dương Diệp rốt cục hiểu ý của Tiểu Bạch. Tử điêu lại tu luyện. Phải nói, tử điêu có khả năng xung kích thánh giai. Dương Diệp cảm thấy xấu hổ, bởi vì tử điêu đã xung yếu kích thánh giả, mà chỉ mới là bán thánh cao cấp. Dùng tình huống trước mắt của hắn, hắn hiện tại không thể xung yếu kích thánh giả. Cho dù có thế, hắn cũng không làm, bởi vì đế nữ từng nói qua. Căn cơ của hắn bất ổn, nếu như trong vòng 5 năm trùng kích thánh giả, có thể sẽ tạo thành tổn thương không thể vãn hồi được. Đương nhiên, hắn không có khả năng chờ 5 năm, chỉ có thể nói, hắn phải nghĩ biện pháp củng cố thực lực của mình, nền tảng vững chắc mới có thể đi trùng kích thánh giả. Đúng lúc này, Tiểu Bạch trước ngực Dương Diệp đột nhiên mở miệng nhỏ ra, sau đó vô số kinh khí trong phòng di động, cuối cùng tất cả chui vào miệng Tiểu Bạch. Dương Diệp cùng An Nam tính trực tiếp ngây người. Dương Diệp đang muốn ngăn cản Tiểu Bạch, mà khúc này, trong miệng Tiểu Bạch phun ra một tảng đá lấp lánh, Dương Diệp thò tay tiếp được hòn đá kia, hắn ngây người lần nữa, bởi vì đây là tử tinh thạch. An Nam tính ở bên cạnh nhìn Tiểu Bạch không chớp mắt, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Dương Diệp cảm thấy yết hầu khô khốc, hắn đang muốn nói chuyện, đột nhiên Tiểu Bạch lại hé miệng, sau đó khối tử tinh thạch thứ hai bay ra ngoài. Dương Diệp vội vàng tiếp được. Thu hồi tử tinh thạch và dùng hai tay đặt trước miệng Tiểu Bạch. Cứ như vậy, qua một phút đồng hồ, Tiểu Bạch lại phun ra một viên tử tinh thạch trước mặt An Nam Tĩnh. Dương Diệp hưng phấn muốn nhảy lên, đồng thời cũng hối hận hắn trước kia quên đi gia hỏa này, nếu như sớm ôm tiểu gia hỏa này ra ngoài, hắn hiện tại đã là siêu cấp phú hào. Nhanh, nhanh bảo nó dừng tại. Đúng lúc này, đột nhiên An Nam Tĩnh tên tiếng. Dương Diệp khó hiểu nhìn sang An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh nói. Ngươi không có phát hiện sao? Linh khí trong phòng chúng ta bị nó hấp thu xong rồi. Không có sao, hút hết thì hút hết, dù sao đều để chúng ta hút cũng hút một năm không hết. Dương Diệp không sao cả. Nó bắt đầu hấp thu linh khí ngoài phòng. An Nam Tĩnh trầm tư nói. Dương Diệp sững sờ, hắn nhìn chung quanh, quả nhiên, lúc này linh khí trong phòng đã khô kiệt, nhưng lại có vô số linh khí đang từ bên ngoài tuôn vào trong phòng. Cuối cùng toàn bộ tiến vào miệng Tiểu Bạch. Sẽ xảy ra chuyện xấu. Dương Diệp vừa định ngăn cản Tiểu Bạch, mà lúc này, một tiếng giống giận dữ vang lên. Ai dám dương oai tại Vân Minh Thương Hội chúng ta? Khi âm thanh vừa dứt, Dương Diệp cảm giác có hơn 10 đạo khí tức đang lao về phía mình. Những khí tức kia ít nhất đều là thánh giả. Mà Tiểu Bạch vẫn đang hấp thu linh khí. Dư Khánh là người phụ trách Vân Minh Thương Hội tại Vân Thành, lúc này. Sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, bởi vì hắn không nghĩ tới thậm chí có người dám quấy rối trên Vân Hạp, đặc biệt là vào lúc này. Vừa nghĩ tới ánh mắt của vị ngồi tại ghế lô số 1, hắn đã muốn giết người. Cố gắng nhiều năm qua như thế, rất có thể sẽ ngâm nước nóng vào hôm nay. Ghế lô số 20. Dị trạng truyền ra tại ghế lô số 20. Sắc mặt Dư Khánh âm trầm mang theo hơn 10 lão giả tiến tới ghế lô số 20, vừa tới trước cửa. Cửa ghế lô số 20 mở ra, sau đó một nam tử áo xanh lao ra ngoài, nam tử áo xanh còn hô hào lớn. Xảy ra chuyện gì, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, vì cái gì tất cả linh khí trong phòng ta không còn? Vì cái gì, rốt cuộc là vì cái gì? Đám người Dư Khánh. Đúng lúc này, đột nhiên nam tử áo xanh nhìn sang Dư Khánh, nói. Có phải ngươi là người phụ trách vận hạm này hay không? Dư Khánh vô ý thức gật đầu. Vì cái gì tất cả linh khí trong phòng ta không còn? Nam tử áo xanh chạy tới trước mặt Dư Khánh, gào thét, nói. Ngươi có biết hay không, ta tốn 20 viên tử tinh thạch mua ghế lô, chính là hy vọng có thể tu luyện tại nơi này,
sau đó trùng kích thánh giả, mà bây giờ linh khí bên trong không còn. Ngươi nói, có phải Vân Minh Thương Hội các ngươi giở trò quỷ hay không, cố ý gạt tử tinh thạch của chúng ta? Có phải hay không? Bởi vì biến cố, bởi vậy, rất nhiều người đi tới quan sát, sau khi nhìn thấy nam tử áo xanh nói thế, ánh mắt mọi người lập tức nhìn lên người Dư Khánh, trong ánh mắt những người này có hoài nghi, có nghi hoặc. Phát giác được ánh mắt mọi người chung quanh, khuôn mặt Dư Khánh hơi run rẩy, hắn nhìn chằm chằm vào nam tử áo xanh, nói. Các hạ, nói lung tung sẽ có người chết. Ngươi! Nam tử áo xanh lui về phía sau 10 bước, chỉ vào Dư Khánh, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, nói. Ngươi! Nói xong, dường như hắn bị Dư Khánh hù dọa không nói thành lời. Dư Khánh! Mà người chung quanh đã dao động, lá gan của nam tử áo xanh quá nhỏ đi, nhưng ngẫm lại cũng thế, Vân Minh Thương Hội thế lớn, bị Vân Minh Thương Hội nhắm vào như thế, ai không sợ. Nghĩ vậy, ánh mắt mọi người lại nhìn lên thân đám người Dư Khánh, tại sao Vân Minh Thương Hội phải uy hiếp nam tử áo xanh kia? Đừng nói thật sự là do Vân Minh Thương Hội đang làm trò quỷ. Nghĩ vậy, ánh mắt rất nhiều người biến thành cổ quái, tuy không ai dám đứng ra. Phát giác được ánh mắt mọi người chung quanh, sắc mặt Dư Khánh tái nhợt, hắn đang muốn nói chuyện, lúc này, một giọng nói thanh thúy vang lên sau lưng Dư Khánh. Vị tiểu ca này nói giỡn, Vân Minh Thương Hội ta làm sao có thể bởi vì một ít tử tinh thạch mà phá hư thanh danh chính mình. Dị biến xuất hiện trước đó là do trận pháp xuất hiện vấn đề, mọi người không được nghĩ ngợi lung tung, lát nữa sẽ khôi phục bình thường. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một mỹ phụ đang chậm rãi đi tới. Mỹ phụ mặc trang phục lộng lẫy, mái tóc vãn cao, lông mày mắt hạnh, da trắng như ngọc, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, dáng người trước sau lồi lõm, nàng rất hấp dẫn người khác. Nhìn thấy Mỹ phụ, Dư Khánh biến sắc, hắn vội vàng đi đến trước mặt Mỹ phụ, sau đó cúi người, nói. Đại tiểu thư, đây là việc nhỏ, giao cho ta đến xử lý là tốt rồi, cần gì làm phiền tới ngài chứ? Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt mọi người tại nơi này thay đổi. Dư Khánh chính là cường giả thánh giá cảnh. Một gã cường giả thánh giả cảnh lại tôn kính nữ tử như thế, nữ nhân này có thân phận gì? Không sao. Mỹ phụ chậm rãi tiến tới trước mặt nam tử áo xanh, nói. Dị biến bắt đầu từ gian phòng của các hạ, có lẽ trận pháp trong phòng của các hạ xảy ra vấn đề, có thể cho ta vào phòng kiểm tra một chút hay không? Đột nhiên nam tử áo xanh chỉ vào Dư Khánh, nói. Hắn vừa uy hiếp ta. Khóe miệng Dư Khánh co giật, hắn muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng hắn cố kỵ cái gì đó, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, sau đó tiếp tục trầm mặc. Dư quản sự nói chuyện lỡ miệng, là hắn không phải. Nói xong, Mỹ phụ cong ngón tay búng ra, năm viên tử tinh thạch bay tới trước mặt Dương Diệp, nói. Đây là bồi tội, bỏ qua việc này, thế nào? Nam tử áo xanh nhanh chóng thu hồi tử tinh thạch, sau đó cười hắc hắc nói. Đại tỷ người thật sự quá khách khí, chỉ là việc nhỏ mà thôi, ta làm sao có thể là loại người được lý không tha người chứ? Mọi người! Bờ môi của Dư Khánh đang co giật. Mỹ phụ liếc mắt nhìn nam tử áo xanh, nàng khẽ gật đầu, nàng muốn tiến vào ghế lô, nhưng đột nhiên nàng dừng lại, sau đó xoay người nói với mọi người chung quanh, nói. Chư vị, có lẽ mọi người hiểu rõ danh dự Vân Minh Thương Hội rất quý giá, đừng nói chính chỉ mấy trăm tử tinh thạch. Cho dù mấy vạn tử tinh thạch cũng không có khả năng ép Vân Minh Thương Hội chúng ta làm việc thất tín. Việc này chỉ là hiểu lầm mà thôi, lát nữa trận sư của ta sẽ khôi phục trận pháp, các vị giải tán đi. Mọi người gật đầu, chỉ chốc lát đều tiến vào ghế lô của mình. Mỹ phụ quay người liếc mắt nhìn nam tử áo xanh, sau đó đi vào trong rạp. Vừa mới tiến vào ghế lô, An Nam Tĩnh đã chào đón, An Nam Tĩnh liếc mắt nhìn Mỹ phụ, sau đó đi đến bên cạnh thanh niên áo xanh. Nam tử áo xanh chính là Dương Diệp. Tiểu Bạch làm ra việc này, không nghĩ tới tiếp theo sẽ bạo lộ Tiểu Bạch, một khi Tiểu Bạch bại lộ trước mặt mọi người, chuyện này sẽ có phiền toái lớn, không có biện pháp, hắn chỉ có thể làm như thế. Ánh mắt Mỹ phụ dò xét trên người An Nam Tĩnh, sau đó ánh mắt nhìn bốn phía, cuối cùng nhìn về phía Dư Khánh khẽ lắc đầu. Ánh mắt Mỹ phụ nhìn lên người Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh, sau nửa ngày, nàng nói. Đúng là trận pháp xuất hiện một vài vấn đề, làm cho linh khí tiết ra ngoài. Chúng ta sẽ tụ linh lần nữa, chúc hai vị lên đường vui sướng. Nói xong, nàng quay người rời đi. Dư Khánh nhìn Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh thật sâu,
sau đó vội vàng đuổi theo. Trong một gian phòng, đại tiểu thư, hai người kia tuyệt đối có vấn đề. Dư Khánh trầm giọng nói. Mỹ Phụ trầm ngâm nửa ngày, sau đó nói. Linh khí trong mỗi phòng của Vân Hạm đều có thể duy trì 3 năm, hai người là bán thánh, căn bản không thể hấp thu nhiều linh khí như thế. Cho dù là thánh giả, có trận pháp trở ngại, bọn họ cũng không dễ dàng hấp thu linh khí trên Vân Hạm như thế. Như vậy chỉ có một giải thích, trên thân hai người này có thần dị hoặc thần vật. Nói đến đây, Mỹ Phụ lại nói. Điều tra rõ lai lịch hai người này chưa? Đến từ Thanh Châu. Dư Khánh nói. Thanh Châu à? Mỹ Phụ khẽ gật đầu, nói. Mở lại trận pháp tu linh, về phần hai người kia, trước giám thị đi. Uy nghiêm của thương hội không phải tinh thạch có thể sánh bằng, nhưng không thể mặc cho người ta trêu đùa. Ta hiểu rồi. Dư Khánh gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Trong ghế lô 20. Đám người Mỹ Phụ rời đi, Dương Diệp lập tức khổ cười, lần này thiếu chút nữa đã gặp chuyện không may. Hắn vươn tay ra, trong lòng bàn tay hắn có 10 viên tử tinh thạch. Đây là Tiểu Bạch vừa nhổ ra, nói thực ra, hắn thật sự muốn Tiểu Bạch tiếp tục hấp. Đương nhiên, làm thế không được, nếu làm thế khẳng định sẽ có vấn đề lớn. Lúc này, đột nhiên Tiểu Bạch lại xuất hiện trước ngực hắn, nàng nhìn bốn phía liếc, sau đó lại hé miệng, An Nam Tĩnh biến sắc nên vội vươn tay che miệng nàng lại. Tiểu Bạch nháy mắt mấy cái, tràn đầy khó hiểu. An Nam Tĩnh buông tay ra, sau đó xoa xoa đầu Tiểu Bạch, trong mắt mang theo ôn hòa. Dương Diệp ôm Tiểu Bạch, nói. Cũng không thể sợ phiền toái mà ủy khuất nàng, người nói có đúng không? An Nam Tĩnh nói khẽ. Dương Diệp ngẫm lại, sau đó gật đầu, nói. Về sau không có ta cho phép, không thể hấp loạn, hiểu chưa? Tiểu Bạch gật đầu, sau đó duỗi tiểu chảo ra ôm lấy đôi má Dương Diệp, học tử điêu cọ qua cọ lại. Dương Diệp cười cười, nói. Mau trở về đi thôi. Tiểu Bạch lại lắc đầu. Sau đó tiểu chảo vung vẩy. Sau nửa ngày, Dương Diệp đã hiểu ý nàng, trong không gian, tử điêu bế quan, chỉ có nàng mà thôi, cho nên rất chán. Cho nên, nàng không muốn lại đi vào. Dương Diệp hơi khó xử, bởi vì mang theo Tiểu Bạch, một khi xảy ra phiền toái gì đó thì không nên. Đúng lúc này, đột nhiên An Nam Tĩnh nói. Cho nàng ở ngoài đi. Dương Diệp nhìn về phía An Nam Tĩnh, nói. Tiểu gia hỏa này lai lịch bất phàm. Nàng là thiên địa linh vương, nếu để cho người ngoài biết sẽ phiền toái. Cũng không thể sợ phiền toái mà ủy khuất nàng, người nói có đúng không? An Nam Tĩnh nói khẽ. Dương Diệp ngẫm lại, sau đó gật đầu, nói. Cũng phải, nàng trước kia bị giam lâu như vậy, ta không nên lại giam giữ nàng. Nói xong, hắn xoa xoa đầu Tiểu Bạch, nói. Ở bên ngoài cũng được, nhưng ngươi không thể hấp loạn khi không được phép, hiểu chưa? Tiểu Bạch gật đầu, cuối cùng nàng ôm lấy Dương Diệp, sau đó tại bay tới trên vai An Nam Tĩnh, nàng lại dùng trán cọ tên đôi má của An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh tươi cười, sau đó ôm Tiểu Bạch vào trong ngực, Tiểu Bạch cũng rất ưa thích An Nam Tĩnh, đâu không ngừng cọ vào tay An Nam Tĩnh. Ngươi rất ưa thích nàng. Dương Diệp cười nói. An Nam Tĩnh khẽ gật đầu. Ngươi về sau có tính toán gì không? Dương Diệp hỏi. An Nam Tĩnh ngẩng đầu nhìn Dương Diệp. Nói. Ta chỉ biết ngươi. Dương Diệp cảm thấy ấm áp, hắn muốn nói chuyện. Lúc này. Oanh. Cả Vân Hạm rung động mạnh. Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh biến sắc, phúc này, giọng nói của Dư Khánh vang tên trên Vân Hạm. Là Tà Thần Tông, mọi người coi chừng. Phanh. Cánh cửa bị mở ra, Hư Vô Thần chạy vào, Hư Vô Thần nhìn Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, nói. Tà Thần Tông là thế lực bạch kim. Tuy chúng và Vô Cực Ma Tông của ta đều là thế lực bạch kim, nhưng thực lực của chúng lại không phải chúng ta có thể so sánh. Nói điểm chính. Dương Diệp trực tiếp cắt lời của Hư Vô Thần. Hư Vô Thần nói. Đám gia hỏa này chính là cường đạo và là lưu manh, chuyên môn làm chuyện ăn cướp. Đến bao nhiêu thánh giả? Dương Diệp hỏi. 20. Hư Vô Thần trầm giọng nói. Dương Diệp nói. Thánh giả tại Trung Thổ Thần Châu đều là chó sao. Tại sao đi đâu cũng gặp thánh giả? Hư Vô Thần lắc đầu, nói. Không phải Trung Thổ Thần Châu thánh giả nhiều, là bọn họ nhiều người, người cũng biết Trung Thổ Thần Châu lớn đến bao nhiêu hay không? Ít nhất lớn hơn 1.000 Thanh Châu, nhân khẩu trong đó cũng gấp Thanh Châu cả 100 lần. Nhiều người như vậy,
tăng thêm trung thổ thần châu linh khí đầy đủ, linh mạch vô số, thánh giả có thể không nhiều sao? Điều này cũng đúng. Dương Diệp gật đầu nói. À, đúng lúc này, Vân Hạm bộc phát khí tức khủng khiếp, sau đó có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trong dạp, Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh biến sắc, đế giả, ánh mắt Dương Diệp thay đổi. Rất không có khả năng là đế cấp, Hư Vô Thần trầm giọng nói. Vì cái gì? An Nam Tĩnh hỏi. Hư Vô Thần nói. Đạt tới đế giả, nhất định phải rời khỏi phiến thế giới này. Ba người Dương Diệp rời khỏi ghế lô, đi vào bong thuyền, lúc này, Vân Hạm đã đình chỉ phi hành, trên bong thuyền đứng đầy người. Ở phía chân trời xa xôi, Dương Diệp mơ hồ nhìn thấy một ít người đang kịch chiến. Diệp cô nương, không có sao chứ? Ba người vừa đi ra, Lâm Kinh Phong vội vàng chào đón, trên mặt còn lộ ra thần sắc quan tâm. An Nam Tĩnh không nói gì, Dương Diệp đứng trước mặt nàng, nhìn Lâm Kinh Phong và cười nói. Lâm huynh, có nhiều địch nhân tới như thế, ngươi thật sự rất chấn định. Lâm Kinh Phong mỉm cười, hắn lộ ra tự tin nồng đậm. Tà thần tông chỉ là thế lực bạch kim mà thôi, đừng nói tông môn tại hạ, chỉ gia tộc của ta đã không sợ nó. Diệp cô nương, Diệp huynh, các ngươi yên tâm, chỉ cần có tại hạ ở đây, ba người các ngươi quả quyết không có việc gì. Không biết tông môn Lâm huynh là? Dương Diệp hỏi. Lâm Kinh Phong cười cười, nói. Thế lực cấp kim cương. Hắn tự nhiên sẽ không nói ra là Hợp Hoan Tông, bởi vì thanh danh của tông môn hắn không tốt đẹp gì. Thế lực cấp kim cương. Dương Diệp hơi sững sờ. Nhìn thấy Dương Diệp sửng sốt, không nói gì, nụ cười trên mặt Lâm Kinh Phong càng đậm. Nói. Tại hạ chỉ là một đệ tử ngoại môn mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Nhưng nơi này là trung thổ thần châu, đi ra ngoài, người khác phải cho tại hạ một ít tình mọn. Nếu hai vị muốn giúp đỡ cứ nói, trong phạm vi năng lực, tại hạ nhất định không chối từ. Thực, đôi mắt Dương Diệp sáng ngời, Lâm Kinh Phong nhìn thấy Dương Diệp như vậy, sắc mặt hắn lại biến hóa, nhưng mà lúc này Dương Diệp kéo tay hắn sang một bên, sau đó nói. Lâm huynh, nói thực ra, huynh muội chúng ta hiện tại gặp một ít khó khăn, muội muội ta nàng ra mặt mỏng, khó mà nói, không có biện pháp, chỉ có thể ta nói. Nghe được Dương Diệp nói đến An Nam Tĩnh, thần sắc của Lâm Kinh Phong đẹp hơn một chút, hắn do dự, nói. Không biết Diệp huynh và Diệp cô nương gặp được khó khăn thế nào? Nếu như tại hạ đủ khả năng, tất không chối từ. Cũng không có vấn đề gì lớn. Dương Diệp cười hắc hắc nói. Ngươi cũng nhìn thấy, ta cùng với muội muội ta mới là bán thánh, dùng tư chất của ta và muội muội, chúng ta có thể sớm thành thánh. Vì cái gì không có thành thánh? Bởi vì không có tài nguyên tu luyện a. Trước ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta không ngồi nổi ghế lô, nghèo rất rái. Ai, ta vô năng, liên lụy muội muội ta không thể thành thánh, ai? Thành thánh. Lâm Kinh Phong bĩu môi, có thể thành thánh dưới 30, cơ bản đều là trời sinh thánh nhân, mà ra hỏa trước mặt là trời sinh thánh nhân sao? Dù sao hắn nhìn tuyệt đối không giống. Mặc dù Lâm Kinh Phong rất khinh thường Dương Diệp, nhưng hắn vẫn tươi cười, nói. Thì ra là thế. Tài nguyên tu luyện nha, như vậy cũng được, đợi đến trung thổ thần châu, sẽ do tại hạ lẫn tiến hai vị vào thế lực bạch kim, thế nào? Ai, muội muội ta chắc chắn sẽ không đi. Dương Diệp nói. Vì sao? Lâm Kinh Phong khó hiểu nói. Ngươi cũng nhìn ra, nàng tính tình cao ngạo, tuyệt đối sẽ không tiếp nhận người khác tương trợ. Dương Diệp giận dữ nói. Lâm Kinh Phong trầm ngâm một chớp mắt, nói. Ngươi đừng nói ta dẫn tiến. Không thể. Này! Dương Diệp do dự. Như thế nào, có vấn đề? Lâm Kinh Phong nói. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó vỗ vỗ vai Lâm Kinh Phong, nói. Lâm huynh, ngươi làm người trượng nghĩa, ta không che giấu. Gần đây huynh muội ta khó khăn, cho nên. Khóe mắt Lâm Kinh Phong co giật, sau nửa ngày, cổ tay hắn khẽ động, 5 viên tử tinh thạch xuất hiện trên tay hắn, nói. 5 viên tử tinh thạch này xem như tại hạ đưa lễ gặp mặt cho Diệp huynh, quen biết tức hữu duyên nha. Lâm huynh, ta là người thế sao? Đột nhiên Dương Diệp giật mình, nói. Ta là loại người này sao? Ta là loại người này sao? Thật là ta, Lâm huynh, người đây đang sỉ nhục ta, người là đang sỉ nhục ta. Người không phải loại người này sao? Cơ mặt của Lâm Kinh Phong co giật, sau nửa ngày, hắn cưỡng ép nặn ra nụ cười, nói. Diệp huynh, ngươi hiểu lầm,
tại hạ không có ý khác, chỉ muốn kết giao bằng hữu cùng Diệp huynh. Năm viên tinh thạch chỉ là chút tâm ý của tại hạ, nếu ngươi không thu là xem thường ta. Ta nào dám xem thường Lâm huynh chứ? Dương Diệp thấp giọng thở dài, sau đó hắn thu lấy 5 viên tử tinh thạch lại, nói. Nếu là tâm ý của Lâm huynh, ta sẽ thu. Không thể không nói, Lâm huynh ngươi làm người quá tốt. Lâm Kinh Phong cười cười mất tự nhiên, đang muốn nói chuyện, Dương Diệp lại nói. Lâm huynh, vừa rồi ta cảm nhận được có một cổ khí tức cường đại, đó là cường giả đế giả sao? Đế giả? Lâm Kinh Phong không nhịn được cười lên, nói. Diệp huynh nói giỡn, tại sao có thể là đế giả, chỉ là một tên thánh giả trung cấp a? Thánh giả trung cấp? Dương Diệp nói. Thánh giả cũng chia cao thấp sao? Tự nhiên, Lâm Kinh Phong nói. Thánh giả cảnh cũng có mạnh cùng yếu, bởi vậy, tự nhiên có phân phẩm giai. Dương Diệp khẽ gật đầu, trong mắt có một tia ngưng trọng, đạo khí tức vừa rồi rất mạnh. Với thực lực của hắn hiện tại, dưới tình huống không dùng kiếm linh cùng táng thiên, có thể dễ dàng chém giết thánh giả. Nhưng nếu gặp chủ nhân đạo khí tức vừa rồi, thì ra là thánh giả trung cấp, chỉ sợ hắn sẽ cố hết sức. Oanh! Đúng lúc này, đột nhiên phía chân trời có mấy tiếng nổ lớn vang lên, rất nhanh, tất cả đã khôi phục lại bình tĩnh, sau đó một lão giả áo xám xuất hiện trên vân hạm. Cùng lúc đó, 20 cổ thi thể xuất hiện trên bong thuyền. 20 tên thánh giả. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người biến sắc, trong mắt nhìn về phía lão giả áo xám còn mang theo kiêng kỵ. Lão giả áo xám bỏ qua mọi người, trực tiếp đi đến sau lưng Mỹ Phụ và im lặng. Mỹ Phụ vung tay phải lên, 20 cổ thi thể bay ra khỏi vân hạm, chỉ chốc lát, mọi người nhìn thấy 20 đống lửa bốc cháy. Chư vị yên tâm, Vân Minh Thương Hội ta đã chuyên chở các vị trên vân hạm, chúng ta cũng có thực lực cam đoan các vị an toàn. Đối với Vân Minh Thương Hội chúng ta mà nói, khách hàng chí thượng. Nhưng ta hy vọng các vị tự giác một ít, không nên dễ dàng khiêu khích Vân Minh Thương Hội. Nói đến đây, Mỹ Phụ liếc mắt nhìn Dương Diệp trong đám người, sau đó lại nói. Nói đến thế thôi, các vị nghỉ ngơi đi. Dương Diệp nhắm mắt lại, sau đó hắn quay người dẫn theo An Nam Tĩnh rời đi. Nhìn Dương Diệp rời đi, nụ cười trên mặt Lâm Kinh Phong thu liếm, lúc này Lâm Lão xuất hiện sau lưng hắn. Thiếu gia, ta xem người này đang giả ngây giả dại, muốn lừa gạt tử tinh thạch của ngươi. Một gia hỏa ngu xuẩn mà thôi. Lâm Kinh Phong nói. Chỉ biết đùa nghịch chút ít tiểu thông minh, loại người này, đời này chỉ có thể như vậy. Về phần tử tinh thạch, ha ha, đến lúc đó ta sẽ bắt hắn nhổ ra gấp 10 lần. Ta thấy nữ tử kia không thèm để ý tới tử tinh thạch. Lâm Lão nói. Lâm Kinh Phong cười khẽ, nói. Lâm Lão không hiểu, nữ nhân đấy, tất cả đều là như vậy, trong nội tâm muốn nhưng không nói, ta dám khẳng định nàng đã thích ta. Sở dĩ trên mặt biểu hiện như cự tuyệt người ngoài ngàn dặm, đơn giản là da mặt mỏng. Chỉ cần ta thêm chút sức thì nàng sẽ ngoan ngoãn xé rách ấp ngụy trang ngay, sau đó thần phục ở trước mặt ta. Lão giả sau lưng Lâm Kinh Phong do dự, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng hắn nhìn dáng vẻ tự tin của Lâm Kinh Phong thì im lặng. Lâm Kinh Phong vung tay phải lên, một giáp mỏng màu đỏ xuất hiện trên tay hắn, nói. Lâm Lão, đưa vật này tới ghế lô số 20 đi, nói là chút tâm ý của ta. Ân, nếu như cái Diệp cô nương không thu, người cứ giao cho Diệp Dương. Chỉ cần hắn còn không có ngu xuẩn như heo, hắn sẽ hiểu ý của ta. Lâm Lão biến sắc, nói. Thiếu gia, thiên hỏa giáp chính là thần giai thượng phẩm, do nhiễm viêm thạch sâu trong địa tâm tạo thành, cho dù có 30 tên thánh giả liên thủ một kích cũng khó có thể phá hủy nó, tuy thứ này chỉ thích hợp với nữ tử, nhưng nếu như xuất ra bán cũng có giá hơn 500 tử tinh thạch đấy. Người cầm giáp này tặng người. Lâm Kinh Phong cười cười, nói. Lâm Lão. Người cảm thấy nữ nhân kia có thể chạy ra khỏi lòng bàn tay của ta sao? Lâm Mão. Nàng trốn không thoát khỏi tay ta. Lâm Kinh Phong cười nói. Đến lúc đó, ta sẽ thu được cả hai. Lâm Lão do dự, sau đó gật đầu. Đối phương chỉ là hai tên bán thánh, nếu như đối phương thức thời còn tốt. Nếu như không thức thời, vậy hắn không ngại nặng tay một chút. Trong ghế lô số 20. Lâm Lão tiến vào ghế lô. Hắn giao thiên hỏa giáp cho An Nam Tĩnh, nói. Diệp cô nương, đây là một chút tâm ý của thiếu gia ta, kính xin vui lòng nhận cho. Không muốn. An Nam Tĩnh trực tiếp bỏ qua lão giả. Lão giả híp mắt lại,
trong mắt bắn ra hàn mang, hắn trầm ngâm một lát, hắn nhìn về phía Dương Diệp, nói. Diệp công tử, thiếu gia của chúng ta nói ngươi sẽ hiểu ý của hắn. Nói xong, hắn đưa thiên hỏa giáp tới trước mặt Dương Diệp. Hắn muốn làm bằng hữu với ta, sau đó đây là chút tâm ý của hắn, đúng hay không? Dương Diệp hỏi. Lâm lão trầm ngâm, sau đó gật đầu, nói. Đúng là ý này. Dương Diệp thu thiên hỏa giáp, nói. Ai, Lâm huynh thật sự quá trượng nghĩa, kính xin trở về nói với Lâm huynh, ta vui lòng nhận tâm ý của hắn. Lâm lão liếc mắt nhìn An Nam Tĩnh và Dương Diệp, sau đó gật đầu, lui ra khỏi phòng. Đúng là ngu xuẩn. Lúc này, Hư Vô Thần lắc đầu, nói. Hắn là người ngu xuẩn nhất mà ta từng gặp. Nói xong, hắn lại lắc đầu, sau đó lui ra khỏi phòng. Dĩ nhiên là thần giai thượng phẩm. Dương Diệp dò xét thiên hỏa giáp trong tay, nói. Gia hỏa này thật giàu có. Nói xong, hắn đưa thiên hỏa giáp tới trước mặt An Nam Tĩnh, nói. Ta tặng cho ngươi. An Nam Tĩnh liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó tiếp nhận thiên hỏa giáp. Các ngươi cứ đi như vậy. Một. Xem thử xem. Dương Diệp nói. An Nam Tĩnh gật gật đầu, tâm niệm vừa động, thiên hỏa giáp lập tức hóa thành tia lửa chui vào trong người của nàng. Hồi lâu, đột nhiên trong cơ thể An Nam Tĩnh bắn ra tia lửa, sau đó trên người An Nam Tĩnh xuất hiện lân giáp màu đỏ rực rỡ. An Nam Tĩnh hơi hoạt động tay chân, nàng nói với Dương Diệp. Rất mềm, rất thoải mái dễ chịu. Dương Diệp cong ngón tay búng ra, hắn bắn một tia kiếm ý hư vô cảnh vào người An Nam Tĩnh, một tiếng vang nhỏ sinh ra, kiếm khí biến mất, lân giáp lại lông tóc không tổn hại. Đúng vậy, cường giả thánh giả cảnh khó phá được giáp này. Dương Diệp cười nói. An Nam Tĩnh khẽ gật đầu, sau đó nói. Nữ nhân kia đang cảnh cáo chúng ta. Sắc mặt Dương Diệp dần dần ngưng trọng, nói. Nếu như là ta, ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Hiện tại bọn họ không có chứng cớ, tăng thêm ta náo lúc trước, cho nên, bọn họ tạm thời không có biện pháp với chúng ta. Nhưng bọn họ sẽ không tính như thế đâu. Ngươi có tính toán gì không? An Nam Tĩnh hỏi. Dương Diệp cười cười, nói. Có thể có tính toán gì chứ? Đi một bước xem một bước chứ sao? Lại nói, nếu như hai người chúng ta liên thủ, ngươi có mấy thành nắm chắc đánh thắng lão giả áo xám kia? 10 thành. An Nam Tĩnh nói. Ta cũng thế. Dương Diệp cười ha ha, nói. Chúng ta tu luyện đi. An Nam Tĩnh gật đầu. Dương Diệp xếp bằng ở đấy, sau đó bắt đầu dẫn tinh thần chi lực nhập vào cơ thể. Hiện tại hắn phi thường chú trọng thân thể, vô số lần chứng minh, có một thân thể cường đại vô cùng có ưu thế. Hơn nữa, cảnh giới hắn lúc này không có đạt tới thánh giả, nhưng thân thể của hắn đã vượt qua bán thánh rất nhiều. Cảnh giới thân thể hắn hiện tại là thần dũng cảnh, nếu như đạt tới thần lực cảnh, như vậy, cho dù không cần kiếm, hắn cũng có lòng tin đánh chết một gã thánh giả trung cấp. Tóm lại, bất kể là kiếm đạo hay là thân thể, hắn đều sẽ cố gắng tăng lên. Trong lúc tu luyện, Lâm Kinh Phong thỉnh thoảng lại tặng mấy thứ gì đó như trái cây tiên giai, còn có tinh thạch, đối với những thứ này, Dương Diệp tự nhiên thu toàn bộ. Với hắn mà nói, không muốn ngu sao mà không muốn. Mấy ngày qua, tăng thêm hắn trước kia, còn có Tiểu Bạch phun ra và Lâm Kinh Phong tiễn cho, hắn hiện tại đã có 30 tam viên tử tinh thạch. 30 tam viên tử tinh thạch, hiển nhiên không nhiều lắm, đối với Dương Diệp mà nói, tạm thời đã đủ rồi. 2 ngày sau, Dương Diệp mở hai mắt ra, hắn phun ra một ngụm chọc khí. Sau đó hắn đứng lên hoạt động tứ chi, toàn thân hắn vang tên tiếng đùng đùng. Dương Diệp duỗi nắm đấm ra, sau đó chậm rãi nắm chặt, khi hắn nắm chặt nắm đấm, không gian cũng vặn vẹo, nhưng rất nhanh, hắn buông nắm đấm ra, hắn cũng không muốn nháo sự tại đây. Lực lượng thân thể của ngươi lại mạnh hơn trước. Lúc này, An Nam Tĩnh đi đến trước mặt Dương Diệp, nói khẽ. Dương Diệp cười cười, nói. Nếu không mạnh lên, chẳng phải ta sẽ bỏ phí mấy ngày nay sao? Thật đáng tiếc, chỉ tăng cường một chút, cách cảnh giới ta mong muốn đạt tới còn chênh lệch không nhỏ, ai, gánh nặng đường xa. Võ đạo một đường, chúng ta mới cất bước mà thôi. An Nam Tĩnh nói. Chính mình càng trở nên mạnh mẽ, tại càng phát hiện mình còn rất nhỏ bé. Dương Diệp gật đầu, nói. Nhớ ngày đó ta và ngươi ở tại Huyền Giả Đại Cục, hai người chúng ta được xưng là Kiếm Hoàng và Võ Thần, khi đó chúng ta có thể nói là hăng hái.
Đến linh giới, ta mới phát hiện, nơi này có rất nhiều người ưu tú, tuy chúng ta cũng không tệ, nhưng có khối người còn ưu tú hơn chúng ta. Còn trẻ, người nào không lông bông? Nhớ lại chuyện năm đó, An Nam tĩnh mỉm cười. Bang bang! Lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi! Dương Diệp nhìn về phía cửa. Rất nhanh, Hư Vô Thần tiến vào trong ghế lô. Ánh mắt Hư Vô Thần nhìn lên người An Nam tĩnh cùng Dương Diệp, sau đó cười hắc hắc, nói. Hai vị, chào buổi sáng. Nụ cười của ngươi rất đáng đánh. Dương Diệp nói. Luận bàn một chút. An Nam tĩnh nhìn về phía Hư Vô Thần, ánh mắt đã bất thiện. Ngừng. Hư Vô Thần giơ hai tay lên, nói. Ta đầu hàng được hay không? Nói đi. Dương Diệp cười nói. Hư Vô Thần nói. Còn nửa giờ nữa chúng ta sẽ tới Thiên Đô Thành. Thiên Đô Thành là tiểu thành thuộc về Trung Thổ Thần Châu, đây là nơi tất cả người tiến vào Trung Thổ Thần Châu phải đi sang. Bởi vậy, nơi này không chỉ có người Trung Thổ Thần Châu, còn có người Thanh Châu, U Châu, Vân Châu cùng với Lan Châu. Bởi vậy, nơi này rồng rắn lẫn lộn, có chút loạn. Nhưng khá tốt, chỉ cần chúng ta giao ra phí bảo hộ thì không có việc gì. Phí bảo hộ? Dương Diệp khó hiểu. Hư Vô Thần nhún nhún vai, nói. Một lão đại trong Thiên Đô Thành định ra quy củ, giao phí bảo hộ, chỉ cần ngươi không chủ động gây chuyện, bình thường sẽ không ai chọc ngươi. Bằng không chuyện này sẽ khó giải quyết. Dương Diệp liếc mắt nhìn Hư Vô Thần, nói. Ngươi sợ hai chúng ta không giao, sau đó tới làm công tác tư tưởng cho chúng ta trước, đúng không? Hư Vô Thần cười mỉa, nói. Nói thực, ta thật lo lắng. Không phải ta sợ chuyện, mà là có nhiều chỗ cần phải tuân theo quy củ, ta cảm thấy chúng ta không nên làm khác người, ngươi cảm thấy thế nào? Dương Diệp cười cười, nói. Ta không phải người không có đầu óc, vẫn câu nói kia, người không phạm ta, ta không phạm người. Hư Vô Thần gật đầu, nói. Sau khi vận hạm đáp xuống, chúng ta liền đi tới truyền tống trận tiến về Bạch Lộ Giới. Bạch Lộ Giới? Dương Diệp khó hiểu. Thế lực cấp kim cương đều có siêu cấp lão quái vật tọa chấn, loại lão quái vật này đều là đại năng thông thiên triệt địa, mở ra một không gian đi lại, đối với bọn họ mà nói chỉ là một bữa ăn sáng. Cho nên, thế lực cấp kim cương đều có ranh giới của mình. Mà ngoại vực lại do những tiểu thế lực chiếm cứ. Hư Vô Thần nói. Thì ra là thế. Dương Diệp gật đầu, hắn nhìn sang Hư Vô Thần, nói. Lúc này ta đi Bạch Lộc Thư Viện cũng không phải là đi chơi, ta phải đi đá quán, ngươi thật muốn đi theo ta chứ? Hư Vô Thần trầm ngâm một lát, sau đó nghiêm túc nói. Ngươi biết tại sao lão gia tử của ta bảo ta đi theo ngươi không? Dương Diệp lắc đầu. Hư Vô Thần nói. Bởi vì hắn cho rằng ngươi chuyên đi gây tai họa, đi theo ngươi, khẳng định có phiền toái tìm tới cửa. Gương mặt của Dương Diệp biến thành màu đen. Hư Vô Thần lại nói. Hắn nói với ta, tuy hắn không biết kinh nghiệm lúc trước của ngươi, nhưng từ khi ngươi xuất hiện tại Thanh Châu, hắn liền phát hiện một điểm, đó chính là ngươi gặp phiền toái không ngừng. Sau đó hắn còn phát hiện, sau mỗi lần ngươi gặp phiền toái, thực lực ngươi đều sẽ tăng lên, hơn nữa, từ tình báo hắn thu được, ngươi rất dốc sức liều mạng tu luyện. Tóm lại, hắn cảm thấy ta đi theo ngươi, có thể sẽ được tôi luyện rất tốt, mà chuyến đi Bạch Lộc Thư Viện lần này chỉ là trạm thứ nhất. Nói đến đây, Hư Vô Thần lại nói. Kỳ thật, ta cảm thấy ta không phải cháu ruột của hắn, bằng không, tại sao hắn lại bảo ta đi chung với ngươi chứ? Còn bảo ta đi với ngươi tới Bạch Lộc Thư Viện đá quán, ta cảm thấy hắn muốn biến tướng chơi chết ta. Dương Diệp. Đúng lúc này, ba người cảm giác vân hạm dừng lại. Đến. Hư Vô Thần nói. Dương Diệp gật đầu, ba người rời khỏi ghế lô. Vừa ra khỏi ghế lô, một tòa thành xuất hiện trong tầm mắt ba người. Lớn. Phi thường lớn. Đây là cảm giác đầu tiên của Dương Diệp. Vân Tiêu Thành cùng Vân Hải Thành đã khá lớn, nhưng so sánh với Thiên Đô Thành này, nó chẳng khác gì đứa trẻ so với người lớn. Rất nhanh, ba người cùng đi tới cửa thành. Dương Diệp phát hiện, mỗi một người đều giao một viên tử tinh thạch mới được cho phép tiến vào trong thành. Mà đúng lúc này, một nam tử vượt qua hai thủ vệ không giao tinh thạch, hai tên thủ vệ không ngăn cản, chỉ cười lạnh không thôi. Gia hỏa này chết chắc. Hư Vô Thần lắc lắc đầu nói. A, à, đúng lúc này, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, sau đó một cỗ thi thể bay ra ngoài. Thật là bá đạo. Dương Diệp nói.
quen là tốt rồi. Hư vô thần cười nói. Đến phiên ba người Dương Diệp cũng không có phá hư quy củ, muốn cầm tử tinh thạch, nhưng lúc này Lâm Kinh Phong lại ngăn cản trước mặt hắn, sau đó cười nói. Diệp huynh, phí vào thành giao cho ta, xem như tâm ý của ta. Nói xong, hắn trực tiếp xuất ra mấy viên tử tinh thạch ném cho hai thủ vệ. Làm xong tất cả, ánh mắt hắn tại nhìn sang An Nam Tĩnh, sau khi phát hiện đối phương không nhìn hắn, hắn cũng tơ đễnh. Lâm huynh, người đủ trượng nghĩa. Dương Diệp giơ ngón cái với Lâm Kinh Phong. Đúng là trượng nghĩa. Hư vô thần cũng giơ ngón cái lên. Lâm Kinh Phong mỉm cười, sau đó phi thường tiêu sái quay người đi vào trong thành. Hắn còn nở nụ cười tự tin, hắn tin tưởng, ba người sau lưng nhất định sẽ đi theo hắn, cũng ôm chặt đùi của hắn. Thiếu gia, bọn họ chưa tới. Đúng lúc này, Lâm lão bên cạnh hắn nói. Lâm Kinh Phong nhướng mày, hắn quay người nhìn lại, chỉ thấy ba người Dương Diệp đang đi tới hướng khác. Lâm Kinh Phong sững sờ, sau đó thân hình khẽ động, hắn ngăn trước mặt Dương Diệp, nói. Các ngươi đi đâu? Dương Diệp cười cười, nói. Đương nhiên đi nơi chúng ta muốn đi. Ở đâu? Lâm Kinh Phong hỏi lại. Việc này không tiện nói. Dương Diệp cười nói. Lâm Kinh Phong nói. Các ngươi cứ đi như vậy. Bằng không thì sao? Dương Diệp nói. Lâm Kinh Phong nhìn Dương Diệp thật sâu, nhưng sau đó xoay người nhìn về phía An Nam Tĩnh, trong mắt tràn đầy nhu tình, nói. Diệp cô nương, từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã. Cút. An Nam Tĩnh trực tiếp cắt đứt lời của hắn. Lâm Kinh Phong liếc mắt nhìn An Nam Tĩnh, lại liếc mắt nhìn Dương Diệp, cuối cùng sắc mặt âm trầm nói các ngươi hố ta. Dương Diệp làm ra vẻ người vô tội. Khó chịu. Một. Lâm huynh, ngươi nói chuyện, tại sao ta nghe không hiểu? Dương Diệp nói. Nghe không hiểu. Lâm Kinh Phong giữ tợn nói. Ngươi nghe không hiểu thì bây giờ ta sẽ cho các ngươi hiểu. Tốt, tốt, ta tới hỏi ngươi, tại sao ta phải tặng đồ cho các ngươi? Không phải ngươi muốn làm bằng hữu với ta sao? Dương Diệp nói. Ngươi không phải còn nói, nếu ta không thu, chính là xem thường ngươi sao? Không có biện pháp, ta sao có thể xem thường người chứ? Cho nên ta chỉ có thể thu. Làm bằng hữu với ngươi. Lâm Kinh Phong giận quá thành cười, nói. Ngươi không nhìn ngươi một chút, một kẻ chẳng ra gì, ngươi có tư cách gì làm bằng hữu của ta? Lão tử tặng đồ cho ngươi là vì muội muội của ngươi. Các ngươi thu đồ, sau đó hiện tại còn nói với lão tử phải đi, sau đó không xem ra gì. Ngươi cho rằng ta là khỉ sao, có thể tùy tiện đùa nghịch đúng không? Thì ra ngươi không muốn làm bằng hữu với ta. Dương Diệp cười khẽ, nói. Vậy ngươi bây giờ định làm như thế nào? Lâm Kinh Phong nây răng cười cười, nói. Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, hôm nay ta sẽ nói thẳng. Ta vừa ý muội muội của ngươi. Sau đó, ngươi nói làm sao bây giờ? Ngươi nên hỏi ta. An Nam Tĩnh nói. Ngươi. Lâm Kinh Phong nhìn về phía An Nam Tĩnh, nói. Nữ nhân, đừng cho rằng mình quá quan trọng. Nữ nhân như ngươi ta thấy nhiều, mặt ngoài cao ngạo lạnh lùng, kỳ thật nội tâm không biết. Đột nhiên, hắn im lặng, bởi vì một tay đã bóp cổ của hắn. Người bóp cổ hắn chính là Dương Diệp. Bên cạnh, sắc mặt Lâm lão thay đổi, thân hình khẽ động. Hắn lao nhanh về phía Dương Diệp, nhưng đúng lúc này, một thanh trường thương đã xuất hiện trước mặt hắn, trong nội tâm lão giả kinh ngạc, hắn xuất trường đánh tới. Phanh! Một tiếng nổ vang, Lâm lão bị đánh lui vài trăm trượng. Sau khi Lâm lão dừng lại, hắn nhìn tay phải của mình, lúc này, toàn bộ tay phải của hắn đã vỡ ra. Lâm lão giật mình. Người chung quanh nhìn thấy An Nam Tĩnh đánh lui Lâm lão cũng biến sắc. Dùng bán thánh đánh lui thánh giả. Dù không hiếm tại trung thổ thần châu nhưng cũng rất khủng bố. Nàng thật mạnh. Cách đó không xa, lão giả áo xám sau lưng Mỹ Phụ trầm giọng nói. Sau lưng lão giả áo xám còn có một người trung niên này chính là Dư Khánh. Đúng và mạnh. Mỹ Phụ khẽ gật đầu, sau đó tại nhìn về phía Dương Diệp, nói. Thực lực của người này không tệ tệ. Tốc độ còn có thể, không biết cái khác như thế nào. Lão giả áo xám nói. Cứ nhìn xem. Mỹ Phụ nói. Trong tràng, Dương Diệp bóp cổ Lâm Kinh Phong, trong mắt Lâm Kinh Phong tràn đầy thần sắc khó tin, hắn không nghĩ tới chính mình bị Dương Diệp khống chế mà không có lực hoàn thủ. Gia hỏa này lúc trước giả heo ăn thịt hổ.
Đây là ý niệm đầu tiên trong đầu Lâm Kinh Phong. Dương Diệp nhẹ cười cười nói. Ta là người giảng đạo lý. Từ khi chúng ta bắt đầu lên thuyền, người cố ý đến gần, khi đó ngươi đã đáng chết, bởi vì ngươi không có hảo ý. Nhưng ngươi phi thường thức thời, không có biện pháp, ta mềm lòng, tạm tha ngươi. Cuối cùng, ngươi lại nhiều lần đến xin lỗi, hơn nữa còn muốn làm bằng hữu với ta, không ngừng tặng lễ, lại nói với ta, không thu chính là xem thường ngươi, không có biện pháp, ta chỉ có thể miễn cưỡng nhận lấy. Nói đến đây, Dương Diệp dừng một chút, lại nói. Hiện tại ngươi nói với ta, ngươi cũng không phải muốn làm bằng hữu của ta. Nói cách khác, ngươi muốn làm địch nhân của ta. Đối đãi với địch nhân, ta luôn luôn không nương tay. Làm càn. Lúc này, Lâm lão phẫn nộ quát. Diệp Dương, thiếu gia hắn chính là đệ tử ngoại môn Hợp Hoan Tông, ngươi mà giết hắn. Nói tới đây, hắn câm miệng. Bởi vì Dương Diệp đã bóp mạnh hơn. Lâm lão kinh hãi gần chết, hắn muốn động thủ, lúc này, ở nơi xa có mấy bóng người lao tới, rất nhanh, một gã người trung niên và ba gã lão giả xuất hiện ở giữa sân. Người trung niên nhìn Dương Diệp, nói. Thả hắn. Vì cái gì? Dương Diệp nhìn về phía người trung niên nói. Ta nói một lần, thả hắn. Người trung niên nhìn Dương Diệp, nói. Lúc này, hư vô thần đi đến bên cạnh Dương Diệp, nói. Bọn họ chính là hộ vệ của Thiên Đô Thành, xem như duy trì trật tự tại Thiên Đô Thành, phải nói, chuyên môn thanh lý nháo sự, không chịu giao phí bảo hộ. Dương Diệp gật đầu, sau đó tay hắn dùng sức. Két sát. Một tiếng vang nhỏ sinh ra, đầu của Lâm Kinh Phong nghiêng sang một bên, triệt để chết đi. Không. Trong mắt của Lâm lão như sắp nứt ra, thân hình khẽ động, hắn lao nhanh Dương Diệp lao tới, nhưng sau một khắc đã bị một đạo thương mang đẩy lui, lúc này đây. Hắn đã không phải nát tay, mà là cụt tay. Dương Diệp thả tay ra, thi thể Lâm Kinh Phong lập tức rơi xuống đất, Dương Diệp nhìn sang người trung niên kia, cười nói. Nghe ngươi, ta thả. Người trung niên nhìn Dương Diệp thật sâu, cuối cùng, ánh mắt của hắn lại nhìn về phía An Nam Tĩnh, hắn không có động thủ. Dương Diệp không nhìn thẳng hắn, nhìn về phía An Nam Tĩnh, nói. Đừng nương tay, giết. Dương Diệp lên tiếng. Xuy một tiếng, đầu của Lâm lão cũng bay lên cao. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt mọi người chung quanh biến đổi lần nữa, một gã thánh giả cứ bị giết như thế, ánh mắt mọi người kiêng kỵ nhìn sang An Nam Tĩnh. Dương Diệp vẫy tay, giới chỉ trên tay Lâm Kinh Phong bay vào tay hắn, quét mắt nhìn vào trong, Dương Diệp tươi cười, bên trong có gần 200 viên tử tinh thạch. Thu hồi nạp giới, Dương Diệp nhìn về phía hư vô thần, nói. Chúng ta đi thôi. Hư vô thần liếc mắt nhìn người trung niên xa xa, sau đó gật gật đầu, hắn đi lên phía trước. Người trung niên nắm chặt nắm tay thật lâu, hắn nhìn về phía một người bên cạnh, nói. Thông chi thiên sát đại nhân. Người nọ vội vàng gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Xa xa, lão giả áo xám sau lưng mỹ phụ kia lắc đầu, nói. Thực lực không tệ, nhưng tâm tính không được, hữu dũng vô mưu, làm người xử sự kém cỏi. Loại người này, đại tiểu thư không cần phải chú ý. Cho dù thu hắn vào thương hội, cuối cùng vẫn là tệ lớn hơn lợi. Mỹ phụ khẽ lắc đầu, nói. Ngươi nhìn thấy ánh mắt hắn không? Lão giả áo xám nao nao, sau đó nói. Thỉnh đại tiểu thư bảo cho biết. Mỹ phụ nói. Lạnh, trong mắt của hắn rất lạnh, đó là coi thường đối với sinh mạng. Hiển nhiên, hắn giết quá nhiều người, nhân mạng trong mắt hắn giống như cọng rơm cái rác. Trừ lạnh, còn có không sợ, cho dù bằng hữu của hắn nói cho hắn biết thân phận của người trung niên kia, nhưng vẫn không chút do dự liền giết. Điều này nói rõ, hắn rất tự tin vào thực lực của mình, hoặc là nói, hắn rất tự tin vào thế lực sau lưng mình. Mà ta, khuynh hướng về người trước. Vì sao? Lão giả áo xám hỏi. Mỹ phụ nói. Từ tư liệu chúng ta thu được, hắn chưa bao giờ cưỡi qua Vân Hạm đi Vân Thành, điều này nói rõ. Hắn thật sự đến từ Thanh Châu. Mà ở Thanh Châu, cho dù là Vân Tiêu Thánh Điện mạnh nhất, nếu đặt tại Trung Thổ Thần Châu cũng không có ý nghĩa gì cả, cho nên, hắn tự tin không thể nào là dựa Vân Tiêu Thánh Điện. Còn nữa, người nói hắn hữu dũng vô mưu, chẳng lẽ người quên biểu hiện của hắn trên Vân Hạm sao? Lão giả áo xám. Đại tiểu thư, Thiên Đô Thành sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta có nên ra mặt điều giải một chút hay không? Sau lưng Mỹ Phụ. Dư Khánh đột nhiên nói. Mỹ phụ lắc đầu, nói.
để cho chúng ta xem hắn có bao nhiêu giá trị đi. Được hư vô thần dẫn dắt, ba người tiến vào trong thành. Chúng ta có thể sẽ có phiền toái. Hư vô thần nói. Dương Diệp nói. Ngươi sợ sao? Hư vô thần lắc đầu, nói. Ta còn không có nhát gan như vậy. Dương Diệp nói. Ngươi nói người nọ vừa rồi, ta không giết hắn, hắn sẽ như thế nào? Hư vô thần trầm ngâm một át, nói. Có hai loại khả năng, một là trực tiếp động thủ, hai là trước nhìn một chút, tìm cơ hội ra tay với chúng ta. Cho nên, chúng ta và bọn họ khó tránh khỏi sẽ động thủ với nhau, đúng không? Dương Diệp nói. Hư vô thần trầm tư hồi lâu, sau đó gật đầu. Dương Diệp dừng bước lại, nói. Phụ thân của ngươi bảo ngươi đi theo ta, tự nhiên có đạo lý của hắn. Hôm nay, ta dạy cho ngươi một bài học. Khi chúng ta và đối thủ khó tránh khỏi phải đánh nhau, như vậy, chúng ta tốt nhất nên xuống tay trước. Ngươi không hạ thủ, người khác sẽ ra tay, mà khi đó, ngươi sẽ bị động. Còn một điều, địch nhân ở trước mặt không đáng sợ, đáng sợ là địch nhân sau lưng. Cho nên, trong tình huống có thực lực, chúng ta tốt nhất phải giết địch nhân ở trước mặt trước, không thể biến hắn thành địch nhân sau lưng, thời thời khắc khắc nghĩ tới việc hại ngươi. Như vậy rất dễ dàng bị người ta giết chết. Hư vô thần cười khổ nói. Vậy ngươi phải cố gắng trở nên mạnh mẽ. Dương Diệp nói. Chỉ có cố gắng trở nên mạnh mẽ, ngươi mới có thể làm việc tùy tâm trong phạm vi nhất định. Về phần ẩn nhẫn, ta không biết người khác có thích ẩn nhẫn hay không, dù sao ta không thích ẩn nhẫn, bởi vì ẩn nhẫn lâu, ta sợ chính mình biến thành cháu trai. Khó chịu thì làm, đây chính là thái độ của ta với cuộc sống. Hư vô thần hít sâu một hơi. Sau đó nhìn về phía Dương Diệp nói. Về sau đi theo ngươi điên cuồng một lần, nhớ kỹ, ngày nào đó ta chết, thỉnh bao chôn. Dương Diệp. Chỉ chốc lát, ba người đi tới một truyền tống đài to lớn. Hư vô thần chỉ vào vòng tròn màu xanh ra trời trên truyền tống đài, nói. Đó là truyền tống trận đi tới Bạch Lộ giới, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn xuất ra 15 viên tử tinh thạch đưa cho một gã lão giả dưới truyền tống đài. Lão giả tiếp nhận tử tinh thạch, sau đó gật đầu, nói. Lên đi. Ba người đi vào vòng tròn, lúc này tia sáng màu lam bao phủ ba người, nhưng là rất nhanh, ánh sáng màu lam biến mất. Chúng ta đi không được. Hư vô thần nói. Truyền tống trận bị phong bế. Các ngươi cứ đi như vậy, có phải không đặt hộ vệ đội Thiên Đô Thành chúng ta vào mắt hay không? Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Có. Người sống, không có, chết. Một. Xa xa, một nam tử cầm trường đao dẫn theo bốn trung niên đi tới chỗ ba người Dương Diệp. Nam tử kéo trường đao màu đỏ dưới đất, khi hắn bước đi, mặt đất sinh ra tia lửa. Sau khi người áo đỏ xuất hiện, rất nhiều người chung quanh khiếp sợ và kiêng kỵ. Nam tử mặc áo hồng dừng bước lại, sau đó nhìn đám người chung quanh, nói. Còn chưa cút sao? Đám người chung quanh không dám chống đối, lập tức chạy đi. Nam tử mặc áo đỏ cười khẽ, nhìn về phía Dương Diệp, nói. Ta gọi là thiên sát, chuyên môn đến tìm các ngươi, biết rõ tại sao ta tìm các ngươi không? Dương Diệp gật gật đầu, nói. Biết một chút. Thiên sát cười nói. Nội thành loạn như vậy, thường xuyên chết mấy người thực rất bình thường. Đối phương bị các ngươi giết, đó là bọn họ thực lực không đủ, trách không được người khác. Nhưng ta nghe nói ngươi rất hung hăng càn quấy. Hoàn toàn không đặt hộ vệ đội chúng ta vào mắt, đúng không? Dương Diệp cười nói. Không cần lải nhải như vậy, nói thẳng ngươi muốn làm như thế nào đi, sau đó ta sẽ biết nên dùng phương thức gì đối đãi với ngươi. Nam nhân mà, nên sảng khoái chút ít, ngươi cứ nói đi. Thiên sát nhìn Dương Diệp nửa ngày, sau đó cười nói. Tốt, nếu ngươi muốn sảng khoái, ta sẽ cho ngươi sảng khoái. Các ngươi trái với quy củ nội thành. Vốn nên chém đầu đưa ra ngoài thành, nhưng hôm nay ta tâm tình tốt, quyết định thả các ngươi một con ngựa. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, ba người các ngươi mỗi người giao ra 100 viên tử tinh thạch, sau đó tại quỳ xuống xin lỗi mấy vị huynh đệ sau lưng ta, việc này xem như xong, thế nào? Nói đến đây, thiên sát nhún nhún vai, nói. Nói thực, ta lần đầu tiên nhân từ như thế. Dương Diệp cười nói. Như vậy sao? Các ngươi mỗi người cho ta 100 viên tử tinh thạch, sau đó ta thả các ngươi rời đi, thế nào? Thiên sát móc móc lỗ tai, sau đó nói. Ta không có nghe rõ,
ngươi có thể nói lại một lần. Đúng lúc này, Dương Diệp biến mất, sắc mặt Thiên Sát thay đổi, đao trong tay hắn chém xuống. Phanh! Một tiếng trầm đục, Thiên Sát bay ngược đi trong ánh mắt của mọi người, sau một khắc, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện trước mặt Thiên Sát, sau đó đạp mạnh vào bụng của Thiên Sát phun máu tươi và nằm bẹp dưới đất. Phanh! Mặt đất rung động mạnh, mặt đất phạm vi mấy trăm dặm đều rạn nứt. Đám hộ vệ đội bên cạnh kinh hãi, bọn họ muốn ra tay, mà đúng lúc này, một đạo khí tức khủng bố tập trung bọn họ, khí tức to lớn như núi, đừng nói động, ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Các ngươi, đứng đấy là tốt rồi. An Nam Tĩnh nói. Mấy người bị khí tức của An Nam Tĩnh bao phủ đổ mồ hôi tanh. Người này thật mạnh. Ở một góc xa xa, sắc mặt lão giả áo xám ngưng trọng, trầm giọng nói. Thiên Sát là bán thánh cao cấp, hơn nữa đã từng giao thủ với thánh giả, có thể nói, thực lực của hắn không yếu như vậy. Nhưng mà, hắn lại không có sức hoàn thủ. Ánh mắt Mỹ Phụ nhìn vào người Dương Diệp, nói. Mà người này chỉ dựa vào thân thể và tốc độ đơn thuần, thực lực chân thật của hắn còn chưa bày ra. Vẫn còn có chút lỗ mãng. Lão giả áo xám tắc lắc đầu nói. Lỗ mãng hay không cố mãng, tiếp tục xem thì biết rõ. Mỹ Phụ nói, xa xa, Thiên Sát muốn đứng lên nhưng ngực bị bàn chân đạp xuống, làm cho hắn phải nằm xuống. Dương Diệp nhìn thẳng vào Thiên Sát, nói. Còn cần ta nói một lần không? Ngươi là ai? Thiên Sát nhìn thẳng vào Dương Diệp, người trước mặt chỉ là bán thánh, nhưng đã có thực lực như thế, hắn có thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Hắn biết rõ, chính mình đụng phải tấm sắt. Dương Diệp lắc đầu, nói. Ngươi, tăng thêm 5 bằng hữu của ngươi, tổng cộng 500 viên tử tinh thạch. Có, các ngươi còn sống. Không có, ngươi chết, cho nên, có hay không có? Không có. Thiên Sát nhìn thẳng vào Dương Diệp, trong mắt thần kỳ bình tĩnh. Dương Diệp gật gật đầu, chân phải của hắn đạp thẳng vào đầu của Thiên Sát, đồng tử của Thiên Sát co lại thành đầu kim, mà đúng lúc này, một đạo khí kình đánh thẳng vào chân phải của Dương Diệp, làm cho bàn chân của Dương Diệp hơi lệch đi không đạp vào đầu của Thiên Sát. Oanh! Mặt đất bên cạnh đầu của Thiên Sát sụp xuống. Gương mặt Thiên Sát trắng bệch, trên mặt đổ mồ hôi lạnh nhưng trong mắt không có sợ hãi hay cầu khẩn. Thủ hạ của ta tính tình không tốt, nếu có điểm nào đắc tội bằng hữu, mong rằng bằng hữu rộng lòng tha thứ. Lúc này, một trung niên mặc hoa phục dẫn theo 10 thị vệ giáo vàng chậm rãi đi tới. Đi đến trước mặt Dương Diệp, người trung niên nhìn sang Thiên Sát, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, hắn cong ngón búng ra, một nạp giới bay đến trước mặt Dương Diệp, nói. Bên trong có 500 viên tử tinh thạch, mong rằng bằng hữu xin vui lòng nhận cho. Dương Diệp thu hồi chân, sau đó cầm lấy nạp giới, cười nói. Khách khí, cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Chán niên mặc hoa bào nhìn Dương Diệp, sau đó cười nói. Tại hạ đại thống lĩnh Thiên Đô Thành, Thạch Thiên, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Diệp Dương. Dương Diệp nói. Thạch Thiên gật gật đầu, nói. Xem ra các vị muốn đi tới Bạch Lộ Sơn Mạch. Dương Diệp gật gật đầu, nói. Đúng thế, như thế nào? Ba vị muốn đi quan sát Bạch Lộc Thư Viện thi đấu. Thạch Thiên nói. Bạch Lộc Thư Viện thi đấu, có thể quan sát. Dương Diệp kinh ngạc nói. Tự nhiên. Thạch Thiên cười nói. Bạch Lộc Thư Viện với tư cách thế lực cấp kim cương, bọn họ thi đấu sẽ mời các tông môn hữu hảo tới quan sát. Đương nhiên, người bình thường cũng có thể đi quan sát, nhưng cần phải giao nộp tử tinh thạch. Thì ra là thế. Dương Diệp gật gật đầu. Lần này Bạch Lộc Thư Viện thi đấu rất thú vị. Thạch Thiên đạo. Nói như thế nào? Dương Diệp hỏi. Chẳng lẽ Diệp huynh chưa nghe nói qua sao? Thạch Thiên ngạc nhiên nhìn Dương Diệp. Dương Diệp lắc đầu, nói. Chưa từng nghe nói. Thạch Thiên liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Thường ngày Bạch Lộc Thư Viện thi đấu là pháp phái cùng nho phái tranh chấp, còn có Vân Hải Thư Viện đến từ Thanh Châu, tuy Vân Hải Thư Viện dĩ vãng chỉ lướt qua sân khấu. Nhưng lúc này lại không giống, lần này thú vị hơn nhiều. Bởi vì viện trưởng Bạch Lộc Thư Viện lần này tên là Dương. Dương Diệp. Đột nhiên Hư Vô Thần nói. Đúng. Dù là Dương Diệp. Thạch Thiên liếc mắt nhìn Hư Vô Thần, sau đó tiếp tục nói. Nghe nói người này tuyên bố muốn diệt người của pháp phái, ha ha. Hiện tại, vô số người tại Trung Thổ Thần Châu chúng ta đang chờ Thanh Châu Dương Diệp đến đây. Bởi vì mọi người muốn nhìn,
Dương Diệp đến từ Thanh Châu này có bản lĩnh gì, vậy mà tuyên bố muốn tiêu diệt pháp phái. Dương Diệp giật mình, cũng may hắn không dùng tên thật, bằng không lúc này sẽ nổi danh lắm đây. Hắn không ngờ tới, người pháp phái lại tuyên dương việc hắn khiêu chiến ra ngoài. Những kẻ này có mục đích gì? Dương Diệp cau mày. Lúc này, Thạch Thiên lại nói. Đúng, dường như bởi vì Dương Diệp, lúc này đây Bạch Lộc Thư Viện thi đấu, người Nho phái sẽ không tham gia. Nói cách khác, lúc này đây, là Vân Hải Thư Viện đơn đả độc đấu cùng pháp phái. Dương Diệp gật đầu, không muốn tiếp tục lãng phí thời gian tại nơi này, lập tức nói. Giữa chúng ta chỉ là hiểu lầm, nếu hiểu lầm đã giải trừ. Sau này còn gặp lại. Nói xong, Dương Diệp định rời đi. Chờ một lát. Lúc này, Thạch Thiên bỗng nhiên gọi lại Dương Diệp, nói. Truyền tống trận này bởi vì cưỡng ép đình chỉ, bởi vậy xuất hiện một chút vấn đề, cần một ít thời gian chữa trị, cho nên, ba vị tạm thời dừng lại đây một lát. Dương Diệp nhìn về phía hư vô thần đi tới truyền tống đài, sau nửa ngày, hắn quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, sau đó gật đầu. Dương Diệp gật đầu, nói. Đã như vậy, vậy thì tạm lưu một lát, dù sao cũng không kịp. Thạch Thiên nói. Không bằng ba vị tới phủ của ta nghỉ ngơi nhé. Không cần. Dương Diệp nói. Thạch Thiên gật đầu, nói. Đã như vậy, ba vị cứ tự tiện, tại hạ trước cáo từ. Nói xong, hắn và người sau lưng rời đi. Thằng này có chút không đúng. Thạch Thiên đi rồi, hư vô thần trầm giọng nói. Ta cảm giác hắn đang kéo dài thời gian. Dương Diệp nói. Hắn tốt nhất nên để ta lặng lẽ rời đi, bằng không thì, bằng không ta sẽ làm bọn chúng cầu ta rời đi. Lại nói, nhìn thấy ngươi, đột nhiên ta phát hiện mình lúc trước ngốc cỡ nào. Hư vô thần nói. Ngươi vốn ngốc. An Nam Tĩnh nói. Hư vô thần tức giận. Nói như thế nào? Dương Diệp liếc mắt nhìn An Nam Tĩnh, hắn hơi buồn cười nói. Hư vô thần bĩu môi, sau đó nói. Trước kia ta vì tìm tinh thạch, người không biết có bao nhiêu vất vả, giết yêu thú, làm nhiệm vụ, còn phải liều mạng. Nhưng chính vì như vậy, một tháng ta chỉ kiếm được 10 viên mà thôi. Người thì tốt rồi, vừa tới chưa tới một ngày đã tìm được vài trăm viên. Ai, việc này gọi là ăn cướp có tiền đồ. Dương Diệp. Thạch thống lĩnh, vì sao ngươi? Bên cạnh Thạch Thiên, Thiên Sát khó hiểu nói. Ngu xuẩn, ngươi nhìn thực lực ba người kia xem, bọn họ là người bình thường sao? Sắc mặt Thạch Thiên âm trầm, nói. Đừng nói ngươi, cho dù là ta cũng không phải đối thủ của bọn họ. Nếu ta không xuất ra 500 viên tử tinh thạch, con mẹ nó ngươi đã sớm chết rồi. Thiên Sát, không phải ta nói ngươi, ngươi có một chút nhãn lực được không? Ba người này chỉ giết hai người không liên quan tới chúng ta, giết liền giết, ngươi đi tìm bọn họ phiền toái làm cái gì? Ngại mạng mình dài sao? Bọn họ bỏ qua hộ vệ đội chúng ta, cơn tức này, ta nuốt không trôi. Thiên Sát trầm giọng nói. Thạch thống lĩnh, ngươi thật nhìn bọn họ rời đi sao? Đây chính là 500 viên tử tinh thạch A. Cho bọn họ đi. Thạch Thiên hung dữ nói. Ta cho hắn tử tinh thạch. Chờ lát nữa ta sẽ làm hắn nhổ ra gấp đôi. Triệu tập ngự lâm vệ, còn có ba đại thống lĩnh khác. Hôm nay, phủ thành chủ chúng ta phải lập uy. Đúng, việc này không cần thông chi thành chủ, hắn đang chiêu đãi người Thiên Vũ Tông, đừng đi quấy rầy hắn. Thân phận của bọn họ. Lúc này, một người trung niên nói. Yên tâm, ba người kia không phải người Trung Thổ Thần Châu. Thạch Thiên nói. Bọn họ không biết gì về Trung Thổ Thần Châu, hiển nhiên. Bọn họ không phải người Trung Thổ Thần Châu. Mà nam tử áo đen nhận ra Dương Diệp, việc này chứng minh, bọn họ nhất định đến từ Thanh Châu. Nếu là Thanh Châu, chúng ta cần sợ hay sao? Chỗ kia, một thế lực cấp kim cương cũng không có. Thì ra Thạch thống lĩnh người bắt chuyện với hắn là vì việc này. Thiên Sát nói. Bằng không thì ngươi cho rằng thế nào? Thạch Thiên lạnh lùng nói. Học tập một chút, làm người làm việc cần động não. Thụ giáo. Thiên Sát nói. Một phút đồng hồ sau. Rầm rầm rầm. Mặt đất chỗ ba người Dương Diệp đang đứng rung động mạnh. Rất nhanh, gần 1.000 người xuất hiện trong tầm mắt đám người Dương Diệp, cầm đầu chính là Thạch Thiên, bên cạnh Thạch Thiên là ba trung niên khác. Trừ Thạch Thiên và ba trung niên là thánh giả ra, những người còn lại đều là bán thánh cao cấp. Các hạ có ý gì? Dương Diệp cười nói. Thạch Thiên cười cười, nói.
Chúng ta không nói nhảm. 1.000 viên tử tinh thạch, sau đó các ngươi tự chặt hai tay, ta sẽ cho các ngươi rời đi, biết chưa? Dương Diệp liếc mắt nhìn Thạch Thiên, sau đó gật đầu, nói. Hôm nay, không có 2.000 viên tử tinh thạch, ta không đi. Ngươi là thê tử của ta. 1. Dương Diệp kinh ngạc liếc mắt nhìn Hư Vô Thần, Hư Vô Thần nhún nhún vai, nói. Kỳ thật, ta cũng rất lợi hại, ngươi chưa cho ta cơ hội chứng minh mà thôi. Dương Diệp đầu, sau đó chỉ vào Thạch Thiên và ba gã thánh giả, nói. Giao bọn họ cho ngươi, đừng bảo ta không cho ngươi cơ hội. Hư Vô Thần giơ hai tay lên, nói. Đại ca, ta thu hồi câu nói vừa rồi. Các ngươi muốn chết. Lúc này, Thạch Thiên gầm lên giận dữ, thân thể hắn khẽ động và lao thẳng vào ba người Dương Diệp. Sau lưng ba người là gần ngàn bán thánh cao cấp. Một tia sáng màu vàng xuất hiện, một gã thánh giả bên cạnh Thạch Thiên trực tiếp bị kim quang đánh bay ra ngoài. Sau một khắc, đột nhiên An Nam Tĩnh xuất hiện trước mặt tên thánh giả, sau đó nàng đá mạnh một cước. Một cước này nhanh đến mức tận cùng. Tên thánh giả kia còn chưa kịp phản ứng đã bị đá vào ngực. Phanh! Một tiếng trầm đục vang lên, tên thánh giả kia rơi xuống, cuối cùng nện vào trong lòng đất, không biết sống chết. Sau một khắc, An Nam Tĩnh xuất hiện trước mặt một thánh giả khác, người này cũng bị đá như người trước đó. Lập tức giải quyết hai gã thánh giả, An Nam Tĩnh nhìn về phía người trung niên bên cạnh Thạch Thiên, đồng tử người trung niên áo đen co rụt lại. Đang muốn động thủ, một thanh trường thương vạch phá không gian tới trước mặt hắn. Người áo đen này hoảng hốt, hai tay vội vàng xuất chiêu tạo thành hàng rào không gian rậm rạp. Oanh! Trường thương đánh xuyên qua hàng rào không gian, cũng đâm thẳng vào ngực hắn. Người trung niên áo đen trợn mắt lên, trong mắt tràn đầy thần thái không thể tưởng tượng nổi. Thoáng qua, ánh mắt hắn không còn màu sắc, vô số linh khí chui ra khỏi cơ thể hắn. Thánh giả vẫn... không đến 20 giây. Hai gã thánh giả thảm bại, một gã thánh giả bị tru sát. Tất cả mọi người đều nhìn sang An Nam Tĩnh, Thạch Thiên cũng như thế, giờ phút này, thân thể của hắn đang run rẩy. An Nam Tĩnh nâng tay phải lên, liệt thiên bay trở về trong tay nàng, đón lấy, nàng quay người đi đến bên cạnh Dương Diệp, sau đó trầm mặc. Dương Diệp liếc mắt nhìn An Nam Tĩnh, trong mắt cũng mang theo một tia khiếp sợ, hắn biết rõ thực lực An Nam Tĩnh rất mạnh. Nhưng không nghĩ tới An Nam Tĩnh mạnh đến mức độ này. Cho dù hắn ra tay cũng không hơn nàng, nhưng khá tốt, An Nam Tĩnh là người một nhà. Rất tốt là lần này đi Bạch Lộc Thư Viện có nàng bên cạnh. Hư Vô Thần liếc mắt nhìn An Nam Tĩnh, khóe miệng co giật, vô ý thức tránh sang bên cạnh. Tuy hắn biết rõ thực lực An Nam Tĩnh rất mạnh, nhưng hắn không ngờ nàng mạnh tới mức này. Về sau nên ít chọc nàng mới tốt. Hư Vô Thần hạ quyết tâm, nhưng hắn không có quên. An Nam Tĩnh lúc trước đòi đơn đấu với hắn. Hiện tại hắn rất may mắn lúc trước không có đáp ứng, bằng không hắn chết như thế nào cũng không biết. Xa xa, ba người của Vân Minh Thương Hội giật mình, đều nhìn thẳng lên người An Nam Tĩnh. Đại tỷ, chỉ sợ thực lực của nàng có thể leo lên võ bảng. Sau lưng Mỹ Phụ, lão giả áo xám trầm giọng nói. Võ bảng. Nghe lão giả nói thế, đồng tử của Dư Khánh co rụt lại, võ bảng. Đây chính là bảng có hàm lượng cao nhất tại Trung Thổ Thần Châu. Người có thể lên bảng đều là tuyệt thế thiên kiêu. Mỹ Phụ gật đầu, nói. Nàng có thực lực cường hãn, về phần có lên võ bảng hay không còn chưa biết. Ít nhất, với thực lực nàng bày ra còn chưa đủ lên bảng. Đương nhiên, ta hiếu kỳ nam nhân gọi là Diệp Dương kia. Bởi vì trong ba người, bọn họ đều lấy hắn làm chủ. Tốc độ cùng lực lượng của hắn không tệ, hiển nhiên đã tu luyện qua thân thể. Cũng không biết thực lực thân thể của hắn là gì. Lão giả áo xám nói. Chúng ta lập tức có thể nhìn thấy. Mỹ Phụ nói. Biết rõ vì cái gì không giết ngươi không? Dương Diệp nhìn về phía Thạch Thiên, cười nói. Thạch Thiên và người sau lưng hắn sợ hãi, thế cục nghịch chuyển ngay lập tức, giờ phút này bọn họ biết rõ, nhân số nhiều cũng vô dụng. Thạch Thiên hít sâu một hơi, nói. Các hạ, ta nhận thua. Ống tay áo của hắn hơi nhúc nhích, hắn đã bóp nát một quả phù lục. Dương Diệp nói. Ta không ưa thích nói nhảm, 2.000 viên tử tinh thạch, có không? Thạch Thiên lắc đầu, nói. Không có. Dương Diệp gật đầu, sau một khắc, An Nam Tĩnh bên cạnh hắn cầm liệt thiên đâm tới, liệt thiên hóa thành tia sáng bay tới trước mặt Thạch Thiên. Thạch Thiên khiếp sợ, hắn không có chờ chết, hắn cầm đại đao lên ngăn cản. Keng.
Một tiếng nổ lớn vang lên, đao tỏng tay Thạch Thiên vỡ nát, lực lượng cường đại đánh hắn bay xa mấy trăm trượng. Mà hắn vừa té trên mặt đất, một tia sáng đã lao tới, Thạch Thiên hoảng hốt, đúng lúc này, một bàn tay khổng lồ xé rách không gian xuất hiện tại nơi này, bàn tay nắm lại thành quyền và đánh vào Liệt Thiên của An Nam Tĩnh. Phanh! Liệt Thiên của An Nam Tĩnh hơi lệch lạc, cũng xẹt qua bên cạnh đầu Thạch Thiên. An Nam Tĩnh vẫy tay một cái, Liệt Thiên bay trở về trong tay nàng, nàng muốn ra tay nhưng bị Dương Diệp ngăn lại. Lúc này, một lão giả mặc hoa bào xuất hiện trước mặt Thạch Thiên. Thánh giả trung cấp. Lão giả không có để ý tới Thạch Thiên, ánh mắt của hắn nhìn lên người An Nam Tĩnh, một lát sau, hắn lại nhìn về phía Dương Diệp, nói. Tại hạ phó thành chủ Thiên Đô Thành Mạc Vân, ba vị, chuyện hôm nay, như vậy thôi, được chứ? Dương Diệp chỉa chỉa Thạch Thiên, nói. Vừa rồi hắn cũng nói như vậy, nhưng kết quả ngươi cũng nhìn thấy. Ta chỉ nhìn thấy chúng ta bị đánh tổn thương. Mạc Vân nhìn thẳng Dương Diệp, nói. Hoặc là hiện tại rời đi, hoặc là nằm ra Thiên Đô Thành, ngươi chọn. Oanh! Một đôi màu đen cánh xuất hiện sau lưng Dương Diệp, sau một khắc, thân hình Dương Diệp khẽ động và lao thẳng tới trước mặt Mạc Vân, sau đó hắn xuất ra một quyền đánh thẳng vào Mạc Vân. Quyền ra, mọi người sau lưng Mạc Vân trực tiếp bị áp lực đánh bay. Mạc Vân cảm giác không gian chung quanh vặn vẹo, không gian vặn vẹo làm nắm đấm của Dương Diệp vặn vẹo, nhưng sau một khắc, nắm đấm của Dương Diệp xoay tròn đánh xuyên qua không gian. Nắm đấm không bị trở ngại đã xuất hiện trước mặt Mạc Vân, khóe mắt Mạc Vân hơi co giật, trong mắt hắn sinh ra thần sắc ngưng trọng, hắn không dám khinh thường, vận chuyển huyền khí trong cơ thể rót vào trong cánh tay, sau đó hắn xuất ra một quyền ngăn cản quyền của Dương Diệp. Phanh! Một tiếng nổ vang, không gian giữa hai người nổ tung, Mạc Vân bị lực lượng cường đại đánh lui, hắn lui về phía sau 10 trượng, mà Dương Diệp lại không chỉ không có lui, ngược lại hắn còn xông lên đánh ra một quyền lần nữa. Bành! Mạc Vân bị đánh bay lần nữa. Cứ như vậy, không đến mấy giây, Mạc Vân bị đánh không có lực hoàn thủ. Một bên, đám người Thạch Thiên kinh hãi đến cực điểm, Mạc Vân chính là phó thành chủ Thiên Đô Thành. Thực lực bản thân hắn là thánh giả trung cấp, nhưng hắn lại không có lực hoi ăn thủ. Rốt cuộc Diệp Dương này là thần thánh phương nào? Việc này không chỉ có đám người Thạch Thiên nghi vấn, ngay cả ba người Vân Minh Thương Hội cũng ngưng trọng. Diệp Dương hẳn là thể tu. Sau lưng Mỹ Phụ, lão giả áo xám trầm giọng nói. Thân thể của người này đạt tới thần dũng cảnh, không nghĩ tới Thanh Châu lại có thể xuất hiện thiên tài bực này. Ánh mắt Mỹ Phụ nhìn lên người Dương Diệp. Im lặng nửa ngày, nàng xuất ra một quả phù lục và bóp nát. Đại tỷ ngươi, lão giả áo xám có chút khó hiểu. Điều tra lần nữa, Mỹ Phụ trầm giọng nói. Oanh, xa xa, Dương Diệp một quyền đánh vào bụng của Mạc Vân, đối phương bị đánh rơi thẳng vào lòng đất. Vào lúc Dương Diệp đang chuẩn bị xông lên, lúc này, một giọng nói vang lên. Dừng tay, tiếng nói vừa dứt. Một gã lão giả cùng 10 nữ tử mặc váy dày màu xanh xuất hiện. Lão giả nhìn thẳng vào Dương Diệp, sau đó hắn nói với nữ tử áo trắng bên cạnh. Lâm Nguyệt Âm trưởng lão, để ngươi chê cười, chờ ta xử lý xong việc này, ta tự mình tiễn đưa các ngươi tiến về Bạch Lộ Sơn Mạch. Nữ tử tên là Lâm Nguyệt Âm liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Không cần làm phiền Trầm thành chủ, chúng ta hiện tại rời đi. Mà đúng lúc này, đột nhiên Dương Diệp xuất hiện trước mặt đám người Nguyệt Âm. Lâm Nguyệt Âm cau mày lại, trong mắt lộ ra một tia chán ghét, nói. Cút! Nhưng mà Dương Diệp không quan tâm tới nàng, ánh mắt của hắn nhìn vào nữ tử bên cạnh Lâm Nguyệt Âm, tay hắn đang run rẩy, đó là quá hưng phấn cùng kích động. Vũ Tịch, là ngươi. Nữ tử trước mặt hắn không phải là ai khác, đó là Hiểu Vũ Tịch. Dương Diệp không nghĩ tới lại gặp được Hiểu Vũ Tịch tại nơi này. Giờ phút này tâm tình của hắn khó có thể miêu tả. Ngươi nhận ra ta? Hiểu Vũ Tịch cau mày. Dương Diệp sững sờ, nói. Ngươi là thê tử của ta sao không nhận ra ngươi? Dương Diệp vừa dứt lời, Hiểu Vũ Tịch ở trước mặt hắn đột nhiên rút đao chém, một đạo đao khí chém lên người Dương Diệp. Phanh! Dương Diệp bị đẩy lui mấy trượng, trên ngực hắn có vết máu dài vài chục tấc. Nhìn vết máu trên ngực mình, Dương Diệp ngây người. Cường giả võ bảng, 1. An Nam Tĩnh nhắm mắt lại, Liệt Thiên nằm trong tay nhưng nàng không động thủ. Thế tử, ánh mắt Lâm Nguyệt Âm nhìn lên người Dương Diệp, nói. Ai cho ngươi gan chó,
còn dám đùa giỡn người Thiên Vũ Tông chúng ta. Dương Diệp không có để tới Lâm Nguyệt Âm, hắn nhìn về phía Hiểu Vũ Tịch, nói. Vũ Tịch, người thật sự không biết ta, người thực là thê tử của ta, ngươi. Trong mắt Hiểu Vũ Tịch sinh ra một tia chán ghét, rút đao lại chém. Một đạo đao khí bắn ra, lúc tới trước mặt Dương Diệp liền bị trường thương đánh sơ xác. An Nam Tĩnh nắm Liệt Thiên xuất hiện bên cạnh Dương Diệp, nói. Nàng thật không nhớ rõ ngươi. Sắc mặt Dương Diệp trầm xuống, ánh mắt nhìn lên người Lâm Nguyệt Âm, nói. Các hạ, ta và nàng thật. Ta đã thấy rất nhiều kẻ đến gần nàng, nhưng kẻ như ngươi lại là lần đầu tiên. Lâm Nguyệt Âm cắt lời của Dương Diệp, nói. Giết ngươi, ta sợ bẩn tay. Vũ Tịch, chúng ta đi. Sau đó hắn mang theo Hiểu Vũ Tịch và những người khác rời cởi đi, bọn họ bước lên truyền tống đài đã chữa trị xong, rất nhanh, một tia sáng màu lam bao phủ đám người. Dương Diệp đang muốn đuổi theo, lúc này, Trầm Thành Chủ đã ngăn cản trước mặt Dương Diệp, nói. Ta không biết ngươi là ai, nhưng không thể thả ngươi đi được, lá gan của ngươi rất lớn, dám đùa giỡn đệ tử Thiên Vũ Tông. Ngươi, cút! Dương Diệp gầm lên giận dữ, hắn xuất quyền đánh Trầm Thành Chủ. Trầm Thành Chủ hừ lạnh một tiếng, tay phải hóa trưởng vỗ mạnh ngăn cản một quyền của Dương Diệp. Nhưng lúc này, Dương Diệp đã xuất hiện trên truyền tống trận. Nhưng truyền tống trận đã không còn động tĩnh. Ngươi cứ đi như vậy, chẳng lẽ những thủ hạ của ta sẽ chết vô ích? Trầm Thành Chủ nói. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía Trầm Thành Chủ, nói. Không cho ta đi đúng không, tốt, ta sẽ không đi. Nói xong, cổ tay Dương Diệp khẽ động, Man Thần Kiếm xuất hiện trong tay hắn. Khi Dương Diệp biến mất tại chỗ, sắc mặt Trầm Thành Chủ thay đổi, bởi vì tốc độ của Dương Diệp quá nhanh, nhanh đến mức hắn không cảm nhận được quỹ tích. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên. Mọi người nhìn thấy Trầm Thành Chủ liên tục lui nhanh gần ngàn trượng, trong tay hắn xuất hiện một mặt khiên tròn, mà lúc này, cái kiên đã lõm xuống rất sâu. Trầm Thành Chủ vừa dừng lại, một thanh trường thương phá không đánh tới, cũng đâm vào vị trí lõm của kiên tròn, một tiếng nổ vang sinh ra, cái kiên hóa thành mảnh vụn đầy trời, hắn bị dự uy đánh lui lần nữa, mà lúc này, Dương Diệp lại xuất hiện quỷ dị sau lưng hắn, Man Thần Kiếm cũng đâm vào gáy của hắn. Khí tức kinh khủng bao phủ lấy Trầm Thành Chủ, làm cho hắn căn bản không cách nào trốn tránh. Trầm Thành Chủ kinh hãi, hiển nhiên, hắn không nghĩ tới thực lực Dương Diệp khủng bố như thế, hơn nữa còn áp chế hắn hoàn toàn. Không kịp nghĩ kỹ, trong người hắn bộc phát lực lượng kinh khủng, hắn xuất trưởng đánh vào Man Thần Kiếm của Dương Diệp, trưởng ra, một tia sáng trắng bao phủ Dương Diệp vào trong. Bành! Tiếng nổ sinh ra, tia sáng trắng biến mất, trong ánh mắt của mọi người. Trầm Thành Chủ bị ném bay ra ngoài, vào lúc hắn bị ném bay đi, một thanh trường thương vượt qua không gian đâm vào vai Trầm Thành Chủ, cũng đóng đinh hắn lên một kiến trúc. Bên cạnh, đám người Thạch Thiên ngây ra như phỗng. Mà bên kia, ba người Vân Minh Thương Hội cũng ngây người. Trầm Thành Chủ chính là Thánh Giả A, nhưng hắn bị hai người liên thủ đánh bại. Thực lực hai người nà, bọn họ liên thủ, chỉ sợ Lão Phu cũng không phải đối thủ. Sau lưng Mỹ Phụ. Lão giả áo xám khóe cười khổ. Bọn họ không phải người bình thường. Bên cạnh lão giả áo xám, Dư Khánh trầm giọng nói. Mỹ Phụ không nói gì, ánh mắt không ngừng dò xét Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh. Xa xa, thân hình Dương Diệp khẽ động, hắn đi tới trước mặt Trầm Thành Chủ, nói. 2000 viên tử tinh thạch, có không? Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Trầm Thành Chủ nhìn thẳng vào Dương Diệp, nói. Ngươi căn bản không phải người Thanh Châu không có khả năng có người cường đại như ngươi. Dương Diệp xuất quyền đánh vào bụng Trầm Thành Chủ, đối phương phun ra một ngụm máu, Dương Diệp trở tay một chảo, hắn bắt lấy quần áo Trầm Thành Chủ quần, sau đó đập đối phương xuống đất. Bành! Mặt đất vỡ ra. Trầm Thành Chủ vừa muốn nói gì đó, Dương Diệp lại xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó Man Thần Kiếm đặt vào mi tâm của hắn, nói. Ta hỏi một lần cuối cùng. 2000 viên tử tinh thạch, có không? Trầm Thành Chủ nhìn Dương Diệp, nói. Có, nhưng ngươi dám cầm sao? Lấy ra. Dương Diệp nói. Trầm Thành Chủ nhìn Dương Diệp thật sâu, sau đó nhìn sang Thạch Thiên, đối phương do dự, nhưng sau đó xoay người rời đi. Chỉ chốc lát, Thạch Thiên xuất hiện lần nữa, hắn ném một nạp giới tới trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp nhìn nạp giới, bên trong vừa vặn có 2000 viên tử tinh thạch. Mà lúc này,
một giọng nói vang lên. Cường giả võ bảng, 2. Nếu như ta là ngươi, ta sẽ không thu nạp giới này. Dương Diệp quay đầu nhìn lại, đó là ba người của Vân Minh Thương Hội. Mỹ Phụ nhìn Dương Diệp, nói. Thiên Đô Thành, thế lực rắc rối phức tạp, tuy Trầm Thành Chủ là một thành chủ, nhưng hắn chỉ là con rối của thế lực khác. Thu nhập trong thành không phải của hắn, mà là của thế lực này. Hắn chết, thế lực này sẽ chọn người khác làm thành chủ. Bởi vì bọn họ không cần phải đi đắc tội ba người cường đại không rõ lai lịch, nhưng nếu như người thu nạp giới này, bọn họ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Vậy ngươi, ta nên làm cái gì bây giờ? Dương Diệp hỏi lại Mỹ Phụ. Mỹ Phụ nao nao, nàng không nghĩ tới vấn đề này, hiện tại Dương Diệp hỏi, nàng sững sờ. Bởi vì, cũng không thể nhìn Tử Tinh Thạch bay đi. Dương Diệp thu nạp giới, nói. Thế lực sau lưng thành chủ là thế lực nào? Ta dứt khoát một lần duy nhất giải quyết nó. Ngươi giải quyết không được. Mỹ Phụ lắc đầu, nói. Đây không phải việc giết là có thể giải quyết, những thế lực này rắc rối phức tạp, sau lưng bọn họ còn có thế lực, mà sau lưng đó còn có thế lực khác. Đến cuối cùng, người sẽ phát hiện, trong đó có bóng dáng của thế lực cấp kim cương. Thứ cho ta nói thẳng, thực lực của ngươi bây giờ, muốn đối kháng thế lực cấp kim cương là không thực tế. Đúng là phiền toái. Dương Diệp đầu, nói. Ta hiện tại cũng không có thời gian lãng phí với bọn họ. Hắn nhìn về phía Trầm Thành Chủ, nói. Còn có Tử Tinh Thạch không? Không có. Giọng nói của Trầm Thành Chủ cứng giờ, man thần kiếm trong tay Dương Diệp đã đâm tới, yết hầu của Trầm Thành Chủ bị đâm thủng. Trầm Thành Chủ mở to mắt, hắn tới chết vẫn không dám tin mình bị giết. Ở bên kia, đám người Thạch Thiên cùng Mạc Vân kinh hãi, sau đó cả đám chạy đi xa xa. Lúc này, An Nam Tĩnh đã biến mất tại chỗ. Không đến 5 giây. An Nam Tĩnh trở lại và mang theo ba đầu người, chính là Mạc Vân cùng Thạch Thiên và Thiên Sát. Ngươi đã thu Tử Tinh Thạch. Mỹ Phụ trầm giọng nói. Đã thu, cần gì làm việc này tuyệt đường lui như thế? Ta cũng không nói thu Tử Tinh Thạch sẽ bỏ qua cho bọn họ. Dương Diệp cười nói. Còn nữa, thế giới này chính là như vậy, mỗi người đều phải trả giá thật nhiều vì hành vi của mình. Ngươi thì sao? Ngươi đang gây phiền toái cho mình. Mỹ Phụ nói, không giết bọn họ cũng không gây phiền toái cho ta sao? Dương Diệp nói, Mỹ Phụ nhìn Dương Diệp nửa ngày, nhưng sau đó nàng xoay người nhìn sang Dư Khánh bên cạnh, đối phương gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Cáo từ, Dương Diệp nói xong, hắn quay người rời đi, hắn không ưa thích liên hệ với thương nhân, những người này đều thích chơi tâm tư, mà hắn không thích chơi tâm tư. Những nữ nhân vừa rồi tới từ Thiên Vũ Tông. Mà Thiên Vũ Tông và thế lực cấp kim cương. Người dẫn đầu lúc trước là Lâm Thiên Âm, là một gã trưởng lão của Thiên Vũ Tông, cảnh giới cả thánh giả trung cấp, nhưng thực lực đã vượt qua Tuầm Thành Chủ. Nữ tử bên cạnh nàng, nếu như ta không có đoán sai, có lẽ chính là đệ tử nội môn nổi danh nhất Thiên Vũ Tông hiện tại, Hiểu Vũ Tịch. Mỹ Phụ nói tới đây liền im lặng. Dương Diệp dừng bước lại, sau đó hắn nhìn sang Mỹ Phụ, nói. Ta muốn biết tin tức về nàng. Nếu ngươi có thể nói, ta sẽ cảm kích. Trả lời vấn đề của ta. Mỹ Phụ nói. Nói đi. Dương Diệp nói. Ngươi có phải là Dương Diệp hay không? Mỹ Phụ nhìn thẳng Dương Diệp. Sắc mặt ba người Dương Diệp biến hóa, hiển nhiên, ba người không nghĩ tới Mỹ Phụ lại hỏi vấn đề này. Sau nửa ngày, Dương Diệp nói. Đúng. Quả nhiên là ngươi. Mỹ Phụ nói. Đến từ Thanh Châu, thực lực lại mạnh như thế. Đương nhiên, chủ yếu là vì tên của ngươi, Diệp Dương, đọc ngược lại là Dương Diệp. Lúc này, ánh mắt Mỹ Phụ lại nhìn lên người Dương Diệp, dò xét một lát, nói. Không hổ là người dám tuyên bố muốn diệt pháp phái, đúng là bất phàm. Đây là vấn đề của ngươi. Dương Diệp nói. Cụ thể ta không phải rất rõ ràng, vào mấy năm trước, nàng đột nhiên xuất hiện tại Thiên Vũ Tông. Sở dĩ ta biết nàng. Là vì nàng cự tuyệt Mạc Vân Thiên xếp hạng 35 võ bảng cầu ái. Mạc Vân Thiên là cường giả võ bảng, không biết có bao nhiêu nữ tử ngưỡng mộ trong lòng, mà nàng lại cự tuyệt, bởi vậy, bởi vì Mạc Vân Thiên nên mọi người đều biết nàng. Đúng rồi, Mạc Vân Thiên chính là đệ tử pháp phái của Bạch Lộc Thư Viện. Mỹ Phụ chậm rãi nói. Tuy Thiên Vũ Tông là thế lực cấp kim cương, nhưng không có người nào lên võ bảng, bởi vậy, lần này Thiên Vũ Tông phái nàng tới.
chỉ sợ cũng có ý tác hợp. Bởi vì chỉ cần là thiên tài trên võ bảng, tương lai nhất định đều trở thành bá chủ một phương, loại người này, bất luận thế lực nào cũng muốn kết giao và lôi kéo. Nàng là thê tử của ta. Dương Diệp trầm giọng nói. Mỹ phụ liếc mắt nhìn Dương Diệp, trong mắt rõ ràng không tin. Lúc này, hư vô thần cũng đi đến trước mặt Dương Diệp, lắc đầu, nói. Thật, kỹ thuật tán gái của ngươi rất nát. Dương Diệp. Giới hạn kiếm ý, một. Bất kể là Mỹ phụ hay là hư vô thần, bọn họ tự nhiên không tin Dương Diệp nói. Đặc biệt là hư vô thần, hắn biết rõ, Dương Diệp đến từ Thanh Châu, hơn nữa chưa bao giờ tới Trung Thổ Thần Châu, mà Hiểu Vũ Tịch lại là người Trung Thổ Thần Châu. Cho nên, hắn cảm thấy Dương Diệp vừa ý người ta. Dương Diệp lắc đầu, không có giải thích, nói. Chúng ta đi thôi. Ngươi hiện tại muốn đi tới Bạch Lộ Giới. Lúc này, Mỹ Phụ kia nói, theo ta được biết, còn 10 ngày nữa mới tới thời điểm tổ chức Bạch Lộc Thư Viện thi đấu nha. Ta muốn đi hỏi rõ. Dương Diệp trầm giọng nói, Hiểu Vũ Tịch không biết hắn, việc này quá khó hiểu, hắn cần phải làm rõ. Vậy ngươi càng không có thể đi. Mỹ Phụ nói, lúc này bọn họ đã ở Bạch Lộc Thư Viện, mà với tư cách được mời tới, bọn họ khẳng định đã tiến vào bên trong Bạch Lộc Thư Viện, ngươi cảm thấy ngươi có thể vụng trộm lẻn vào Bạch Lộc Thư Viện. Dù cho ngươi có thể tiến vào Bạch Lộc Thư Viện, nhưng nàng hiện tại không nhận ra ngươi, không phải sao? Ngươi tin tưởng nàng là thê tử của ta. Dương Diệp nhìn về phía Mỹ Phụ. Mỹ Phụ khẽ lắc đầu, nói. Ta không tin, nhưng ngươi hoàn toàn không cần phải gạt ta. Dương Diệp trợn mắt, lời này chẳng khác gì chưa nói. Mỹ Phụ lại nói. Vân Minh Thương Hội ta có chút ưu thế về tình báo, nếu như ngươi không vội thì có thể ở lại nội thành, ta tìm hiểu thay ngươi, thế nào? Vì cái gì giúp ta? Dương Diệp không có trả lời Mỹ Phụ. Mà là hỏi ngược lại. Mỹ Phụ cười nói. Bởi vì ngươi là Dương Diệp. Dương Diệp lắc đầu, nói. Ta không rõ. Bởi vì hai chữ này có giá trị rất lớn. Mỹ Phụ nói. Ta cảm thấy chúng ta có rất nhiều nơi để hợp tác, đối với chúng ta mà nói, điều này mới có lợi. Không chỉ có như thế, bây giờ ta có thể cung cấp trợ giúp cho ngươi. Ta muốn trả giá cái gì? Dương Diệp hỏi. Hắn theo không tin thiên hạ có cơm trưa miễn phí. Tạm thời không cần cái gì. Mỹ Phụ nói. Dương Diệp nhìn Mỹ Phụ, sau đó nói. Có thể cha giúp ta một người hay không, có lẽ nàng đã ở Trung Thổ Thần Châu. Có thể. Mỹ Phụ gật gật đầu. Chúng ta cứ đi tới phân hội Vân Minh Thương Hội nghỉ ngơi một chút đi. Ngươi yên tâm, chuyện trong nội thành, ta sẽ xử lý giúp ngươi, sẽ không có phiền toái gì. Dương Diệp do dự. Sau đó gật đầu, tuy hắn rất muốn biết Hiểu Vũ Tịch bị cái gì, nhưng hắn hiểu được, việc này gấp không đến, chuyện khác thật không sao cả, chủ yếu nhất là Hiểu Vũ Tịch có định ý với hắn, đây là chuyện phiền toái nhất. Hơn nữa, chưa Hiểu Vũ Tịch, hắn còn phải tìm được Đinh Thược Dược. Mà diện tích của Trung Thổ Thần Châu còn lớn hơn Thanh Châu vô số lần, hắn muốn tìm một người còn khó hơn lên trời. Hắn phải mượn nhờ lực lượng người khác. Vân Minh Thương Hội, trong một gian phòng. Trong phòng chỉ có Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh. Ngươi đang lo lắng cho nàng. An Nam Tĩnh hỏi. Dương Diệp gật đầu, nói. Ánh mắt nàng nhìn ta lạ lắm, phi thường lạ lắm, là thật sự không biết ta, không phải giả ra. Có lẽ trên người nàng xảy ra chuyện gì đó. An Nam Tĩnh trầm giọng nói. Dương Diệp hít sâu một hơi, đi đến trước mặt An Nam Tĩnh, hắn vươn tay cầm tay An Nam Tĩnh, nói khẽ. Biết không? Có khi ta thật sự cảm thấy mình thất bại, bởi vì, ta đời này không thể bảo hộ người nên bảo hộ, hơn nữa, thường xuyên làm người ta để ý bị thương. Tại lúc ta nhìn thấy dáng dấp của ngươi tại Vân Tiêu Thánh Điện, khi đó ta rất hận chính mình. An Nam Tĩnh cúi đầu, nói. Chúng ta quá yếu. Dương Diệp gật đầu, nói. Đúng là quá yếu. Với thực lực của hắn bây giờ, đối phó thánh giả là dư xài, nhưng nếu như đụng phải một ít cường giả chính thức. Ví dụ như tộc trưởng Long tộc, ví dụ như Cùng Kỳ, ví dụ như đế nữ, đụng phải cường giả cấp bậc này, hắn không có lực chống cự. Mà bất kể là Táng Thiên hay là Kiếm Linh, nói cho cùng đều là ngoại vật, không tính là thực lực chân chính của hắn. Về phần Cùng Kỳ, càng không cần nói, thằng này chính là dùng để đồng quy vô tận. Trừ bỏ những thứ này, hắn cơ bản không có gì. Ngươi lúc trước đánh bại Lâu Thiên Tiêu, khi đó ngươi dựa vào cái gì?
An Nam tĩnh hỏi. Giới hạn pháp tắc. Dương Diệp trầm giọng nói. Giới hạn pháp tắc. An Nam tĩnh khó hiểu. Dương Diệp gật đầu, sau đó giải thích một phen. An Nam tĩnh nói. Pháp tắc của ngươi còn mạnh hơn bản năng pháp tắc của Lâu Thiên Tiêu rất nhiều. Dương Diệp nói. Giới hạn kiếm ý. 2. Bất kể là Mỹ Phụ hay là Hư Vô Thần, bọn họ tự nhiên không tin Dương Diệp nói. Đặc biệt là Hư Vô Thần, hắn biết rõ, Dương Diệp đến từ Thanh Châu, hơn nữa chưa bao giờ tới Trung Thổ Thần Châu, mà Hiểu Vũ Tịch lại là người Trung Thổ Thần Châu. Cho nên, hắn cảm thấy Dương Diệp vừa ý người ta. Dương Diệp lắc đầu, không có giải thích, nói. Chúng ta đi thôi. Ngươi hiện tại muốn đi tới Bạch Lộ Giới. Lúc này, Mỹ Phụ kia nói. Theo ta được biết, còn 10 ngày nữa mới tới thời điểm tổ chức Bạch Lộc Thư Viện thi đấu nha. Ta muốn đi hỏi rõ. Dương Diệp trầm giọng nói. Hiểu Vũ Tịch không biết hắn, việc này quá khó hiểu, hắn cần phải làm rõ. Ngươi! Dương Diệp khiếp sợ nhìn An Nam Tĩnh, hắn không nghĩ tới ý cảnh của An Nam Tĩnh lại khủng bố đến thế, ngay cả kiếm ý hư vô cảnh của hắn cũng bị ép trở về dễ làng. Quả thật có thể so sánh với sát ý hư vô cảnh khi hắn thả táng thiên gia. An Nam Tĩnh nói, ý cảnh của ta dung hợp chiến ý, thương ý, quyền ý 6 loại ý si cảnh, 6 loại ý cảnh dung hợp, ý cảnh của ta vượt qua các ý cảnh khác quá nhiều. Mà bây giờ, ta dùng quyền, 6 ý cảnh dung hợp thành quyền ý, ta dùng thương, sẽ là 6 ý cảnh tạo thành thương ý. Ngươi hiểu ý ta chứ? Ngươi nói là, giới hạn pháp tắc của ta có thể dùng trên người. Dương Diệp hỏi, An Nam Tĩnh gật đầu. Đúng vậy. Dương Diệp hưng phấn, nếu lực lượng có thể giới hạn, sau đó bộc phát, vì sao kiếm ý không thể giới hạn chứ? Dương Diệp phát hiện, chính mình như mở ra phương diện mới của kiếm đạo. Hít sâu một hơi, Dương Diệp nói. Ta muốn bế quan. An Nam Tĩnh gật đầu, nói. Có thể nếm thử một chút, nếu như thật sự không được, ngàn vạn chớ miễn cưỡng. 10 ngày sau, chúng ta sẽ đi Bạch Lộc Thư Viện. Dương Diệp gật đầu, nói. Yên tâm, ta tự có chừng mực. Đúng rồi, ngươi cũng có thể học tập giới hạn pháp tắc, kể từ đó, thực lực của ngươi nhất định tăng lớn. An Nam Tĩnh lắc đầu, nói. Thân thể của ta không đủ mạnh, căn bản không chịu nổi lực lượng bản thân ta, nếu như áp xúc như vậy lực lượng chính mình, ta sẽ chết trước. Dương Diệp ngẫm lại, nói. Cũng đúng. Hắn nhớ rõ tình cảnh lần thứ nhất học giới hạn, khi đó, hắn áp xúc tất cả lực lượng vào nắm tay. Một khắc đó, hắn cảm giác mình sắp nổ tung. Hơn nữa, cuối cùng sau khi phóng thích lực lượng ra ngoài, hắn thiếu chút nữa trực tiếp thoát lực mà chết. Thân thể của hắn khi đó đã vượt qua thánh giả, nhưng vẫn xuất hiện tình cảnh này, nếu như An Nam Tĩnh đến thi triển, thân thể của nàng sẽ không chịu nổi. Giới hạn pháp tắc, không chỉ yêu cầu khống chế lực lượng tới đỉnh phong, còn cần thân thể có thể thừa nhận được lực lượng sau khi áp xúc. Dương Diệp cảm thấy có chút đáng tiếc. Bởi vì nếu như An Nam Tĩnh nắm giữ giới hạn pháp tắc, khi đó mới khủng bố. Dường như biết rõ suy nghĩ của Dương Diệp, An Nam Tĩnh nói khẽ. Ta tự có truyền thừa của mình, những truyền thừa kia, sau khi chính thức dung hội quán thông cũng không yếu hơn giới hạn pháp tắc. Ngươi phải biết rằng, nếu như lúc trước không có Lâu Thiên Vân, Lâu Thiên Tiêu đã chết trong tay ta. Dương Diệp gật đầu, nói. Trong khoảng thời gian này ta bế quan, chờ ta đi ra. An Nam Tĩnh gật đầu. Được Dương Diệp yêu cầu, Mỹ Phụ của Vân Minh Thương Hội kia an bài cho Dương Diệp một gian phòng tu luyện. Trong phòng tu luyện, Dương Diệp đứng nguyên tại chỗ, kiếm ý hư vô cảnh trong cơ thể hắn tuôn ra bên ngoài cơ thể, kiếm ý tuôn ra bên ngoài cơ thể, hắn cảm thụ kiếm ý kia, cuối cùng thử áp xúc nó. Đương nhiên, hắn không nhìn kiếm ý, hắn chỉ có thể cảm nhận được. Sau khi cảm thụ điều khiển, kiếm ý của hắn đang áp xúc lại. Oanh! Trong tràng, đột nhiên sinh ra tiếng nổ vang, Dương Diệp bay ra ngoài, cùng lúc đó, cả phòng tu luyện cũng hóa thành bột mịn. Hai canh giờ qua đi, Dương Diệp mới bò ra khỏi mặt đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đầu óc hắn choáng váng. Hắn tự nhiên đã thất bại, vào lúc áp xúc kiếm ý tới mức nhất định, hắn không có khống chế tốt, sau đó kiếm ý bùng nổ. Sau đó hắn bay đi, sau đó hắn bị kiếm ý cắn trả, hắn cũng tổn thương linh hồn và tinh thần lực. Tư vị này không dễ chịu. Sau khi nghỉ ngơi nửa canh giờ, Dương Diệp lại bắt đầu tu luyện. Lúc này đây, hắn không dám lỗ mãng như trước kia. Hắn thi triển kiếm vực,
sau đó bắt đầu phóng xuất kiếm ý. Sau khi áp xúc kiếm ý trong kiếm vực một lúc, đôi mắt Dương Diệp tỏa sáng. Bởi vì hắn phát hiện, trong kiếm vực, giác quan của hắn mạnh hơn bên ngoài gấp 10 lần. Nói đơn giản một chút chính là, trong kiếm vực, cho dù kiếm ý xuất hiện biến hóa vi diệu thì hắn cũng cảm nhận được. Gấp 10 lần. Đó là khái niệm gì? Ý nghĩa hắn tu luyện kiếm kỹ hoặc cái khác trong kiếm vực sẽ đơn giản hơn ở bên ngoài gấp 10 lần. Kiếm vực. Hắn luôn cảm thấy nó gần gà, thì ra nó khủng bố như vậy. Đương nhiên, trước kia không khủng bố như thế, hiện tại sở dĩ khủng bố như vậy là do cảnh giới của hắn tăng lên. Trong lòng Dương Diệp âm thầm chửi mình ngu xuẩn. Bởi vì cho tới nay, hắn vẫn nghĩ dùng kiếm vực công kích như thế nào, nhưng lại không ngờ tới tác dụng khác của kiếm vực. Ngược lại cứ dùng kiếm vực phục chế pháp tắc, nhưng thế gian nào có nhiều pháp tắc cho hắn phục chế như vậy. Bất kể như thế nào, phát hiện này làm cho Dương Diệp mừng rỡ như điên. Bởi vì hắn phát hiện kiếm vực cũng không gân gà. Không chỉ không gân gà, nó còn khủng bố hơn hắn nghĩ. Có kiếm vực, sau này hắn tu hành bất cứ thứ gì cũng cực nhanh. Hắn tính là cái gì? 1. Kiếm ý, đó là thứ nhìn không thấy nhưng lại có thể cảm nhận được. Cảm thụ được kiếm ý chung quanh, Dương Diệp chậm rãi khống chế kiếm ý, sau đó áp xúc chúng lại. Mặc dù có kiếm vực áp chế, nhưng hắn vẫn không dám khinh thường. Vạn nhất sau khi áp xúc kiếm ý làm cho kiếm vực không chịu nổi, khi đó hắn đang tìm đường chết. Dần dần, bởi vì tinh thần lực tập trung cao độ, trên mặt Dương Diệp xuất hiện mồ hôi lạnh, đôi mắt hắn đầy tơ máu. Mặc dù có kiếm vực tương trợ, nhưng hắn phát hiện, áp xúc kiếm ý không phải chuyện đơn giản. Kiếm ý khác với lực lượng, nó không chỉ khảo nghiệm lực điều khiển, còn có khảo nghiệm tinh thần lực cùng linh hồn. Nhưng khá tốt, trong kiếm vực, hắn phát hiện bất kể tinh thần lực cùng linh hồn đều được tăng phúc rất lớn, tăng thêm hắn từng giới hạn lực lượng, bởi vậy, hắn tiến hành rất thuận lợi. Dần dần, trong kiếm vực, không gian 10 trượng quanh Dương Diệp bắt đầu rung động. Trên mặt Dương Diệp đổ mồ hôi càng ngày càng nhiều. Thời gian khôi ngừng trôi qua, không gian chung quanh Dương Diệp vẫn rung rung, nhưng đã thu nhỏ còn 8 trượng. Trong thời gian kế tiếp, tuy không gian chung quanh Dương Diệp không ngừng thu nhỏ lại, nhưng hắn tốn thời gian càng ngày càng lâu. Ví dụ từ 10 trượng tới 8 trượng chỉ dùng 1 giờ, nhưng từ 8 trượng thu nhỏ lại 7 trượng, hắn tiêu hao 3 canh giờ, từ 7 trượng thu nhỏ còn 6 trượng tốn 10 canh giờ. Tuy hao phí thời gian càng ngày càng nhiều, nhưng Dương Diệp càng ngày càng hưng phấn. Bởi vì kiếm ý không ngừng bị hắn áp xúc, hắn phát hiện, uy lực kiếm ý càng ngày càng khủng bố. Này cũng rất bình thường, như một khối sắt vụn, nếu như hắn không ngừng đả kích, không ngừng rèn luyện, không ngừng áp xúc, đến cuối cùng, nó sẽ trở thành một thanh lợi kiếm. Khi đó, tuy đều là sắt nhưng cách biệt quá lớn. Mà bây giờ hắn áp xúc kiếm ý cũng giống rèn luyện sắt vụn. Áp xúc, điên cuồng áp xúc. Đây là cách làm của Dương Diệp hiện tại. Trong quá trình áp xúc, Dương Diệp phát hiện vấn đề, đó chính là hắn lĩnh ngộ kiếm ý, nhưng cho đến nay hắn không hiểu kiếm ý là gì. Bản chất của kiếm ý là cái gì? Lực lượng bổn nguyên của nó ở đâu? Trước đó, hắn không cách nào trả lời. Giờ phút này, trong kiếm vực, vì giới hạn kiếm ý, bởi vậy, hắn nhất định phải đi cảm thụ kiếm ý hư vô mờ mịt, cởi bỏ bí mật của chúng, sau đó đi điều khiển chúng. Loại tình huống này, hắn càng hiểu về kiếm ý. Kiếm ý, đó là một loại ý cảnh, cách nói này rất trừu tượng. Nói đơn giản một chút, nó chính là một loại ý niệm lĩnh ngộ dựa vào kiếm. Ý niệm giống như khí thế, một người thân cư địa vị cao, ví dụ như hoàng đế, bởi vì nắm giữ sinh tử của vô số người, bởi vậy, trên người hắn nhất định sẽ mang theo khí thế của mình. Ý niệm không khác khí thế bao nhiêu, loại vật này, người nhìn không thấy, nhưng nó quả thật tồn tại, hơn nữa đạt tới trình độ nhất định còn có thể thực chất hóa. Mà kiếm ý, đặc biệt là kiếm ý hư vô cảnh, đã không chỉ thực chất hóa. Trong quá trình áp xúc, Dương Diệp phát hiện vì cái gì sát ý hư vô cảnh còn mạnh hơn kiếm ý hư vô cảnh, không vì cái gì khác, bởi vì sát ý hư vô cảnh còn ngưng thực hơn kiếm ý hư vô cảnh. Hiện tại, hắn muốn giới hạn kiếm ý, đầu tiên cần phải ngưng thực kiếm ý hư vô cảnh. Thời gian một ngày lại một ngày qua đi, đảo mắt đã 5 ngày sau. Trong phòng tu luyện, lúc này, không gian chung quanh Dương Diệp đã triệt để khôi phục lại bình tĩnh, nhưng thần sắc Dương Diệp vô cùng ngưng trọng. Trên tay hắn là man thần kiếm, mà lúc này, man thần kiếm đang run rẩy.
bởi vì kiếm ý chung quanh hắn đang áp xúc vào man thần. Lúc này, kiếm ý của hắn đã đạt tới điểm tới hạn. Kiếm ý hư vô cảnh đạt tới giới hạn khủng bố cỡ nào? Dù sao Dương Diệp cảm giác kiếm vực lúc này đã không ổn định. Nếu như hắn hiện đang thi triển nhất niệm thuấn sát được giới hạn kiếm ý hư vô cảnh gia trì, uy lực sẽ tăng lên gấp 50 lần. Đây mới thực là nhất niệm thuấn sát. Dĩ vãng, giới hạn pháp tắc, hắn tối đa chỉ dám thi triển một lần, bởi vì thi triển một lần thì thân thể của hắn sẽ bị thương, ít nhất phải tu dưỡng vài ngày mới có thể khôi phục. Mà bây giờ, hắn có thể thi triển hai lần. Một loại là lực lượng giới hạn, một loại là kiếm ý giới hạn. Cái trước cần thân thể cường đại, một khi thi triển sẽ hao hết lực lượng, cái sáu sẽ tiêu hao tinh thần lực cùng linh hồn lực. Về phần hai chủng giới hạn cái nào mạnh hơn, việc này quyết định bởi bản thân hắn, nếu như thân thể mạnh, lực lượng giới hạn sẽ mạnh, nếu như kiếm ý mạnh, cái khi đó kiếm ý giới hạn sẽ mạnh. Đương nhiên, nếu như phóng xuất ra sát ý hư vô cảnh, hai chủng ý cảnh giới hạn, đây tuyệt đối là viễn siêu lực lượng giới hạn, nếu như hai chủng ý cảnh lại thêm Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, uy lực kia. Dương Diệp không cảm tưởng, cũng không dám làm. Loại tình huống đó, dùng thực lực của hắn bây giờ, tuyệt đối sẽ chơi chết mình trước. Trầm mặc hồi lâu, Dương Diệp bắt đầu tán đi kiếm ý hư vô cảnh trên man thần kiếm đã đạt tới giới hạn. Nếu là lúc trước, hắn tự nhiên làm không được, nhưng có kiếm vực áp chế, việc này không thành vấn đề. Sau đó kiếm ý cũng biến mất, Dương Diệp lại bắt đầu áp xúc lần nữa. Thứ nhất, giới hạn kiếm ý của hắn còn không thuần thục, từ giới hạn kiếm ý đến bây giờ, hắn tốn thời gian vài ngày, nếu như đối địch với người ta mà vẫn dùng tốc độ như vậy, còn giới hạn cái rắm, người ta đã sớm tới giết hắn. Thứ hai, sau khi áp xúc kiếm ý, hắn phát hiện, kiếm ý chính mình cũng đã lột xác. Có phát hiện này, làm cho Dương Diệp mừng như điên. Kiếm linh cũng tốt, táng thiên cũng tốt, đều xem như ngoại vật, mà kiếm ý hư vô cảnh cùng thân thể lại là chính bản thân hắn. Kiếm ý mạnh, lực lượng mạnh, đó mới là mạnh thật sự. Cứ như vậy, Dương Diệp điên cuồng áp xúc, sau đó tiêu tán, sau đó lại áp xúc. Hai ngày sau, Thiên Đô Thành, truyền tống đài. Vào lúc này, đột nhiên truyền tống đài bộc phát ra ánh sáng màu lam chói mắt. Lúc này có ba gã nam tử xuất hiện trên truyền tống đài. Ba gã nam tử mặc trường bào màu trắng, trước ngực ba người thiêu chữ, thư, nhỏ. Nam tử cầm đầu nhìn bốn phía, sau đó nhìn sang thanh niên bên trái, nói. Tiểu Lâm, đi thăm dò xem, gia hỏa khiêu khích chị dâu tương lai của chúng ta tên gì, bây giờ đang ở đâu? Tuy lão đại khinh thường loại người này, nhưng chúng ta làm tiểu đệ, cũng không thể nhìn người ta chiếm tiện nghi của chị dâu tương lai được. Tên thanh niên Tiểu Lâm cười hắc hắc, nói. Thanh Phong ca, người nói, chuyện giữa chị dâu Hiểu Vũ Tịch và đại ca của chúng ta có thành hay không? Ngươi nói nhảm sao? Thanh Phong cười mắng. Lão đại của chúng ta chính là người trên võ bảng, kẻ bất kính với chị dâu Hiểu Vũ Tịch, lão đại của chúng ta vừa ý nàng, là phúc khí của nàng. Tuy nàng trước kia cự tuyệt lão đại của chúng ta, nhưng ta tin tưởng, chỉ cần nàng tiếp xúc với đại ca của chúng ta một thời gian ngắn, nàng tất nhiên sẽ thần phục đại ca mà thôi. Nói đến đây, Thanh Phong cười nói. Các ngươi xem, lần này Thiên Vũ Tông cho người đến xem thi đấu của chúng ta. Cũng phái nàng tới, điều này đại biểu cái gì? Đại biểu Thiên Vũ Tông cũng muốn chị dâu ở cùng chỗ với lão đại. Cho nên chị dâu của chúng ta chạy không thoát, ta đoán chừng, lần này giải quyết xong việc Vân Hải Thư Viện sẽ là thời điểm bọn họ ở cùng một chỗ. Vân Hải Thư Viện. Trong mắt Tiểu Lâm hiện ra thần thái xem thường. Ta thật không rõ, tại sao chúng ta phải đáp ứng Dương Diệp, thế lực rác rưởi như thế, trực tiếp phái người đi tiêu diệt là được. Thanh Phong lắc đầu, nói. Chúng ta không quan tâm Tiểu Lâu La như thế, sở dĩ lần này đáp ứng bọn họ, bởi vì các đại nhân của chúng ta đạt thành hiện nghị với Nho Phái. Tốt, không nói những chuyện này. Người nhanh chóng đi nghe ngóng tung tích của người kia. Việc rất nhỏ. Tiểu Lâm cười hắc hắc, hắn biến mất tại chỗ. Phần hội văn minh thương hội. Bởi vì Bạch Lộc Thư Viện thi đấu sắp tới, bởi vậy, bất kể là Dương Diệp hay là An Nam Tính, hoặc là Hư Vô Thần. Tất cả đều điên cuồng tu luyện. Trong một gian đại điện. Đại tiểu thư, ngài thật sự làm như thế. Trước mặt Mỹ Phụ, lão giả áo xám trầm giọng nói. Mỹ Phụ trầm mặc hồi lâu, sau đó gật đầu, nói. Cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu như chúng ta đánh CBA thắng,
không chỉ mang tới vô số lợi nhuận cho chúng ta, mà ta cũng có khả năng trở thành chấp sự. Nhưng nếu như thua, ngài nhất định sẽ bị cướp đoạt quyền lợi, hơn nữa vĩnh viễn không được sử dụng lại. Lão giả áo xám trầm giọng nói. Thậm chí sẽ ảnh hưởng đến gia chủ. Mỹ phụ trầm mặc. Lão giả áo xám lại nói. Thực lực ba người Dương Diệp không tệ, nhưng Bạch Lộc Thư Viện lại là nơi ngọa hổ tàng long a. Trọng yếu nhất là, pháp phái có hai yêu nghiệt lên võ bảng. Ba người Dương Diệp thắng nổi hai người kia sao? Ít nhất trước mắt bọn họ bày ra thực lực cũng chưa chắc mạnh hơn người của võ bảng. Mỹ phụ trầm mặc như trước. Lão giả áo xám đang muốn nói chuyện, đột nhiên, sắc mặt hắn biến hóa, hắn quay đầu nhìn về phía ngoài điện, nói. Có người đến, lai giả bất thiện. Mỹ phụ nói. Đi, ra đi xem. Mỹ phụ và lão giả áo xám vừa ra khỏi đại điện, liền gặp được ba người thanh phong. Khi nhìn thấy ba người này, Mỹ phụ cau mày. Bạch Lộc Thư Viện. Chẳng lẽ Bạch Lộc Thư Viện đã biết rõ thân phận ba người Dương Diệp? Ánh mắt thanh phong nhìn lên người Mỹ phụ, cười hắc hắc, nói. Không nghĩ tới là Mỹ phụ, ta ưa thích loại này, ha ha. Tốt, nói chính sự, người tên Diệp Dương kia đang ở nơi của các ngươi. Các hạ nói chuyện khách khí một chút. Lão giả áo xám hướng phía trước bước ra một bước, trầm giọng nói. Thanh phong âm thanh lạnh lùng nói. Pháp phái ta làm việc, chưa bao giờ biết rõ cái gì gọi là khách khí. Ta sẽ dạy ngươi. Lão giả áo xám lao về phía ba người. Thanh phong cười lạnh, thân hình khẽ động, hắn hóa thành tia sáng lao thẳng về phía lão giả áo xám. Oanh! Tiếng nổ lớn vang lên, lão giả áo xám liên tiếp lui về phía sau, sau khi hắn lui tới vách tường, lúc này, ông tay áo của hắn không còn. Thánh giả trung cấp. Thanh phong chuyển động dao găm màu trắng trong tay, nói. Yếu như vậy, uống thuốc chưa? Sắc mặt lão giả áo xám trầm xuống. Hắn muốn động thủ, đột nhiên, hắn dừng lại, nhìn về phía xa xa. Xa xa, Dương Diệp đang đi tới. Ngươi đang tìm ta. Dương Diệp nhìn về phía Thanh Phong. Ngươi chính là Diệp Dương. Thanh Phong nhìn về phía Dương Diệp, hỏi. Dương Diệp gật gật đầu. Ngươi đùa giỡn chị dâu của chúng ta. Thanh Phong lại hỏi. Chị dâu. Dương Diệp khó hiểu. Thiên Vũ Tông, Hiểu Vũ Tịch, chính là chị dâu của ta. Thanh Phong nói. Dương Diệp nói. Đại ca ngươi là. Võ bảng Mạc Vân Thiên. Thanh Phong nói, khóe miệng còn nở nụ cười. Hắn tính toán là cái gì? Dương Diệp lại nói. Một là giết, 100 cũng là giết. Một. Hắn tính là cái gì? Nghe được Dương Diệp nói thế, mọi người giật mình. Võ bảng, đó là khái niệm gì? Trung thổ thần châu, nhân khẩu mấy trăm tỷ, chỉ có 50 người lên được vẽ bảng. Có thể nói, người có thể tiến vào võ bảng đều là siêu cấp thiên tài trong thiên tài. Loại người này, tương lai nhất định trở thành bá chủ một phương. Mà sự thật cũng chứng minh đúng là như thế, bởi vì những cường giả đỉnh cấp của Trung Thổ Thần Châu hiện tại đều là người võ bảng. Nghe được Dương Diệp nói thế, sắc mặt ba người Thanh Phong âm trầm, một lát sau, Thanh Phong nhìn Dương Diệp, nói. Ngươi! Hắn đang muốn nói chuyện, nhưng Dương Diệp đã biến mất. Sắc mặt Thanh Phong thay đổi, hàn quang hiện lên, nhưng sau một khắc, hàn quang của hắn đánh ra biến mất, một nắm đấm xuất hiện trước mặt hắn. Két sát, quyền đến, lực lượng cường đại đè nát không gian chung quanh Thanh Phong. Trong mắt Thanh Phong mang theo hoảng hốt, hắn không ngờ tới lực lượng Dương Diệp mạnh đến như vậy. Keng, phanh, dao găm đứt gãy, sau đó Thanh Phong phun máu tươi và bay ra ngoài. Một quyền đánh bại, một bên. Lão giả áo xám cùng Mỹ phụ ngây ra như phỗng. Mặc dù Thanh Phong chỉ là một gã bán thánh cao cấp, nhưng là thực lực của hắn tuyệt đối thắng được cường giả thánh giả cảnh. Thế lực cấp kim cương Bạch Lộc Thư Viện bồi dưỡng thiên tài không phải người bình thường. Những thiên tài này, có được tài nguyên tốt nhất, có được công pháp và huyền kỹ tốt nhất, còn có được vô số cường giả làm lão sư. Bọn họ, gặp may mắn. Nhưng mà, Thanh Phong gặp may mắn cũng bị một quyền đánh bại. Hai người Tiểu Lâm đi cùng Thanh Phong cũng không ngờ Thanh Phong bị đánh bại, phải biết Thanh Phong xếp hạng trước 20 trong học viện. Hắn là ai? Thanh Phong cũng ngây người, đúng thế, hắn bị đánh giật mình. Hắn rất có lòng tin vào thực lực bản thân, trừ phi là thánh giả cao cấp, bằng không thánh giả bình thường không lọt nổi vào trong mắt của hắn. Nhưng lúc này hắn bị một bán thánh đánh bại. Bên cạnh,
Dương Diệp đang chuẩn bị tiếp tục ra tay, Mỹ Phụ nói. Diệp công tử, có thể cho ta mặt mũi hay không? Dương Diệp dừng bước lại, nhìn về phía Mỹ Phụ. Mỹ Phụ nói, ba người này chính là đệ tử Bạch Lộc Thư Viện, ít nhất là đệ tử nội viện, nếu như chết ở chỗ này, thương hội của chúng ta sẽ có phiền toái. Dương Diệp nhún nhún vai, đang muốn nói chuyện, lúc này, lão giả áo xám bên cạnh Mỹ Phụ nghẹn ngào kêu lên. Diệp công tử coi chừng. Lão giả áo xám vừa dứt lời, Thanh Phong đã xuất hiện sau cung Dương Diệp, sau đó dao găm màu trắng của hắn đặt ngay cổ Dương Diệp, cùng lúc đó, Thanh Phong quát lớn. Con mẹ nó ngươi. Nhưng Thanh Phong còn chưa có nói xong, hắn đã bay ra sau. Mọi người hóa đá lần nữa. Đặc biệt là lão giả áo xám, lúc này, trong mắt của hắn tràn đầy khó tin. Chỉ có hắn trông thấy đã xảy ra cái gì, cũng chính bởi vì trông thấy, hắn mới vô cùng kinh hãi. Khi Thanh Phong vừa nói, Dương Diệp đã động thủ, mà Thanh Phong cũng động thủ. Nhưng dao găm của Thanh Phong cắt qua yết hầu của Dương Diệp không có việc gì. Đây là thân thể nhân loại. Xa xa, Dương Diệp quay người nhìn Thanh Phong, đối phương không ngừng phun tinh huyết, bụng của hắn lõm xuống, một quyền của Dương Diệp đã đánh rách ngũ tạng lục phủ của hắn. Thân thể Dương Diệp khẽ động, hắn lao về phía Thanh Phong, mà lúc này, hai người Tiểu Lâm ngăn cản trước mặt Dương Diệp, Tiểu Lâm, nói. Các hạ, việc này là ba người chúng ta lỗ mãng, mong rằng các hạ. Sớm nói như vậy, có lẽ sẽ không có việc gì. Hiện tại, ha ha, Dương Diệp dứt lời, hai người Tiểu Lâm bay ra ngoài, không trung, thân thể hai người trực tiếp nổ ra, hóa thành vô số mảnh vỡ. Mà lúc này, Dương Diệp đã tới trước mặt Thanh Phong, hắn đá một cước vào đầu Thanh Phong. Pháp phái, đối với Dương Diệp mà nói, đó là địch nhân, bởi vì, hắn biết rõ, nếu như hắn chết, pháp phái tất nhiên sẽ huyết tẩy cả Vân Hải Thành cùng Vân Hải Thư Viện. Hơn nữa, lần này tới Bạch Lộc Thư Viện tỉ thí cùng pháp phái, hắn tin tưởng, pháp phái tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình với hắn. Đã như vậy, tại sao hắn phải hạ thủ lưu tình? Giết một là giết, giết 100 cũng là giết, dù sao đều là giết, vậy thì dứt khoát giết tuyệt. Phanh! Một cước của Dương Diệp lại thất bại, hắn đạp sập không gian, nhưng Thanh Phong đã biến mất tại chỗ. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lên trời, một vách nứt không gian hiện ra. Dương Diệp lao thẳng lên phía trên, đột nhiên trong vết rách không gian có bàn tay đánh xuống. Oanh! Phía chân trời sinh ra tiếng nổ lớn, toàn bộ bàn tay khổng lồ vỡ tan. Dương Diệp rơi xuống mặt đất, mà lúc này, trước mặt hắn là lão giả mặc hoa bào. Lão giả liếc mắt nhìn Dương Diệp, trong tay hắn là Thanh Phong, nói. Với tư cách đệ tử pháp phái, ngươi lại cầu viện thư viện, mà địch nhân của ngươi lại là bán thánh, ngươi thật phế vật. Sắc mặt Thanh Phong tái nhợt, nhưng hắn không dám phản bác. Lão giả mặc hoa bào không có quản Thanh Phong, mà là nhìn về phía Dương Diệp, nói. Ngươi dám giết đệ tử Bạch Lộc Thư Viện, lá gan của ngươi không tệ, hy vọng thực lực ngươi có thể tương xứng với lá gan của ngươi. Nói xong, hắn muốn động thủ, mà lúc này, Mỹ Phụ đột nhiên nói. Tiền bối, việc này chính là. Ngươi có thể câm miệng. Lão giả mặc hoa bào trực tiếp cắt lời của Mỹ Phụ. Hắn lạnh lùng nói. Ta không muốn nghe người nói nhảm cái gì, ta chỉ biết là, bị hắn giết là đệ tử Bạch Lộc Thư Viện, hơn nữa còn là pháp phái chúng ta. Về phần hai người các ngươi, xem mặt mũi Vân Minh Thương Hội, ta tha các ngươi một mạng, nhưng ngày sau đừng để ta nhìn thấy các ngươi xuất hiện tại Thiên Đô Thành, bằng không ai tới ta cũng không cho mặt mũi. Sắc mặt Mỹ Phụ cùng lão giả áo xám trầm xuống, lúc này, Dương Diệp cười nói. Ta tại Thanh Châu đã nghe qua cách làm người làm việc của pháp phái Bạch Lộc Thư Viện các ngươi càn quấy bá đạo, hôm nay vừa thấy, quả là thế. Thanh Châu. Lão giả mặc hoa bào nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau một lát, hắn trầm giọng nói. Thân thể có thể so với thánh giả, ngươi là Dương Diệp đến từ Thanh Châu. Nghe được lão giả mặc hoa bào nói thế, Thanh Phong nằm trên mặt đất cũng sững sờ, hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp cũng sững sờ, nói. Làm sao ngươi biết? Quả nhiên là ngươi. Lão giả mặc hoa bào nói. Không nghĩ tới ngươi đã đi tới Trung Thổ Thần Châu, ngươi thật có gan, thực lực có vài phần, khó trách dám cuồng ngôn. Ngươi có biết lời của ngươi vô tri cỡ nào hay không? Hôm nay ta không giết ngươi, ngày mai gặp tại thư viện. Vừa dứt lời, lão giả mặc hoa bào đã rời đi.
Mà lúc này, một đạo kiếm khí xuất hiện, đầu của Thanh Phong bên cạnh lão giả mặc hoa bào bay ra ngoài. Lão giả mặc hoa bào dừng bước lại, sắc mặt âm trầm. Dương Diệp cười cười, nói. Trở về nói cho những kẻ gọi là thiên tài của pháp phái các ngươi, chờ ta. Nếu như không có chút nguyên nhân, ta hiện tại cũng muốn lộng chết ngươi. Lão giả mặc hoa bào tức giận nhìn Dương Diệp, nói. Không liên quan, cho ngươi sống lâu 2 ngày. Hắn vừa dứt lời, lão giả mặc hoa bào biến mất tại chỗ. Ngươi có nắm chắc không? Mỹ phụ nói khẽ. Dương Diệp tự nhiên biết rõ đối phương chỉ cái gì, lập tức lắc đầu. Mỹ phụ cùng lão giả áo xám sững sờ, Mỹ phụ nói. Ngươi không có nắm chắc. Dương Diệp nói. Ta chỉ thấy một người của pháp phái, thực lực của hắn phi thường không tệ, mà hắn chỉ đứng thứ 15 của pháp phái. Có thể nghĩ đám người đứng trước mạnh thế nào? Mỹ phụ trầm giọng nói. Nói thực ra, nếu như ngươi chỉ có chút thực lực ấy thì không đủ. Dương Diệp cười cười, không nói gì. Đến Bạch Lộc Thư Viện, hắn xác thực không có bao nhiêu nắm chắc. Bạch Lộc Thư Viện không phải và Vân Hải Thư Viện, trong đó khẳng định có nhiều yêu nghiệt mạnh hơn Lâu Thiên Tiêu, thậm chí kinh khủng hơn. Nhưng không có biện pháp, đừng nói thiên tài siêu việt Lâu Thiên Tiêu, chính là có đế giả, hắn cũng dám đến. Bởi vì nếu như hắn không đến, chiến trường sẽ nằm tại Thanh Châu Vân Hải Thành, mà nếu như hắn đến, chiến trường sẽ nằm ở Bạch Lộc Thư Viện. Lúc này Vân Hải Thư Viện và Vân Hải Thành, thật sự chịu không được giày vò. Đúng, người bảo ta nghe ngóng về nữ tử gọi là Đinh Thược Dược, có chút tin tức. Mỹ Phụ nói. Ân. Dương Diệp nhìn về phía Mỹ Phụ, nói. Biết rõ tung tích của nàng không? Mỹ Phụ lắc đầu, nói. Chỉ biết nàng xuất hiện tại Tiếp Dẫn Thành qua. Tiếp Dẫn Thành. Dương Diệp nhíu mày, nói. Chính là tòa thành chuyên nhận người hạ vị diện. Mỹ Phụ gật đầu, nói. Bằng hữu của ngươi đến từ hạ vị diện. Dương Diệp gật gật đầu. Mỹ Phụ liếc mắt nhìn Dương Diệp, trầm mặc hồi lâu, nàng nói. Hiểu Vũ Tịch có khả năng cũng đến từ hạ vị mặt. Nàng vốn là người nơi đó. Dương Diệp nói. Vậy ngươi cũng là. Mỹ Phụ thốt ra. Dương Diệp liếc mắt nhìn Mỹ Phụ, hắn gật đầu. Thì ra là thế. Mỹ Phụ gật gật đầu, nói. Ta hiểu rồi. Ha ha. Đúng lúc này, phía chân trời có mấy tiếng cười vang lên. Dương Diệp đâu rồi? Dám tuyên bố muốn tiêu diệt pháp phái chúng ta, Dương Diệp ở chỗ nào? Đến, mau ra đây cho chúng ta xem. Tiếng cười vừa dứt, hơn 10 đạo tia sáng lao tới nơi này. Rầm rầm rầm. Cả phân hội Vân Minh Thương Hội lập tức hóa thành bột mịn. Cùng lúc đó, vô số tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong phân hội Vân Minh Thương Hội. Kéo đầu người, 1. Trên phế tích phân hội Vân Minh Thương Hội chỉ còn lại có 5 người, theo thứ tự là 3 người Dương Diệp, còn có Mỹ Phụ cùng lão giả áo xám. Trừ 5 người bọn họ ra, cả phân hội Vân Minh Thương Hội đều chôn vùi dưới phế tích. Mà trước đó, trong Vân Minh Thương Hội có tới mấy ngàn người. Dương Diệp thật không ngờ, lão giả áo xám cùng Mỹ Phụ cũng không nghĩ tới, không nghĩ tới học viên Bạch Lộc Thư Viện lại ra tay với phân hội Vân Minh Thương Hội, hơn nữa vừa ra tay lại độc ác như thế. Hai tay Dương Diệp chậm rãi nắm chặt, hắn ngẩng đầu nhìn lên, ở trước mặt hắn không xa có hơn 20 tên huyền giả, trong đó, nữ có nam có, trên quần áo của bọn họ đều thêu chữ thư nhỏ. Ngươi chính là Dương Diệp. Trong đám người, thanh niên cầm côn sắt cầm đầu nhìn Dương Diệp, hắn cười nói. Có phải đầu của người bị cửa kẹp hay không? Lâm Du Huynh, vì sao nói như vậy? Một tên thanh niên cầm đao bên cạnh nói. Vân Minh Thương Hội. Lâm Du nhìn quanh, hắn ngạc nhiên nói. Nếu hắn lúc còn bé không bị cửa kẹp qua, tại sao hắn dám cuồng ngôn nói diệt sạch pháp phái chúng ta? Tên Lâm Du cười to nói. Ta cảm thấy khác, cũng có khả năng là đầu bị lừa đá qua, ha ha. Chậc chậc, thì ra hắn là Dương Diệp, ta thấy hắn không có gì đặc thù cả. Vì cái gì dám nói ra cuồng ngôn như vậy? Ta thật sự nghĩ mãi mà không rõ. Uy, Dương Diệp, có thể nói cho ta biết hay không? Vì sao ngươi nói ra những lời như thế? Chẳng lẽ đầu ngươi thật bị cửa kẹp qua? Ha ha! Dương Diệp nhìn đám người Lâm Du, trầm mặc một hồi, hắn nói. Mục tiêu các ngươi là ta, vì sao phải giết người Vân Minh Thương Hội? Dương Diệp không phải một người lương thiện, nhưng hắn cũng không vì mình mà liên lụy tới người khác.
Vân Minh Thương hỏi. Lâm Du nhìn quanh, hắn ngạc nhiên nói. Ai nha, không có nghĩ tới nơi này còn có người khác, ai nha, thật sự có lỗi, khi nghe Dương Diệp ngươi đến, chúng ta quá hưng phấn, cho nên khi ra tay quá mạnh. Ai, chúng ta thật sự không cố ý, nếu như các ngươi cảm thấy tâm lý khó chịu, cứ đánh chúng ta đi. Ha ha ha, ha ha, đánh chúng ta đi, ha ha. Lão tử không chịu nổi đám ngu xuẩn này. Bên cạnh, hư vô thần muốn tiến lên. Một cũng đừng lưu, hôm nay, ta muốn cầm đầu của 20 tên này mở đường. Dương Diệp vừa dứt lời, thân thể của hắn đã xuất hiện trong đám người Lâm Du, sau đó một đầu người bay lên cao, đó là đầu của đệ tử Bạch Lộc Thư Viện. Máu tươi bắn ra như suối. Sát! Nhìn thấy ba người Dương Diệp động thủ, trong mắt Lâm Du sinh ra lệ khí, hắn muốn động thủ, một tiếng xé gió đột nhiên vang lên, sau đó một thanh trường thương xuất hiện trước mặt hắn. Tuông vòng Lâm Du kinh ngạc, hắn không dám khinh thường, côn sắt trong tay đánh tới. Bành! Tường côn trong tay Lâm Du bị rạn nứt, mà bản thân của hắn bị đánh bay ra xa, mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn, đôi mắt của Lâm Du co rút lại, bởi vì hắn trúng một quyền vào lưng. Phanh! Thân thể Lâm Du bị đánh bay ra xa, vô số máu tươi nội tạng bắn tung tóe khắp nơi. Trong tràng, đệ tử pháp phái nhìn thấy cảnh này đều kinh hãi, giờ phút này, cho dù bọn họ ngu xuẩn cũng biết bọn họ đã khinh địch nghiêm trọng. Chỉ vài giây đã chết 5-6 người. Rút lui. Trong tràng, một tên đệ tử nói ra. Nhưng hắn vừa mới dứt lời, một thanh trường thương đã đâm xuyên qua ngực của hắn, thân thể tên đệ tử này cứng đờ, hắn rơi từ trên cao xuống. Ai trốn giết ai? Dương Diệp quát lớn, sau đó hắn vung tay chém đứt đầu một tên đệ tử khác. Một cái vung tay của hắn có ra chỉ kiếm ý hư vô cảnh. Mà kiếm ý hư vô cảnh của hắn đã mạnh hơn lúc trước vài lần. Đồ sát. Quả thực chính là đồ sát. Khi ba người Dương Diệp liên thủ, đệ tử Bạch Lộc Thư Viện giống như cừu non, lão giả áo xám cùng Mỹ Phụ hóa đá tại chỗ. Sau nửa ngày, lão giả áo xám nhìn Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh, yết hầu khô khốc, nói. Là bọn họ quá mạnh mẽ hay đệ tử Bạch Lộc Thư Viện quá yếu? Những đệ tử này chỉ là đệ tử ngoại viện. Mỹ Phụ trầm giọng nói. Nhưng cũng không yếu tới mức bị đồ sát. Mỹ Phụ nói chuyện còn mang theo khiếp sợ. Sau khi yên lặng, trong mắt Mỹ Phụ sinh ra một tia quyết tuyệt, nói. Thông chi xuống dưới, phàm là phân hội chúng ta khống chế mở ván đặt cược, phàm là người mua Bạch Lộc Thư Viện thắng, 1-10, mà mua Vân Hải Thư Viện thắng, 1-1. Đại tiểu thư ngươi, trong mắt lão giả áo xám đầy khiếp sợ, tỷ lệ này trong mắt Mỹ Phụ, đám người Dương Diệp có khả năng thắng vô cùng lớn. Đương nhiên, hắn chính thức khiếp sợ là, nếu như lần này đánh bạc thua, bọn họ xong rồi. Bởi vì hắn không cần nghĩ cũng biết, một khi mở ván cược này, không biết bao nhiêu người sẽ mua sắm Bạch Lộc Thư Viện thắng. Mà khi đó, một khi đám người Dương Diệp bại, bọn họ sẽ xong đời chân chính, thậm chí có khả năng dao động căn cơ của gia tộc. Mỹ Phụ hít sâu một hơi, nói. Tổ tiên từng có nói, nhát gan chết đói, gan lớn giàu to, cầu phú quý trong nguy hiểm. Ta nguyện ý dùng tiền đồ của mình đánh bạc một lần. Lão giả áo xám do dự, nhưng hắn gật đầu, nói. Vậy thì đánh bạc một lần lớn đi, ta sẽ cho người đi xử lý việc này. Mỹ Phụ gật gật đầu, nàng ngẩng đầu nhìn trời, mà lúc này, người của Bạch Lộc Thư Viện chỉ còn lại có 3 người. 3 người không có chạy trốn, bởi vì bọn họ phát hiện, tốc độ của bọn họ căn bản không nhanh bằng Dương Diệp, phàm là người muốn chạy trốn đều chết đầu tiên. Không đến nửa khắc đồng hồ, 20 người chỉ còn lại 3 người. Xuy, phanh, 2 bóng người rơi xuống, một người bị đánh thủng ngực, một người bị đánh bay đầu. Cứ như vậy, đệ tử Bạch Lộc Thư Viện chỉ còn lại 1 nữ học viên. Nữ tử ước chừng 20 tuổi, trong tay nàng cầm trường kiếm, tuy mặt ngoài nhìn như rất kiên cường, nhưng thanh kiếm run rẩy đã bán đứng nàng. Chuyện là thủ tồi hoa, ta làm không được. Hư vô thần lắc đầu. Hắn lui sang một bên. Nếu như ngươi bại, ngươi cảm thấy nàng sẽ hạ thủ lưu tình với ngươi sao? Dương Diệp liếc mắt nhìn hư vô thần, hắn muốn ra tay, đột nhiên lão giả mặc hoa bào xuất hiện lần nữa. Khi nhìn thấy tình hình nơi này, sắc mặt lão giả mặc hoa bào biến thành dữ tợn, nói. Dương Diệp, ngươi muốn chết. Nói xong, hắn muốn động thủ, mà lúc này, Dương Diệp lại xuất quyền tấn công lão giả mặc hoa bào.
An Nam Tĩnh bên cạnh Dương Diệp cũng không có nhàn rỗi, vào lúc Dương Diệp xuất quyền, liệt thiên của nàng cũng bay nhanh về phía lão giả mặc hoa bào, liệt thiên xuất hiện ngay trước mặt lão giả mặc hoa bào, tốc độ liệt thiên còn nhanh hơn Dương Diệp 3 phần. Lão giả mặc hoa bào hoảng hốt, trong thương này ẩn chứa lực lượng làm hắn hoảng hốt, hắn không dám ngạnh kháng, muốn tránh ra, nhưng đúng lúc này có ý cảnh khủng khiếp bao phủ người hắn. Lão giả mặc hoa bào kinh hãi gần chết, sau một khắc. Bành! Liệt thiên trực tiếp đánh vào ngực lão giả mặc hoa bào trực tiếp bay rớt ra ngoài, nhưng liệt thiên vẫn đâm tới, trong cơ thể lão giả mặc hoa bào tuôn ra tia sáng màu vàng ngăn cản liệt thiên. Vào lúc lão giả mặc hoa bào thở ra một hơi, đột nhiên, đồng tử của hắn co rút lại, tóc gáy toàn thân dựng thẳng, hắn xoay người đánh ra một trường. Bành! Trường của hắn va chạm với một quyền. Két! Âm thanh xương cốt đứng gãy vang lên, lão giả mặc hoa bào bay ra ngoài, mà lúc này, đột nhiên An Nam Tĩnh xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó trường thương quét qua lưng của hắn. Phanh! Đôi mắt lão giả mặc hoa bào mở to, hắn rơi từ trên cao xuống đất. Cuối cùng hắn nện xuống mặt đất, cũng không biết sống chết. Dương Diệp đang muốn ra tay lần nữa, lúc này, không gian phía chân trời xuất hiện một bàn tay khổng lồ đánh về phía Dương Diệp. Bạch Lộc Thư Viện đều không biết xấu hổ như thế sao? Một không được, đến một đám không được, đến già không được, đến già hơn. Dương Diệp vừa dứt lời, cổ sao xuất hiện trong tay hắn, hắn cắm ý kiếm vào trong cổ sao, sau một khắc, hắn rút ra. 80 đạo trảm thiên bạt kiếm thuật điệp ra. Ông! Một đạo kiếm khí phóng lên trời, kiếm khí xé rách không gian chém vào bàn tay kia. Yên lặng một cái chớp mắt, bàn tay kia nghiền nát. Tốt cho một Dương Diệp, pháp phái ta thật sự xem nhẹ ngươi. Phía chân trời, một giọng nói vang lên. Dương Diệp không để ý tới giọng nói kia, hắn quay đầu nhìn về phía lão giả mặc hoa bào nằm trên mặt đất, cong ngón búng ra, một tia kiếm khí bắn ra. Đầu của lão giả mặc hoa bào tác ra khỏi thân thể. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía hư vô thần, nói. Dùng dây thừng cột những cái đầu này lại, chúng ta lần đầu tới Bạch Lộc Thư Viện, sao có thể tay không mà đến? Chúng ta phải tặng bọn họ một phần đại lễ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 84.